sao không nghiêm trọng chứ? Đây là một loại hành vi rất biến thái, người có thấy người nam nhân nào sẽ vô duyên vô cớ cướp đi tiểu của một nữ nhân, còn chết sống cũng không trả không? Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương xoay chuyển, nói. Đúng vậy, Phong Phi Vân ngươi sao lại cướp đi tiêu của người khác? Đông Phương Kính Thủy bộ dáng sợ thiên hạ không loạn, nói. Chỉ có yêu mến một nữ nhân, mới có thể sưu tầm đồ vật của nữ nhân đó, đây là một loại biểu hiện của yêu. Dạ Tiêu Tương toàn thân chấn động, trong óc trống rỗng, có chút xoay người, đôi mắt tuyệt mỹ có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, bộ dạng thật như đang nói, ngươi thật là bởi vì yêu thích ta, mới cướp đi ống tiêu sao. Chợt, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện ra hai mảnh đỏ ửng, một mực tràn ngập đến mép tai. Tâm lý nữ nhân là sao? Tâm lý nữ nhân chính là, khi từ trong miệng người khác biết được, có một người nam nhân đang yên lặng thích mình thì vô luận người nam nhân này là ai, lớn lên là tuấn lãng hay xấu xí, là phú quý hay nghèo khó, trong lòng của các nàng đều sinh ra một loại cảm giác vui sướng không hiểu. Mà biểu hiện của Dạ Tiêu Tương cũng có chút hơi quá đáng. Trong lòng Phong Phi Vân đã sớm ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông Đông Phương Kính Thủy một lần, bà ngoại ngươi, rõ ràng cùng một nữ nhân đơn thuần thiện lương đến sắp biến thành ngu ngốc đùa giỡn như thế, đây không phải là có chủ tâm tìm phiền toái cho hắn sao? Đông Phương Kính Nguyệt tuy rằng lụa trắng che mặt, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người Dạ Tiêu Tương, đây cũng không phải lần đầu nàng nhìn thấy vị dạ đại gia danh khắp thiên hạ này, nhưng đây tuyệt đối là lần nhìn cẩn thận nhất. Một nữ nhân nhìn một nữ nhân khác, cũng có thể cẩn thận như vậy, vậy thì chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đồng tính luyến ái. Hoặc là đã xem đối phương như tình địch lớn nhất. Phong Phi Vân thật sự là có chút chịu không được nhãn quang hàm tình mạch mạch kia của Dạ Tiêu Tương, nói. Kỳ thật ta cảm thấy ống tiêu này khác biệt, muốn vuốt vuốt vài ngày, đương nhiên nếu dạ đại gia thật tình muốn, ta hiện giờ sẽ trả lại cho ngươi. Phong Phi Vân nói xong liền đưa ống tiêu tới. Dạ Tiêu Tương có chút bối rối, môi anh đào run rẩy, nói. Ngươi, nếu như ngươi ưa thích thì cứ đặt chỗ ngươi vài ngày đi. Nói xong lời này, gương mặt của nàng lại càng đỏ hơn. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ, tay dừng ở giữa không trung, phóng ra cũng không phải, thu lại cũng không phải, trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Đông Phương Kính Nguyệt vốn đang đứng đó, chứng kiến hai người này ở đằng kia lộ vẻ anh em, năm ngón tay mảnh khảnh có chút cáu chặt, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, người ta cũng bảo ngươi thu lại rồi, ngươi cứ thu lại đi. Ngươi một phế nhân, chẳng lẽ muốn người ta đường đường là dạ đại gia lại quỳ trên mặt đất cầu ngươi, ngươi mới nhận lấy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đã từng nói qua rồi. Đông Phương Kính Thủy vuốt vuốt cái trán, thấp giọng nhắc nhở. Nữ nhân a hát, thật sự là một loại sinh vật không cách nào lý giải. Đi thôi. Đông Phương Kính Nguyệt thở ra một hơi thật sâu, cắn chặt bờ môi, xoay người rời đi. Đông Phương Kính Thủy sững sờ nhưng lại nói. Đi chỗ nào, chúng ta đi rồi, dạ đại gia làm sao bây giờ? Người ta cần ngươi cứu sao? Ngươi nếu hiện giờ mang nàng quay về thần đô, chỉ sợ vừa sẽ chia cắt người ta đấy. Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt tuy rằng bình tĩnh mà lạnh nhạt như trước, nhưng chỉ cần là người có tai, đều có thể nghe ra tâm tình nàng hiện giờ. Cái này, Đông Phương Kính Thủy nói. Ngươi có đi hay không? Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói. Ngươi không đi, ta đi. Nàng một lát cũng không muốn lưu lại chỗ này. Nói xong lời này, trên lưng của nàng liền dài ra bốn cánh chim màu trắng, dài chừng bốn trượng, thánh khiết đoan trang tựa như một vị tiên nữ bay lên trời, biến mất giữa tấn hà. Đại tiểu thư của ta, chờ ta một chút a hát. Đông Phương Kính Thủy nhìn thật sâu hai người Phong Phi Vân, sau đó trên người phủ lên một mảnh ma vân minh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc trùng thiên mà đi, đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt. Tấn hà chi thủy thao thao bất tuyệt, trong bụi bỏ lau gió càng thổi gấp, khiến cỏ lau khô bại cũng bị thổi vang lên xào xạc. Tuy rằng ban đêm còn chưa tới, nhưng bên bờ tấn hà cũng đã âm khí bức nhân, hàn thấu nhân tâm. Phong Phi Vân thật lâu đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy tử tiêu, vẫn bảo trì tư thế cũ. Mà Dạ Tiêu Tương lại nghiêng thân, có chút cúi đầu, nàng cũng không phải một nữ tử ngượng ngùng, một nữ tử ngượng ngùng cũng không thể trở thành thai trụ tử của thiên kim nhất tiếu lâu được. Trong đầu nàng nghĩ đến ngày đó lúc Phong Phi Vân ôm nàng bay trên bầu trời, lúc kia, tuy rằng trong lòng sợ hãi Phong Phi Vân sẽ gây bất lợi đối với nàng,
nhưng cũng là thời khắc nàng cảm thấy tự do nhất, buông lỏng nhất, cả đời khó quên. Bởi vì thân phận của nàng, cho nên nàng cho tới bây giờ đều chừng từng bị nam nhân ôm qua, lại càng không bị nam nhân ôm lấy bay lượn trên bầu trời. Phong Phi Vân, kỳ thật, ngươi cũng là một người tốt. Thật lâu sau, nàng mới nói như vậy. Phong Phi Vân ho hai tiếng, người tốt, xưng hô thế này, dùng ở trên người của hắn, thật sự khiến hắn có chút không quen, huống chi còn từ trong miệng một nữ nhân nói ra nữa. Nàng chẳng lẽ đã choáng váng sao? Vậy mà nói yêu ma chi tử đã cường bạo qua mấy nữ nhân là người tốt. Bản thân Phong Phi Vân cũng cảm thấy buồn cười. Ta nói đều thật, ít nhất mấy ngày nay ở chung, ta phát hiện ngươi không giống như bọn họ nói, cũng không phải một người không có thuốc chữa, ít nhất ngươi còn có thể vì dân chúng một thôn trấn mà đi bắt quỷ. Dạ Tiêu Tương nháy mắt, rất nghiêm túc nói. Ta kỳ thật đích thật là người tốt, lúc ta 10 tuổi cũng đưa nhà hoàn cạnh mình lên giường, chính là thiên phú dị bẩm A. Lúc 12 tuổi cũng đã mang theo một đám cẩu nô tài ở trên đường cái đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, sau đó cưỡng ép mang về quý phủ, sau đó. Không nói ngươi biết đâu. Thẳng đến khi ta 14 tuổi mới xem như đã làm một đại sự kinh thiên động địa, đánh cho tứ tiểu thư ngân câu gia tộc nằm sấp trên mặt đất. Sau việc này, ta liền bị trục xuất phong ra, sau đó trốn chết bốn phía, từng làm cường đạo, cũng đến thanh lâu, cường bạo qua vị hôn thê người khác, cũng giết qua không ít người mình không quen nhìn. Va chạm chạm, coi như đã đi tới bây giờ, người lại còn nói ta là người tốt. Cô nàng, người không biết những gì bổn thiếu gia trải qua đâu. Phong Phi Vân mặc dù đối với nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại không muốn trêu chọc Dạ Tiêu Tương, dù sao hắn biết rõ Dạ Tiêu Tương chính là hảo tỉ muội của Nam Cung Hồng Nhan, trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào, cũng không thể trêu chọc nàng, cho nên mới nói ra những lời này, hù dọa nàng một chút. Dạ Tiêu Tương thật đúng là bị lời Phong Phi Vân nói hù dọa, nhưng rất nhanh nét mặt của nàng liền trở nên nhu hòa, nàng cảm thấy Phong Phi Vân không thể nào là loại người này được. Nhưng nàng không biết Phong Phi Vân nói đều là lời nói thật, chỉ có điều ở trong đó có chút nỗi khổ tâm và mịt mờ không cách nào nói rõ với người khác được. Trên mặt sông, đầu sóng vào đến vài thước, xoáy lên hơi nước và yên ba tràn ngập, chảy xuôi đến bên ngoài mấy mươi vạn dặm. Bờ bên kia Tấn Hà. Đông Phương Kính Nguyệt thu hồi bốn cặp cánh chim màu trắng trắng noãn như tuyết hoa trên lưng, đáp đến trên mặt đất, dừng bước. Nàng đứng ở bên bờ Tấn Hà, nhìn qua sông bờ bên kia, trong mắt đẹp bình tĩnh như nước, nhưng chấn động trong lòng lại như sóng lớn, không cách nào đình chỉ. Làm sao vậy, cuối cùng vẫn không nỡ đi sao? Đông Phương Kính Thủy thân mang một mảng lớn ma vân, cũng từ trên bầu trời đáp xuống, đứng ở bên cạnh nàng, mặt mỉm cười nhìn qua mặt nước. Hừ, ta chỉ là muốn xem hai người bọn hắn chết thế nào thôi. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Việc này rõ ràng là do lão gia hỏa Bắc Minh Thương kia vừa ý Dạ Tiêu Tương, vì vậy điều động cao thủ tà đạo ám vực tiến đến bắt, kết quả ở nửa đường lại bị tên ngốc Phong Phi Vân kia chạy ra chặn ngang. Lúc này chuyện trở nên thú vị rồi, Bắc Minh Thương tuy rằng là một bao cỏ, nhưng Bắc Minh Mặc Thủ lại là một lão hồ ly, nếu hắn đã vụ oan chuyện này lên trên đầu Phong Phi Vân. Vậy thì tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương hẳn phải chết. Đông Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ một ít bộ phận manh mối liền nhìn thấu chân tướng sự việc này, tuy rằng trong đó còn có chút sai sót, nhưng cũng không quan trọng lắm, tựa như mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt nàng vậy. Về mặt phân tích sự việc, Đông Phương Kính Thủy hiển nhiên không bằng muội muội của hắn rồi. Đông Phương Kính Nguyệt lại nói, tại Thần Đô, Bắc Minh lão hồ ly muốn giết một người. Người đó còn có thể sống sao? Quả thật là không. Đông Phương Kính Thủy nghĩ nghĩ, vừa cười nói. Bất quá, Đông Phương đại tiểu thư ngươi nếu muốn bảo vệ một người, chỉ sợ cũng không có ai giết được. Phong Phi Vân thật sự là một kẻ ngu, nếu hắn chịu cầu Đông Phương đại tiểu thư chúng ta, đoán chừng sẽ không phải chết rồi. Ta cùng hắn có hay không một tia liên quan, hắn cầu ta cũng vô dụng. Đông Phương Kính Nguyệt có chút nâng trán lên, đôi mắt dễ thương như hạnh. Nhìn chằm chằm vào đối diện Tấn Hà. Đông Phương Kính Thủy cười nói. Ta sao lại ngửi được chút vị chua thế? Đó là do mũi người có vấn đề rồi. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Vậy vì sao có ít người, rõ ràng nói muốn tới cười nhạo Phong Phi Vân, nhưng khi thấy Phong Phi Vân cùng với nữ tử khác anh em lại nhìn không được, vung tay liền rời đi, còn vụng trộm trốn đến bên kia bờ sông giám thị bọn hắn chứ. Ngươi nói trong lòng ngươi là đang nghĩ gì thế? Đông Phương Kính Thủy nói,
Ai nói ta đang giám thị bọn hắn? Đông Phương Kính Nguyệt có chút tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Kính Thủy, nói. Ta chỉ là đang đợi tòa quỷ thôn kia xuất hiện, ta mới đối với yêu ma chi tử, dạ đại gia gì đó, một chút hứng thú cũng không có. Lại nói giờ cách trời tối vẫn còn sớm, quỷ thôn nhất thời bán hội cũng sẽ không xuất hiện, nếu không chúng ta đến thị trấn đi bộ một vòng đi. Đông Phương Kính Thủy cười nói. Muốn đi, tự ngươi đi thôi. Đông Phương Kính Nguyệt sao có thể không nghe ra ca ca đang cười nhạo mình, nhưng muốn nàng rời đi, nàng quả thật là không làm được. Đông Phương Kính Thủy tự nhiên sẽ không đi, vẫn lưu lại đứng ở bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt. Thật lâu sau, suy tư thật lâu, Đông Phương Kính Nguyệt mới lại từ từ nói. Ngươi nói là ta đẹp, hay là Dạ Tiêu Tương đẹp hơn? Không cho cười. Tốt, ta không cười. Tự nhiên là ngươi đẹp hơn, thiên hạ mỹ nhân tuy nhiều, nhưng lại không có một ai có thể sánh được với muội muội ta cả. Đông Phương Kính Thủy nói người lại đều là lời thật, cũng không phải đang qua loa nàng. Bởi vì dung mạo Đông Phương Kính Nguyệt cùng thần tượng bên bờ Tấn Hà thật sự quá giống, vì tránh gây ra oanh động không cần thiết cho nên nàng một mực đều dùng lụa trắng che mặt, người từng thấy qua dung mạo chính thức của nàng đã ít càng thêm ít, thân ca ca Đông Phương Kính Thủy này chính là một trong số đó. Ngân Câu gia tộc chúng ta có phải là gia tộc giàu có nhất thiên hạ không? Đông Phương Kính Nguyệt lại nói. Đó là tự nhiên, quốc khố cũng không giàu có bằng gia tộc bọn ta. Đông Phương Kính Thủy nói. Là tu vi của ta cao, hay là tu vị Dạ Tiêu Tương cao? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ngươi không chỉ tu vị cao hơn nàng, hơn nữa còn thông minh hơn nàng nhiều lắm. Đông Phương Kính Thủy lại nói. Đông Phương Kính Nguyệt im lặng, sau nửa ngày mới nói. Ta hiểu rồi, tên đần Phong Phi Vân kia nhất định là thích tài hoa của Dạ Tiêu Tương, cảm thấy tạo nghệ âm luật của Dạ Tiêu Tương chính là đệ nhất thiên hạ. Đông Phương Kính Thủy nhẹ gật đầu, tán thán nói. Âm luật tạo nghệ của Dạ đại gia đích thật là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể so sánh, đặc biệt là tiếng tiêu của nàng có thể khiến người ở trong tuyệt cảnh sinh ra dục vọng muốn sống mãnh liệt, có thể khiến cự kình cũng đánh mất phương hướng trong đó, có thể khiến người sinh ra tâm linh xúc động, cùng tiếng tiêu cùng nhau cười vui, cùng nhau rơi lệ. Vậy ngươi cảm thấy tỷ bà của ta có thể sánh với tiêu của nàng không? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Cái này... Đông Phương Kính Thủy trong lòng tim đập mạnh một cú, nói. Tiểu muội, ngươi muốn làm gì vậy? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt hiện lên một đạo kỳ quang. Chợt, bên kia bờ sông chợt có một cổ khí tượng khổng lồ đương không mà lên, tựa như thiên quân vạn mã ập tới. Đông Phương Kính Thủy khóe miệng nhảy lên, cười nói. Có vương giả một đời tuổi trẻ đến, Phong Phi Vân hôm nay sợ rằng phải có một trận ác chiến rồi. Phong Phi Vân cũng cảm thấy một cổ khí tức mưa gió nổi lên. Mà đồng thời lúc đó cũng xuất hiện hai tài tuấn một đời tuổi trẻ đứng ở ngay bờ Tấn Hà. Ở trong đó có một vị thiên tài sử thi trên hạ sử thi thiên tài bảng và một vị vương giả một đời tuổi trẻ. Cái gọi là vương giả một đời tuổi trẻ, chỉ chính là nghịch thiên tài tuấn tu vị thiên mệnh đệ tam trọng, tu vi của bọn hắn chỉ dưới 10 người trên thượng sử thi thiên tài bảng. Mà ngay cả một ít thiên tài tân sinh trên hạ sử thi thiên tài bảng cũng chưa hẳn là đối thủ của vương giả một đời tuổi trẻ. Có thể được xưng là vương giả một đời tuổi trẻ, đều là tu sĩ thành danh mấy chục năm, chính như binh tiễn thi động đệ nhất thiên tài Ngọa Long Sinh chính là thuộc về vương giả một đời tuổi trẻ. Thật sự là thật trùng hợp, một lần rõ ràng gặp được hai người quen. Lệnh Đông Lai ăn mặc một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm, trên người mang theo một cổ số mệnh chi lực cường đại. Rất nhiều ngày không gặp, vị thần tướng trẻ tuổi nhất thần võ quân này tu vị lại càng thêm cường đại rồi. Cùng Lệnh Đông Lai sóng vai mà đứng chính là một vị vương giả một đời tuổi trẻ, khí độ trên người bất phàm, mang đến cho người một loại cảm giác mờ ảo lâm uyên xem sương mù. Mà ở sau lưng hai người bọn họ còn có ba vị thiên tài cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ, đều là cẩm y hoa bào, phú quý bức người, trên người kèm theo khí tượng, đi tới nơi này đều là một phương đại nhân vật cả. Cái gọi là bá chủ một đời tuổi trẻ, chỉ chính là nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng, có thể trong vòng mấy chục năm trùng kích đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, tương lai phần lớn đều có thể đạt tới cảnh giới cấp bậc cự kình, tự nhiên có thể được xưng là bá chủ một đời tuổi trẻ. Đương nhiên nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là những người này phần lớn đều có bối cảnh cường đại, bình thường đều là người thừa kế các thế lực tu tiên lớn, lực lượng có thể điều động trong tay không phải chuyện đùa. Một cái thiên tài cấp bậc sử thi. Một vương giả một đời tuổi trẻ,
ba bá chủ một đời tuổi trẻ, loại tổ hợp này, đi tới chỗ nào đều có thể quét ngang một phương. Nếu là người khác đoán chừng đã bị dọa đến đứng không vững bước chân, nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ phong khinh vân đạm, Đàm Tiếu nói. Thì ra là lệnh tướng quân, thật là đã lâu không gặp. Ở thần tấn vương triều, luận thiên phú, Phong Phi Vân có thể xếp hạng đệ nhất. Nhưng luận số mệnh, phải kể đến lệnh Đông Lai rồi. Lệnh Đông Lai tựa như một vị thượng thiên sủng nhi, từ nhỏ đến lớn, vận khí đều tuyệt hảo, tùy tiện đào đào trên mặt đất cũng có thể đào ra linh thạch, tùy tiện đi vào một cái sơn động cũng có thể đi vào thượng cổ tiên phủ, mà ngay cả uống nước lạnh, cũng có thể trong nước nhặt được vàng. Hắn đeo trên người 6 kiện linh khí, đều là nhặt được ở ven đường cả. Số mệnh một người nếu cường đại đến tình trạng như hắn, là một chuyện phi thường đáng sợ, vận khí của hắn tốt như vậy, ai có thể đánh bại hắn đây? Cho dù gặp phải nhân vật cấp bậc cự kình cũng có thể gặp dữ hóa lành. Một người số mệnh mạnh mẽ như thế, sao có thể bại được? Đích thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng đã trúng Diêm Vương hủ huyết, rõ ràng còn có thể sống lâu như vậy mà không chết. Lệnh Đông Lai phiền muộn thở dài. Phong Phi Vân cũng phiền muộn thở dài. 2 năm tuổi thọ, hiện giờ đã qua đã hơn 1 năm, ta đoán chừng mình không sống được bao lâu nữa rồi. Trong mắt Lệnh Đông Lai mang theo thần hoa sáng ngời, muốn sử dụng đạo môn pháp nhãn nhìn thấu Phong Phi Vân, nhưng trên người Phong Phi Vân lại có được một cổ lực lượng thần bí khó lường, giúp hắn che giấu tất cả khí tức trên người, cho dù số mệnh Lệnh Đông Lai cường đại, nhưng cũng nhìn không thấu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, người to gan lớn mật, lại dám bắt cóc Dạ Đại Gia, hôm nay nếu để cho ngươi sống sót, Vương Tam Vương ta liền ghi ngược tên mình lại. Vương Tam Vương lướt ngang một bước, hóa thành một đạo quang ảnh. Thân thể đã nhảy ra ngoài. Vương Tam Vương chính là nghịch thiên tài tuấn của Ưng Thiên Hầu Phủ, chính là một vị bá chủ một đời tuổi trẻ, sở dĩ đặt tên là Tam Vương, đó là bởi vì phụ thân của hắn Vương Phách chính là một võ tướng, cơ hồ không đi học cung học, chỉ nhận thức 4 chữ, 1, 2, 3, còn họ của Vương gia bọn hắn, Vương. Cho nên, đặt tên cũng phi thường đơn giản, lão đại gọi là Vương Nhất Vương, lão nhị gọi Vương Nhị Vương, lão tam gọi Vương Tam Vương. Vị Vương Phách Thiên Hầu này mỗi lần ghi tên mình cũng là một chuyện khó khăn, đặc biệt là chữ Phách ở sau kia, đến nay vẫn chưa học được viết như thế nào. Đương nhiên khiến thế nhân lo lắng nhất chính là vị Vương Phách Thiên Hầu này nếu sinh ra nhi tử thứ tư, đặt tên đoán chừng sẽ càng thêm áp lực. Ưng Thiên Hầu Phủ, Bạo Thiên Hầu Phủ, Thần Tọa Thiên Hầu Phủ, đều là thiên hầu nhất hệ thái tế, cùng Bắc Minh Việt quan hệ rất là mật thiết, phàm là tuổi trẻ tài tuấn thiên hầu phủ nhất hệ thái tế thì đều nhận được mật lệnh. Gặp được Phong Phi Vân liền phải giết chết bất luận tội. Vương Tam Vương cũng là một vũ sĩ, tu luyện qua Ưng Vương luyện thể quyết, đã đạt đến tình trạng cổ như thép, làn da như sắt, một cước đạp trên mặt đất, oanh một tiếng, trực tiếp đạp ra trên mặt đất một cái hố to, thân thể tựa như một phát đạn pháo bắn lên cao. Oanh! Vương Tam Vương bàn tay bành trướng lên, trực tiếp lớn đến 10 mét, ngón tay cũng to như cây trụ, đây không phải là trưởng ấn hư ảnh, đây mới thực là thủ ấn khổng lồ. Một trưởng này cũng không biết mang theo lực lượng bao nhiêu ngàn cân nữa. Một trưởng đánh ra khiến trên mặt đất xuất hiện một hố sâu hơn 10 mét. Mà Phong Phi Vân thì liền vận chuyển luân hồi tật tốc, trước một bước bay lui ra ngoài, không bị thủ ấn cực lớn kia đánh trúng. Vương Tam Vương, đây là Ưng Vương luyện thể quyết tầng thứ 6, đã có thể xúc kinh thân cốt, một trưởng chi uy, có thể so với 3 đầu long hổ, nếu ta bị hắn đánh trúng một trưởng, đoán chừng cũng phải trọng thương. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ tán thán nói. Tốc độ của Phong Phi Vân trong cùng cảnh giới không ai có thể sánh được. Lệnh Đông Lai và Phong Phi Vân đã giao thủ, biết rõ Phong Phi Vân cường đại, cũng biết nhược điểm của Phong Phi Vân, cho nên hắn mới Phong Phi Vân thành đối thủ lớn nhất của mình. Trên hạ sử thi thiên tài bảng, hắn xếp hạng thứ 4, mà Phong Phi Vân lại xếp hạng thứ 3, chỉ có đánh bại Phong Phi Vân hắn mới có thể chứng minh mình cường đại hơn Phong Phi Vân. Thế nhưng hắn đã trúng Diêm Vương hủ huyết, tuyệt đối không thể đánh lâu, đánh càng lâu thì huyết khí và lực lượng đều sẽ hạ thấp rất nhanh. Một vị vương giả một đời tuổi trẻ nói. Lệnh Đông Lai cũng nhẹ gật đầu, nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không khinh thị Phong Phi Vân. Ha ha, yêu ma chi tử trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này, Phong Phi Vân, Diêm Vương hủ huyết trong thân thể có phải đã khiến ngươi suy yếu đến mức ngay cả một đàn bà cũng không bằng rồi không? Vương Tam Vương huy động thủ ấn cực lớn, đánh cho Phong Phi Vân liên tiếp lui về sau, trên mặt đất để lại các dấu tay lớn liên tục.
Phong Phi Vân cười mỉa mai, chợt dừng bước chân lại, không hề lui về phía sau nữa, lúc thủ ấn của Vương Tam Vương đánh tới, hắn cũng đồng thời đánh ra một trường. Một thủ ấn mang theo ngũ hành lực lượng lộ ra 5 loại sắc thái hắc, xích, bạch, thanh, hoàng xuất hiện ở trước bàn tay Phong Phi Vân, cũng lớn đến hơn 10 mét, cứng rắn va chạm với thủ ấn của Vương Tam Vương. Oanh! Thế lực ngang nhau. Vương Tam Vương có chút lui về phía sau một bước, trên bàn tay còn truyền đến một cổ cảm giác đau đớn, trong cùng cảnh giới, cho tới giờ còn chưa có ai có thể cùng hắn so bì lực lượng, nhưng Phong Phi Vân lại cùng hắn liều mạng một trường, lộ ra cục diện thế lực ngang nhau như thế. Yêu ma chi tử, ngược lại có chút năng lực, đón thêm ta một cước. Vương Tam Vương một đầu chân trái nứt vỡ ống quần, bành trướng đến cao hơn 30 mét, đường kính bắp chân đạt đến 40 mét. Lỗ chân lông vừa thô vừa to đều có thể thấy được rõ ràng, trên làn da lưu động lấy một tầng sáng bóng như kim loại. Thân thể của hắn bay lên, sau đó một chân đạp xuống dưới. Phong Phi Vân cũng không muốn để những người này biết rõ Diêm Vương hủ huyết trên người hắn đã hóa giải, cho nên từ đầu đến cuối đều không sử dụng toàn lực, đối một trưởng với Vương Tam Vương lúc trước cũng chỉ sử dụng 3 thành lực lượng thôi. Bất tử Phượng Hoàng thân, Há Ưng Vương luyện thể quyết thì đó có thể sánh bằng chứ. Sắc mặt Phong Phi Vân trở nên trắng bệch, đổ mồ hôi một trận, giống như thật sự đã bị một cước này của Vương Tam Vương trấn nhiếp vậy. Lôi Hỏa Châu, Phong Phi Vân tế ra kiện nhị phẩm linh khí kia, từ trong lòng bàn tay hắn bay lên, bên trong lao ra một mảnh mây lửa, trong mây lửa có hơn 1000 đạo điện xà đang cuồng vũ, cổ linh khí thần uy kia trực tiếp đánh cho bàn chân cực lớn của Vương Tam Vương phải ra chóc thịt bong. Uy năng của nhị phẩm linh khí đánh cho vị bá chủ một đời tuổi trẻ này bay ngược ra ngoài, chấn khiến trong lỗ chân lông toàn thân hắn đều toát ra huyết châu. Tràng diện đột nhiên chuyển biến. Bành! Vương Tam Vương trực tiếp rớt xuống bên bờ Tấn Hà, trên mặt đất ném ra một cái hố to, ngũ tạng lục phủ đều bị lôi hỏa châu cho chấn tổn thương, làn da thì bị lôi điện đốt đến cháy đen, tóc cũng dựng đứng lên, còn đang phả ra khói xanh. Vương Tam Vương gian nan leo ra khỏi hố lớn, trong miệng bốc lên khói đen, còn có điện quang đang lưu động nơi đầu lưỡi. Quỳ xuống cho ta. Phong Phi Vân dùng linh khí chi uy trấn áp qua, khiến Vương Tam Vương cũng bị trần quỳ xuống bên bờ Tấn Hà, cùng cố chuyện phong quỳ cùng một chỗ. Yêu ma chi tử, không hổ là yêu ma chi tử, lực lượng ngay cả bá chủ một đời tuổi trẻ như Vương Tam Vương cũng đánh không lại. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ nói ra. Lệnh Đông Lai khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, Phong Phi Vân xem ra thật là huyết khí đã cực kỳ hạ thấp. Đối phó với Vương Tam Vương cũng cần dùng ra nhị phẩm linh khí, nếu là ta thì căn bản không cần dùng đến 5 phần tu vị. Phong Phi Vân a hát, Phong Phi Vân, ngươi chẳng lẽ thật sự đã suy yếu đến mức này rồi sao? Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy đứng bên kia bờ Tấn Hà cũng nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Đông Phương Kính Thủy nhướng mày, nói. Tại sao có thể như vậy được, lực lượng Phong Phi Vân không thể suy yếu vậy được, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Diêm Vương hủ huyết trong thân thể của hắn vẫn chưa được giải sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này đây mặc dù là Đông Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh cũng trở nên ngưng trọn, nếu Diêm Vương hủ huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sự chưa giải, vậy thì hôm nay thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Anh tài một đời tuổi trẻ ở đây Dạ Tiêu Tương cơ hồ đều biết, trong lòng của nàng chẳng biết tại sao cũng có chút lo lắng cho Phong Phi Vân. Cái này cũng không phải nói nàng ưa thích Phong Phi Vân, đây chỉ là một loại đồng tình với kẻ yếu thôi. Dù sao nếu Phong Phi Vân thật sự trúng Diêm Vương hủ huyết, lại bị nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy khi dễ, vậy thì đối với nữ tử đầy lòng nhân ái thương người như nàng mà nói, quả thật sẽ giúp Phong Phi Vân cầu tình. Nàng đi đến giữa Phong Phi Vân và bọn người Lệnh Đông Lai nói. Kỳ thật tất cả mọi người đã hiểu lầm, ta thực sự không phải bị Phong Phi Vân bắt cóc, mà là một người hoàn toàn khác. Tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều là nhân mã nhất hệ thái tế, cũng đã sớm nhận được tất sát lệnh của Bắc Minh Phiệt, nói cách khác mặc kệ Phong Phi Vân đến cùng có bắt cóc Dạ Tiêu Tương hay không, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đi đánh chết Phong Phi Vân. Lệnh Đông Lai khoan thai cười cười. Dạ đại gia không cần sợ tên yêu ma chi tử tội ác chồng chất này, có chúng ta ở đây, hắn không dám động vào một ngón tay của ngươi đâu. Tuân Du cũng đàm tiếu đi ra nói. Chúng ta cũng biết. Dạ đại gia chính là bị yêu ma chi tử uy hiếp, mới có thể nói lời như vậy. Lệnh tướng quân nói đúng, có chúng ta ở đây, cam đoan có thể đánh cho tên yêu ma chi tử này bò lăn ra đất,
Dạ đại gia vẫn nên đứng qua một bên xem kịch vui đi. Dạ Tiêu Tương còn muốn nói gì đó, nhưng Tuân Du đã bay qua đỉnh đầu nàng, trực tiếp giết tới Phong Phi Vân. Tuân Du cũng là một vị bá chủ một đời tuổi trẻ, hắn một mực đều ở một bên quan chiến, tự nhận là đã nhìn ra tu vị sâu cạn của Phong Phi Vân, bản thân có đủ lực lượng có thể đánh bại hắn. Phong Phi Vân, chỗ dựa của ngươi chẳng qua chỉ là một kiện nhị phẩm linh khí, ta cũng mang theo một kiện linh khí mà đến, ngươi còn chống lại được ta sao? Tuân Du vô cùng dữ tợn cười cười, đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thân thể có chút lay động, âm thanh lạnh lùng nói. Có tin ta có thể đánh cho ngươi quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi không? Hừ, phô trương thanh thế, đừng cho là ta không biết, ngươi vừa rồi đánh một trận với Vương Tam Vương, huyết khí trên người lại càng thêm suy bại, 10 tầng lực lượng không phát hủy 17 tầng, ngươi lấy gì đấu với ta đây? Tuân Du không hề nói nhảm, trên hai tay hiện ra hai loại lực lượng bất đồng một trắng một đen, trong tử phủ đan điền bay ra một thanh cổ kiếm cấp bậc linh khí, đây là một thanh cổ kiếm hắc bạch song sắc. Trên chuôi kiếm có khắc một đạo tượng, phát ra một cổ đạo ra lực lượng tinh thuần. Tuân Du chính là đệ nhất tử sĩ dưới trướng lệnh Đông Lai, hắn tu luyện đạo ra kiếm quyết, là lệnh Đông Lai truyền thụ cho hắn, chính là từ trên đạo tổ tam tắc chân ngôn diễn hóa ra, mà ngay cả thanh hắc bạch song sắc cổ kiếm trong tay hắn cũng là do lệnh Đông Lai tặng cho. Đạo ra lực lượng, tăng thêm uy năng linh khí, quả nhiên không giống bình thường, khiến bầu trời cũng nhiễm thành một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Tuân Du đi theo lệnh Đông Lai Nam Chinh Bắc Chiến, cho tới bây giờ đều là người xông lên trước nhất, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa còn mang theo một cổ sát uy xa trường. Một mình hắn tế ra hắc bạch cổ kiếm, thậm chí có ngàn vạn vong hồn lơ lửng trên thân kiếm, đây đều là những oán linh cao thủ từng chết dưới kiếm của hắn. Một kiếm bay tới, tựa như thiên quân vạn mã mãnh liệt lao tới. Phong Phi Vân mặc dù tế ra lôi hỏa châu cũng không thể chống lại cổ lực lượng này, bị đánh cho phải liên tiếp bại lui. Ha ha, yêu ma chi tử, không gì hơn cái này. Ngay cả ta cũng đánh không lại, rõ ràng còn dám ở trên hạ sử thi thiên tài bảng xếp hạng trước tướng quân nhà ta, thật sự là không biết tốt xấu. Tuân Du càng đánh càng cuồng, dưới chân hiện ra một tòa âm dương thái cực đồ, đạo ra chân lực trên người cũng càng thêm cường thịnh. Hắc bạch cổ kiếm. Hào quang tăng trưởng một vòng, tốc độ nhanh như du long, mấy lần đều thiếu chút nữa đã chém Phong Phi Vân thành hai khúc. Tuân Du đuổi theo đánh Phong Phi Vân, quả thực thoải mái đầm đìa, nếu khiến yêu ma chi tử chết trong tay mình, vậy thì mình lập tức có thể danh chấn thiên hạ, nghĩ đến đây, trong thân thể Tuân Du liền tràn đầy lực lượng. Phong Phi Vân tế ra miểu quỷ ban chỉ, cùng lôi hỏa châu đồng thời lơ lửng trên trời cao, cũng không thể ngăn được Tuân Du công phạt. Lực lượng trong thân thể Phong Phi Vân sói mòn ngày càng nhiều, khí tức trên thân càng ngày càng yếu đi. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia hai mắt mang theo vầng sáng vô cùng sáng chói, một đôi mắt tựa như tinh thần nhìn thấu hết tất cả nội tình của Phong Phi Vân. Lệnh Đông Lai thở dài. Vốn cho là hắn là một đối thủ xứng tầm của ta, dẫm nát hắn dưới chân thì ta liền có thể chứng đạo. Lại không nghĩ hắn rõ ràng trở nên yếu như vậy, ngay cả một cấp dưới của ta cũng có thể đánh bại hắn. Thật sự quá thất vọng a. Còn có một vị bá chủ một đời tuổi trẻ lại hối hận không thôi, sao mình lại chậm hơn Tuân Du một bước chứ, nếu mình xông lên trước thì vẫn có thể đánh bại Phong Phi Vân, như vậy danh chấn thiên hạ chính là mình rồi. Giờ phút này, người hối hận cuối cùng lại là Dạ Tiêu Tương. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải vô tri, tự nhiên cũng đã thấy mấy vị thiên kiêu một đời tuổi trẻ này hôm nay là muốn đẩy Phong Phi Vân vào chỗ chết. Phong Phi Vân dù nói thế nào cũng có ân với nàng, nếu không phải Phong Phi Vân ra tay cứu nàng ra từ trong tay Bắc Minh Việt thì nàng chỉ sợ đã bị đưa vào Thái Tế Phủ, bị một lão già hõm hẹm tra đạp rồi. Ta không nên buộc hắn, nếu không phải ta cố ý muốn hắn tới tiểu trấn này giúp những cư dân ở đây khu quỷ, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không tới đây, nếu hắn không tới đây thì những người này cũng không tìm ra hắn được, hôm nay cũng không bị nhiều người khi dễ như vậy rồi, đều tại ta, đều tại ta. Trong lòng Dạ Tiêu Tương ảo não không thôi, tự trách bất an. Nàng cảm thấy là mình đã hại Phong Phi Vân. Mấy vị này đều là bá chủ tuổi trẻ nổi danh ở thần đô, hắn đã trúng Diêm Vương hủ huyết, khẳng định không phải đối thủ của những người này. Dạ Tiêu Tương lo lắng không thôi, nếu Phong Phi Vân hôm nay chết trong tay những người này, vậy thì nàng sẽ tự trách cả đời. Nguy rồi, Phong Phi Vân sợ thật sự sẽ có tai nạn,
ta đã cảm giác được lực lượng trong thân thể hắn đang cấp tốc xói mòn, đừng nói là lệnh Đông Lai, coi như là Tuân Du cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Đông Phương Kính Thủy ánh mắt ngưng trọng, có chút nhìn chằm chằm vào muội muội mình, nói: "Ngươi thật sự không có ý định ra tay sao? Chờ một chút đi." Đông Phương Kính Nguyệt hai mắt hàm yên, mang theo một loại linh tính, "Phong Phi Vân, nếu ngươi thật sự chỉ có chút bổn sự ấy thì cũng khiến ta quá thất vọng rồi, cho dù muốn thua cũng phải thua trong tay người cấp bậc như lệnh Đông Lai, sao có thể thua trong tay thuộc hạ người khác được." Lệnh Đông Lai đã từng tự mình đến Long Hồ, đến nhà bái phỏng qua gia chủ Ngân Câu gia tộc, gia chủ Ngân Câu gia tộc sau khi gặp qua hắn đã có đánh giá cực cao về hắn, xưng hắn là thiên phú đệ nhất nhân mà bình sinh mình được thấy, vô cùng thưởng thức hắn. Gia chủ Ngân Câu gia tộc từng nói chuyện qua với Đông Phương Kính Nguyệt, mặc dù không nói rõ, nhưng vẫn ẩn ẩn lộ ra, muốn để Đông Phương Kính Nguyệt cùng lệnh Đông Lai lấy nhau. Dù sao một vị thiên tài tuyệt đỉnh, có được tiềm lực vô cùng, chỉ cần không chết non thì tương lai nhất định có thể trở thành một vị kiêu hùng ngạo thị thiên hạ. Loại người nhìn xa trông rộng như gia chủ Ngân Câu gia tộc, tự nhiên muốn thu loại thiên tài cấp bậc như lệnh Đông Lai vào dưới trướng mình, mà biện pháp tốt nhất chính là thông hôn. Chỉ có điều lúc ấy tất cả mọi người Ngân Câu gia tộc đều biết rõ, Đông Phương Kính Nguyệt đối với Phong Phi Vân đã thầm sinh tình, hơn nữa Phong Phi Vân lúc ấy lại là thần vương truyền nhân, thiên tài đệ nhất thiên hạ, luận tiềm lực càng ở trên lệnh Đông Lai, cho nên gia chủ Ngân Câu gia tộc mới không tùy tiện đáp ứng lệnh Đông Lai. Chẳng qua hiện giờ lại không giống với lúc trước, Phong Phi Vân trúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ không nhiều, cùng lệnh Đông Lai đã là một người trên trời, một người dưới đất, nếu lệnh Đông Lai lần nữa tiến đến Long Hồ bái phỏng, nói không chừng gia chủ Ngân Câu gia tộc sẽ chủ động đưa ra chuyện kết hôn cũng nên. Cũng chính vì gia chủ Ngân Câu gia tộc nhiều lần nhắc đến cái tên lệnh Đông Lai ở bên tai mình nên Đông Phương Kính Nguyệt mới tận lực nhớ kỹ người này. Nếu Phong Phi Vân có thể thua ở trong tay vị thiên tài cấp bậc sử thi lệnh Đông Lai này thì coi như ánh sáng chói lọi kết thúc cũng không khuất nhục lắm. Nếu thua ở trong tay một tên cấp dưới lệnh Đông Lai, vậy thì quả thật sẽ bị người trong thiên hạ chê cười đến chết mất. Thiên đạo thương thương, nhân sinh mang mang. Các ngươi nếu đã bức bách như thế, vậy thì ta chỉ có thể thi triển cấm pháp nghịch thiên, kích thích tiềm lực cuối cùng trong thân thể, cho dù phải chết, cũng phải kéo theo mấy cái đêm lưng mới được. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, trên thân thể hèn mọn mang theo một cổ thê lương bi tráng, trên người bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, biến thành một hỏa nhân. Theo người khác thấy thì hắn là đang thiêu đốt tu vị và huyết dịch trên người để đạt được lực lượng cuối cùng, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, mà chỉ có Phong Phi Vân tự mình biết, đây chẳng qua chỉ là một loại biểu hiện hình thái khác của bất tử Phượng Hoàng thân, khiến lực lượng trên người trở nên càng thêm cường đại rồi. Phong Phi Vân muốn đánh cược một lần cuối cùng rồi. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được lực lượng trên người Phong Phi Vân đang tăng lên rất nhanh. Nhưng bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại còn mang theo vài phần cười lạnh, biết rõ Phong Phi Vân đã sống không lâu, đêm nay rất có thể sẽ bỏ mạng bên bờ Tấn Hà. Phong Phi Vân, muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên đạo đối với ngươi quá vô tình, nếu ngươi đã thiêu đốt khí huyết bản thân, vậy thì ta cũng sẽ dùng kiếm quyết mạnh nhất của ta tiễn đưa ngươi lên đường. Thân thể Tuân Du cũng biến thành hắc bạch song sắc, linh khí trên người cũng một nửa là bạch, một nửa là hắc. Thanh song sắc cổ kiếm kia càng bành trướng lên, biến thành dài mấy chục thước, óng ánh sáng long lanh, đạo quang đan vào nhau, một kiếm bổ xuống, giống như muốn phân đại địa thành hai vậy. Ầm ầm. Phong Phi Vân tựa như một hỏa nhân, trên người có phượng hoàng hỏa điểu quấn quanh, cả người đều ẩn chứa một cổ uy thế rầm rộ. Phốc, một tiếng thân thể vỡ vụn vang lên. Một mảnh huyết vũ rơi vãi xuống. Toàn bộ vầng sáng hắc bạch song sắc trên bầu trời đều tựa hồ như vỡ ra, phân thiên mạc làm hai nửa. Thân thể Tuân Du lại bị Phong Phi Vân tay không xé thành hai nửa, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng từ trên trời cao rơi xuống dưới. Quá bạo lực rồi, quá bạo lực rồi. Tay không xé một người thành hai nửa. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ lại cứ vậy thân tử đạo tiêu. Phong Phi Vân đã đếm đường cùng. Rất có thể sắp sửa kéo chúng ta theo chôn cùng hắn, để ta ra tay trấn áp hắn đi. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia bay lên, lơ lửng đên trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Ống tay áo của hắn run run trong không khí, trở nên càng ngày càng khổng lồ, thật giống như biến thành hai mảnh đám mây màu xám, linh khí tràn đầy đến cực hạn, nồng đậm đến dọa người. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này thực sự không phải là đệ tử vương công quý tộc thần đô. Mà là truyền nhân một tòa tiên giao ở địa tử phủ,
chính là vì chuyện La Phủ công chúa lựa chọn phò mã, mới chạy đến thần đô, chính là bằng hữu của lệnh Đông Lai. Trên trán lệnh Đông Lai mang theo thần sắc chuyên dụng, lòng có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác có chút không đúng, một màn trước mắt thật sự quá quen thuộc. Phong Phi Vân sẽ không yếu ớt vậy đâu, nên cẩn thận là hơn, ngàn vạn đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Tuân Du chính là hãn tướng đắc lực của lệnh Đông Lai, cái chết của hắn khiến lệnh Đông Lai trở nên cảnh giác, gia hỏa Phong Phi Vân này gài bẫy người không đền mạng, rất nhiều người đều từng mắc mưu của hắn. Thiên đạo thương thương, nhân sinh mang mang, các ngươi vì sao không thể lưu ta một con đường sống, được rồi. Đã như vậy thì hãy đến vầng sáng sinh mạng cuối cùng của ta trở nên càng thêm sáng chói đi. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, bóp cổ tay dậm chân, bi phẫn cảm khái đối với Trường Hà dậy sóng không dứt. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia trực tiếp vung lên tay áo, tu luôn thân thể Phong Phi Vân vào tay áo. Đây là tuyệt học tụ lý càn khôn đại, là một trong các tuyệt học cao cấp nhất đạo môn. Dùng ống tay áo đơn giản nhất trên người diễn hóa ra càn khôn không gian, thu đối thủ vào trong ống tay áo, vận dụng linh khí bản thân luyện chết. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này sử dụng một chiêu trực tiếp thu Phong Phi Vân vào trong ống tay áo của hắn. Ha ha, rốt cục đã triệt để trấn áp yêu ma chi tử, muốn luyện hóa hắn thành một đoàn huyết thủy cũng chỉ trong một ý niệm của ta. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia lãng tiếng cười dài. Lệnh Đông Lai cuối cùng yên tâm xuống, thầm nghĩ, xem ra là ta quá lo lắng rồi. Luyện hóa thành huyết thủy. Dạ Tiêu Tương đứng ở bên dưới, dung nhan tuyệt sắc trở nên có chút tái nhợt, chẳng lẽ hắn cứ vậy chết rồi sao? Oanh! Một cổ tiếng oanh minh vang lên. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia sắc mặt khẽ đỏi, cánh tay kịch liệt run run, không cách nào khống chế, ống tay áo vậy mà bành trướng lên, chẳng lẽ? Phong Phi Vân vậy mà không bị luyện chết? Điều này sao có thể? Oanh! Tụ lý càn khôn đại lần nữa trướng lên, cổ lực lượng chấn động kia càng thêm cường đại. Chấn khiến vị vương giả một đời tuổi trẻ kia cũng theo đó lay động, bỗng dưng, ống tay áo nghiền, một đạo hỏa mang từ bên trong xông ra, đúng là Phong Phi Vân, hai mắt hắn vô cùng dữ tợn, trong tay kéo theo một thanh bạch thạch cự đao dài hơn 7 mét, hai tay cầm đao, bổ xuống. Trên sống đao, có trường long màu trắng bay ra. Long hoàng nhất đao sát. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia ống tay áo nghiền nát, trên cánh tay còn lưu lại vết máu, sắc mặt hết sức khó coi. Mình chính là vương giả một đời tuổi trẻ, nhưng lại không thu thập được một tên yêu ma chi tử đã trúng Diêm Vương hủ huyết, cái này bảo hắn làm sao chịu nổi. Hồng Nguyên Kim Cháo. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia trong tay khởi động một mảnh hào quang màu vàng, chính là do một sợi kim ti thiết tuyến bện thành, vầng sáng điểm một chút, ẩn chứa lực lượng cường thịnh. Đây là một kiện linh khí uy lực cực lớn, lúc dẫn động trận pháp và linh tính bên trong linh khí. Quả thực thật giống như biến cả phiến không gian này thành lao ngục màu vàng vậy. Oanh! Ánh đao cùng kim cháo tương giao, thanh âm kim thạch va chạm thấm nhuần thiên địa. Vương giả một đời tuổi trẻ, đều là nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ tam trọng, lực lượng so với rất nhiều lão quái vật tu luyện mấy trăm năm còn cường đại hơn, loại thiên kiêu này số lượng cực kỳ ít ỏi, đều là phượng mao lân giác ở tu tiên giới. Bọn hắn tự nhiên đều có các loại thủ đoạn, bí pháp, chính là vương giả chi tư chân chính. Không phải những bá chủ một đời tuổi trẻ kia có thể so sánh được. Đây mới thực là cuộc chiến thế lực ngang nhau, chính là vương giả một đời tuổi trẻ chi tranh. Tế ra linh khí, đánh xuyên qua đại địa. Thi triển tuyệt học, động phá trời xanh. Từ bờ Tấn Hà một mực đánh tới trên Tấn Hà, mặt nước gợn sóng cuốn lên, cao đến vài chục trượng, giống như muốn cuốn đám mây trên bầu trời xuống vậy. Giao thủ với nhân vật cấp bậc như vương giả một đời tuổi trẻ căn bản không thể nửa phần lưu thủ, Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân lên bạch thạch cự đạo, một đầu trường long màu trắng từ trên thân đao bay ra, cuồng vũ trên Tấn Hà. Tựa như quần long vùng vẩy trên yêu hải vậy. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, đối phương cường đại tựa như một tòa núi lớn, tựa hồ không thể dung chuyển. Yêu ma chi tử thật xứng đáng với danh xưng thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, chúng Diêm Vương hủ huyết, vậy mà còn có thể đánh với ta đến mức này. Bất quá hắn dù sao cũng đang thiêu đốt bản thân đạt được lực lượng, căn bản không thể lâu dài, hắn đêm nay tất nhiên phải vẫn lạc. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này trong lòng nghĩ như thế. Nhưng trận chiến này lại đặc biệt bền bỉ, từ lúc giữa trưa một mực đánh tới hoàng hôn mặt trời xuống núi vẫn chưa ngừng lại.
tiểu trấn đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới, bọn họ đều là tu sĩ đến từ thần đô, chính là vì quỷ thôn mà đến. Một chiêu kia là đạo pháp hối nguyên, một trong các tuyệt học trấn giáo của Phục Hổ Tiên giáo. Ra tay hẳn là vương giả một đời tuổi trẻ của Phục Hổ Tiên giáo, Lạc Đào. Một vị hoàng tộc vương tử mặc áo bào màu vàng đứng ở cách đó không xa, sau lưng có bốn vị lão thái giám đi theo. Toàn bộ địa tử phủ tiên giáo mọc lên san sát như rừng, tu sĩ như cá giết sang sông, nhưng có thể tu luyện tới cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ cũng chỉ có 5, 6 người như vậy. Cùng Lạc Đào giao thủ là người phương nào? Một vị thiên kim thiên hầu phủ mặc một bộ tuyết phượng, như một mảnh thần tuyết từ phía trên không phiêu phiêu xuống. Trên tấn hà, lực lượng cuồng bạo. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người không trọn vẹn, mơ hồ có thể thấy rõ công pháp bọn hắn sử dụng, không ai có thể thấy rõ thân thể của bọn hắn ở nơi nào cả. Là Long Hoàng Đao Quyết, có thể tu luyện Long Hoàng Đao Quyết tới tình trạng này, trong thế hệ trẻ hoàng tộc cũng chỉ có 3 người. Vương tử hoàng tộc này trầm tư một lát, nói. Nhưng mà người này lại không phải bất cứ kẻ nào trong 3 người này, xem ra chỉ có thể là người nọ. Long Hoàng Đao Quyết chính là tuyệt học bất truyền của hoàng tộc. Chẳng lẽ không phải đệ tử hoàng tộc cũng có thể tu luyện? Ngươi nói là người nọ. Đúng vậy, cũng chỉ có hắn. Rất nhiều người đều suy đoán ra là Phong Phi Vân đang giao chiến với Lạc Đào, trong lòng chấn động không hiểu, người sắp chết do chúng phải 10 diêm vương hủ huyết, không ngờ cường đại như thế, thật sự làm cho người ta hoài nghi hắn có phải đã hóa giải diêm dương hủ huyết độc hay không. Đây quá lừa người. Trời chiều như máu, hoàng hôn như gió lạnh. Cảnh đêm sắp hàng lâm. Thời điểm bóng tối hàng lâm, quỷ thôn lại hiện ra, đến lúc đó có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, Lạc Đào muốn tốc chiến tốc thắng. Phục Hổ bảo bình, tao sinh hoa khai. Hai tay Lạc Đào giơ lên đỉnh đầu, tụ tập tất cả linh khí chung quanh, trên đỉnh đầu ngưng tụ bảo bình thật lớn, bảo bình không ngừng thu nạp lực lượng thiên địa. Hai tay Phong Phi Vân bắt đầu mở ra, 40 đạo thần thức diễn hóa càn khôn trong hai tay, một đạo hào quang màu đen thai nghén ra. Bên trong bao vây một chiến chủy thể thích cực lớn, khi nắm đấm lớn lên, nó cũng lớn như, đường kính chừng 1 mét, lại như một tòa núi nhỏ, làm cho bầu trời biến thành màu đen. Chiến chủy này mang theo lực lượng viễn cổ, hư ảnh chiến chủy bá đầu ngưng tụ chân tật, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, giống như cự chủy trong tay lôi thần có thể đánh nát phiến đại lục này. Chu Thiên Hám Tiên Truy. Phong Phi Vân dùng tiểu diễn thuật và 40 đại thần thức triệu hồi Chu Thiên Hám Tiên Truy. Tuy chỉ là một đám hư ảnh, nhưng mà cũng làm cho không khí cứng lại. Lạc Đào đã xuất ra Phục Hổ Bảo Bình, vật này có lai lịch lớn, thậm chí là thần vật trong thần thoại, cũng là một hư ảnh triệu hồi ra. Ầm ầm, Phục Hổ Bảo Bình và Chu Thiên Hám Tiên Truy sắp va chạm với nhau, cửu thiên loạn chiến, trời xanh đang rung động, cả dòng sông cũng khô lại trong thời gian ngắn. Đây là hai vương giả trẻ tuổi giao phong với nhau, là quyết đấu đỉnh cấp. Làm cho những tuấn tài chung quanh huyết dịch sôi trào, đây mới thật sự là lực lượng A. Bản thân mình khi nào mới đạt tới trình độ đó? Tu vị Lạc Đào đã có thể tranh phong với thiên mệnh tứ trọng rồi. Lệnh Đông Lai suy nghĩ trong lòng. Tam sinh hoa khai, bảo bình tái sinh. Lạc Đào quát to một tiếng, trong miệng phun ra khí lãng màu vàng, bảo bình vốn đã nghiền nát bây giờ lại trồi lên khỏi mặt nước. Thần vân đan vào nhau, linh khí khổng lồ sinh dị thường. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, tiểu diễn chuyển luân, Chu Thiên Hám Tiên Truy. 40 đạo quang điện hội tụ từ 4 phương 8 hướng tới đây, lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, tiểu diễn thuật ngưng tụ một vòng quay trong tay Phong Phi Vân. Địa tử phủ tiên giáo quả nhiên không phải chuyện đùa, có thể sử dụng đạo pháp ngưng tụ ra Phục Hổ Bảo Bình là thánh bảo trong truyền thuyết đạo gia, có thể tranh phong với Chu Thiên Hám Tiên Truy. Phong Phi Vân càng xem trọng những tiên giáo như địa tử phủ này vài phần. Khó trách dám đối nghịch với Tấn Đế, thoát ly thần Tấn Vương triều quản chế. Oanh! Lại va chạm lần nữa, hư ảnh hai kiện thần vật nghiền nát. Lúc này Phục Hổ Bảo Bình nghiền nát lần nữa, không ngờ đản sinh ra tam sinh hoa cực lớn, một đóa tam sinh hoa giống như hoa sen nở ra, đột nhiên có lực hấp dẫn kéo Phong Phi Vân vào cánh hoa. Xíu! Tam sinh hoa bao vây lấy Phong Phi Vân, kéo hắn vào lòng đất, biến mất trên sông Tấn. Địa ngục minh hoa trong truyền thuyết, tam sinh hoa. Bảo bình vỡ, tam sinh hoa nở, độ địa ngục, rơi xuống hoàng tuyền. Tất cả mọi người bị thần pháp của đạo môn chấn nhiếp, đừng nói là tam sinh hoa, cho dù là Phục Hổ Bảo Bình ấn cũng khiến không bao nhiêu người chống được.
Ở đây còn có hai, ba vương giả trẻ tuổi, hiện tại sắc mặt đám người này ngưng trọng, bọn họ tu luyện cấm pháp cổ xưa, có thể phát huy lực lượng gấp mấy lần bản thân, có thể ngăn cản phục hổ bảo bình, nhưng mà muốn ngăn cản tam sinh hoa thì không có bao nhiêu phần nắm chắc. Ngay cả lệnh Đông Lai sắc mặt cũng nghiêm nghị, tuy hắn là người có đại khí vận, nhưng mà nếu như bị tam sinh hoa bao phủ, có khả năng bị bắt xuống địa ngục, chết mà không biết chết thế nào. Địa ngục trong truyền thuyết chính là một không gian đặc biệt, một khi người sống tiến vào trong đó, thân thể lập tức biến mất, biến thành một quỷ hồn, rốt cuộc không có cách nào trở về thế giới ban đầu. Tất cả mọi người mở thần thức ra dò xét lòng đất, không có phát hiện bất cứ tính mạng chấn động nào, Phong Phi Vân đúng là biến mất trong không gian khác, bị bắt vào địa ngục trong truyền thuyết. Người sau khi chết có thể đi địa ngục, nhưng mà người chết sẽ không thể còn sống quay về. Yêu ma chi tử, từ nay biến mất khỏi thần tấn vương triều, cũng không còn xuất hiện nữa. Lạc Đào thở dài một hơi, lực lượng yêu ma chi tử quá cường đại, vừa rồi hắn suýt nữa không ngăn cản được lực lượng Chu Thiên Hám tiên truy, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thắng lợi. Trong tu sĩ trẻ tuổi ở đây, trong lòng phức tạp khó hiểu, một đời vương giả thủ đoạn quá đáng sợ, có thể dùng cầm pháp đưa người ta vào địa ngục, Lạc Đào có thủ đoạn đáng sợ như thế, chỉ sợ ngày sau những thiên tài cấp sử thi cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Oanh! Trong mặt đất có âm thanh nổ tung vang lên, mặt đất run động. Âm thanh gì? Oanh! Lại có tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất xuất hiện cái khe nứt nhỏ, không khí cũng sinh ra gợn sóng, giống như sóng nước lăn tăn. Âm thanh nổ lớn này làm cho không khí nứt ra. Oanh! Âm thanh càng ngày càng lớn, chấn động càng ngày càng mạnh, có một khi nứt nhỏ vỡ ra trong không khí, một tia sáng màu đen tán giật ra từ bên trong, mang theo khí tức lạ lẫm mà âm trầm, đây chính là khí tức của thế giới khác. Lạc Đào cảm giác xương sống của mình lạnh buốt, chẳng lẽ Phong Phi Vân không chết trong địa ngục, còn muốn đánh vỡ bình chướng địa ngục, quay về lần nữa. Những tên tuấn tài trẻ tuổi cũng khiếp sợ, bọn họ cảm nhận được khí tức xa lạ mà đáng sợ từ trong vết nứt không khí kia truyền ra, khe nở dài như cánh tay xuất hiện. Bành! Cuối cùng khe hở không còn bị mở ra nữa, lại khép lại. Hô! Tất cả mọi người thở dài một hơi, may mắn thật. May mắn nếu Phong Phi Vân trở về từ địa ngục thì quá đáng sợ, ngay cả địa ngục cũng không giết được hắn, vậy còn ai giết hắn được đây? Nhưng mà vết nứt không gian kia đúng là khép lại, nói rõ hắn không cách nào trốn ra khỏi địa ngục, chết bên trong là tất nhiên. Bất cứ vật sống gì tiến vào trong địa ngục một phút, tuyệt đối không còn sống đi ra, hơn nữa thời gian đã qua hơn phân nửa, Phong Phi Vân cho dù có chiến pháp nghịch thiên cũng không thể về được. Oanh! Trên mặt đất lại truyền ra âm thanh hung mãnh, khe nứt trên mặt đất càng ngày càng lớn, mà không khí cũng nứt vỡ ra khe nứt lớn như bàn tay, có một cánh tay vươn ra trong khe nứt này, là tay của Phong Phi Vân, hắn muốn xé rách bình chướng địa ngục quay trở về. Ầm 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 ầm. Vết nứt không gian này càng ngày càng lớn, đã có thể nhìn thấy một bóng người bên trong, bóng người này hung hãn tới cực điểm, đứng trên một chiếc thuyền thanh đổ cổ xưa, muốn đánh vỡ bình chướng không gian quay về. Ông trời ơi! Đây là người sao, nhất định phải ngăn cản hắn đánh vỡ bình chướng, trốn ra khỏi địa ngục. Một tên trẻ tuổi tuấn kiệt kêu lên, hắn đánh ra một đạo thần thông, đánh vào khe hở. Lạc Đào, lệnh Đông Lai và các tuấn tài trẻ tuổi khác cũng có suy nghĩ như thế, không thể để Phong Phi Vân còn sống quay về. Sau đó bọn họ đánh ra thần thông tuyệt học của bản thân, trong thiên địa xuất hiện tiếng tiêu này rất êm tai và cực hay, giống như thần khúc từ tiên giới. Làm cho linh khí trong người bọn họ hỗn loạn, căn bản không cách nào ngưng tụ được. Tiếng tiêu này mang theo ma lực thần kỳ, lọt vào trong tai làm người ta trầm mê. Kể cả thiên tài cấp sử thi lệnh Đông Lai, vương giả trẻ tuổi Lạc Đào cũng trở nên chậm chạp, linh khí trong người chậm tới cực điểm, không cách nào ngưng tụ chiến pháp, không thể soát ra bổn mạng pháp khí trong người. Người thổi tiêu này tự nhiên là Dạ Tiêu Tương, nàng đứng trên ngọn núi, áo tím phiêu nhiên. Giống như tiên tử đứng trong hoàng hôn, trong tay cầm ống tiêu trúc đơn sơ. Tử tiêu của nàng bị Phong Phi Vân tịch thu, vừa rồi nàng thừa dịp Phong Phi Vân và Lạc Đào giao chiến đã chạy xuống núi dùng ống trúc làm tiêu trúc đơn sơ, thời điểm này đã sinh ra công dụng, ngăn cản đám người này ra tay đối phó Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt vốn có ý định ra tay, nhưng bị Dạ Tiêu Tương đoạt trước một bước, hiện tại nàng buồn bực, trong mắt phượng đã ghi hận, nhìn Dạ Tiêu Tương càng khó chịu. Oanh! Trong không gian xuất hiện tiếng xé rách lớn, chấn động thiên địa, tóc của Phong Phi Vân như mây, giống như ma thần bay ra khỏi vết nứt không gian.
Tiếng tiêu của Dạ Tiêu Tương dừng lại, trong ánh mắt dễ thương mang theo thần sắc vui mừng khó che giấu được, hắn rốt cuộc đi ra, trốn ra khỏi địa ngục. Khi tiếng tiêu dừng lại, đám người Lệnh Đông Lai cũng khôi phục linh khí trong người, nội tâm bọn họ chấn động không thôi, lúc này cả đám như bừng tỉnh, giờ phút này bọn họ càng hiểu rõ Dạ Tiêu Tương còn đáng sợ hơn cả Phong Phi Vân. Tuy tu vị của nàng rất thấp, nhưng mà chỉ cần có ống tiêu trong tay, có thể làm cho đám vương giả trẻ tuổi mất đi sức chiến đấu. Trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua, một người có gái tao nhã, hiền lành dễ thân thiện và yếu ớt như thế, không ngờ chỉ một khúc tiêu đã làm cho bọn họ khó điều động linh khí và bổn mạng pháp khí. Nếu nữ nhân này đứng bên phía Phong Phi Vân, như vậy chúng ta không thể lưu mạng của nắc nép được. Lệnh Đông Lai nhíu mày, sát cơ nổi lên. Nhưng mà bọn họ hiện tại còn có một đại địch, căn bản không thể chú ý tới Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân bị Tam Sinh Hoa mang tới một nơi, cũng không phải địa ngục, nếu là địa ngục thì hắn căn bản không về được, dùng cảnh giới của hắn hiện tại thì cho dù có được thanh đồng cổ thuyền, căn bản không có khả năng thoát khỏi địa ngục. Hắn bị mang tới một không gian bí cảnh nhỏ hẹp, cùng loại với dị thú hồn cảnh của Vạn Tượng Tháp, đây là không gian ổn định tồn tại trong khe hở không gian, nhưng mà dị thú hồn cảnh chính là tiên hiền Vạn Tượng Tháp mở ra, thành lập trên trận pháp. Mà Phong Phi Vân bị mang vào không gian bí cảnh này, bên trong căn bản không có trận pháp đi thông tới thế giới này, ngay cả tọa độ không gian cũng không có, toàn bộ hắn nhờ vào tiểu diễn thuật mới có thể suy tính ra địa điểm quay về. Cộng thêm lực lượng thành đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân miễn cưỡng trốn ra được. Nếu đổi thành kẻ khác, không có vận khí tốt như thế, sẽ vĩnh viễn bị giam giữ bên trong, thẳng tới khi hóa thành xương khô. Tóc Phong Phi Vân dựng đứng lên, lông mi ngạo nghễ, Diêm Vương Thích Lương tỏa hào quang màu đen, mang theo tà lực khiến người ta sợ hãi, giống như trên lưng có một con cự long màu đen. Không có dùng lực lượng thanh đồng linh thuyền áp chế tà lực Diêm Vương Thích Lương. Đùng đùng, trên lưng truyền ra âm thanh xương cốt di động, một lực lượng bàng bạc bao phủ toàn thân Phong Phi Vân. Diêm Vương Thích Lương vốn đại biểu cho lực lượng, giờ phút này lực lượng Diêm Vương Thích Lương sống lại, từ lưng phủ lên xương vai, sau đó là cả cánh tay. Oanh, tóc dài Phong Phi Vân bay múa, ánh mắt như đèn pha, một chưởng đánh thẳng vào lạc đào vận dụng linh khí hồng nguyên kim cháo cũng bị đánh ngược trở về, đụng vào lưng lạc đào, kim cháo và thân thể rơi xuống đất. Đây là lực lượng thế nào? Ngay cả uy năng như linh khí cũng không ngăn cản được. Oanh! Chưởng thứ hai đã đánh xuống, chưởng ấn càng to lớn hơn, tà khí càng mạnh hơn trước, như muốn đánh chết vương giả trẻ tuổi này tại chỗ. Phục hổ bảo bình! Lạc đào cưỡng ép vận dụng tuyệt học đạo môn lần nữa, bảo bình lơ lửng trên đỉnh đầu, muốn ngăn cản một chưởng đáng sợ của Phong Phi Vân. Phốc! Phục hổ bảo bình vỡ vụn, hóa thành khí màu vàng. Một chưởng của Phong Phi Vân đánh lên đỉnh đầu lạc đào, hai chân của vương giả trẻ tuổi này bị đánh gãy, thân thể quỳ xuống đất, lục phủ ngũ tạng trong người bị chấn nát, hóa thành bùn máu, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng đều có máu tươi tuôn ra. Hắn quỳ trên đất, sinh khí sói mòn không còn. Một vương giả trẻ tuổi đã vẫn lạc. Phốc! Phong Phi Vân cũng phun một ngụm máu tươi, lực lượng Diêm Vương Thích Lương cắn trả làm hắn bị thương không nhẹ. Hắn vội vàng dẫn động lực lượng thanh đồng cổ thuyền trấn áp lực lượng Dương Vương Thích Lương. Tà khí trên người Phong Phi Vân biến mất theo. Lực lượng vương giả trẻ tuổi cường đại như lạc đào, nếu Phong Phi Vân không liều mạng bị cắn trả, dẫn động lực lượng Diêm Vương Thích Lương, như vậy chưa chắc đánh chết hắn. Phong Phi Vân vừa mới đột phá thiên mệnh nhị trọng mà thôi, chiến lực chân thật sàn sàn với vương giả trẻ tuổi, đương nhiên là dưới tình huống không cần thanh đồng cổ thuyền. Trong rất nhiều người ở đây nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, yêu ma chi tử này, hắn thật sự trúng Diêm Vương hủ huyết sao? Một đời vương giả trẻ tuổi cũng chết trong tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Chân Phong Phi Vân đạp luân hồi, thân hình khẽ động ngăn trước mặt Lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân nhìn thấy Lệnh Đông Lai bay về phía Dạ Tiêu Tương, liền biết rõ hắn gây bất lợi cho Dạ Tiêu Tương. Vừa rồi Phong Phi Vân bị nhốt trong bí cảnh, những người này muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không có tiếng tiêu của Dạ Tiêu Tương ngăn cản, nói không chừng Phong Phi Vân bị bọn này liên thủ đánh chết, chôn xương trong thế giới khác. Đối mặt với người thông minh và cẩn thận như Lệnh Đông Lai, tự nhiên nhìn ra uy hiếp từ Dạ Tiêu Tương còn lớn hơn cả Phong Phi Vân. Hắn muốn trừ bỏ đầu tiên chính là Dạ Tiêu Tương. Lệnh Đông Lai vui vẻ, nói. Yêu ma chi tử, thanh danh của ngươi quá xấu,
Dạ Tiêu Tương là tiên tử trong lòng mọi người, nàng đi lại với ngươi quá lâu, danh dự của nàng bị tổn hại, tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy a. Dạ Tiêu Tương, theo ta rời đi. Lệnh Đông Lai ta dùng nhân cách bảo đảm, nhất định sẽ đưa ngươi an toàn trở về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Dạ Tiêu Tương cầm lấy tiêu trúc, tư thế oai hùng động lòng người, đứng sau lưng Phong Phi Vân, trong thời gian ngắn không biết lựa chọn thế nào. Nàng không thể đi cùng ngươi. Phong Phi Vân nắm chặt tay Dạ Tiêu Tương, không cho nàng đi. Dạ Tiêu Tương cảm nhận sát ý nhàn nhạt trên người Lệnh Đông Lai, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm nhận được, nếu giao Dạ Tiêu Tương cho hắn, hắn chắc chắn sẽ nửa đường giết nàng. Lệnh Đông Lai dùng cái gọi là nhân cách bảo đảm cũng chỉ là một câu nói, đến lúc đó nếu như hắn thật giết Dạ Tiêu Tương, hoàn toàn có thể vu oan cho Phong Phi Vân, loại chuyện này Phong Phi Vân làm sao để nó xảy ra. Dạ đại gia chính là nữ thần trong lòng chúng ta, Phong Phi Vân giam cầm tự do của nàng, muốn là địch với tất cả chúng ta sao? Lệnh Đông Lai quát lớn, thần sắc xúc động tức giận. Hắn vừa nói như thế, lập tức chụp mũ cho Phong Phi Vân. Một đám tuấn tài trẻ tuổi nơi đây ít nhất có hơn 50 người, trong đó có không ít là bá chủ trẻ tuổi và nhân vật cấp vương giả. Những người này thuộc về một hệ cũng không nhiều, đại đa số không có thù oán với Phong Phi Vân. Nhưng mà những người này hơn phân nửa mê Dạ Tiêu Tương, có chút người muốn nghĩ cách cứu viện nàng, câu này đã lập tức làm cho nhiều người tức giận, đều xem Phong Phi Vân là địch, sát khí bao phủ lên người Phong Phi Vân. Lệnh Đông Lai cười lạnh trong lòng, Phong Phi Vân, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản tức giận của nhiều người. Thiên tài cấp sử thi quả nhiên không phải đèn cạn dầu, cũng không chỉ có thiên tư tuyệt đối, hơn nữa thông minh hơn người, Lệnh Đông Lai thật hiểu làm sao mượn đao giết người. Một hoàng tử mặc trường bào màu vàng sắc mặt vui vẻ, nhìn qua hai thiên tài cấp sử thi tranh phong với nhau. Phía sau hắn có một lão thái giám cười âm trầm, nói. Bọn chúng là nhân vật thứ ba, thứ tư trên hạ sử thi thiên tài bảng, kỳ thật thực lực sàn sàn nhau, nếu như thật sự quyết sinh tử, thắng bại thật khó nói, dù sao bọn họ có sát chiêu cường đại mà không muốn ai biết. Lúc này mới thú vị. Vị hoàng tử này cười nói. Tuy Phong Phi Vân đánh chết một vương giả trẻ tuổi, nhưng mà hắn không thể trụ được đám người điên mê gái này. Yêu ma chi tử, người tốt nhất buông Dạ đại gia ra, người ở trước mặt mọi người giữ nàng, đây là khinh nhờn Dạ đại gia. Phong Phi Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi. Phong Phi Vân, mau giao Dạ đại gia cho bổn tướng quân. Bổn tướng quân sẽ hộ tống Dạ đại gia trở về, chúng ta có lẽ sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Ánh mắt Phong Phi Vân cố định. Tuyệt đối không có khả năng giao Dạ Tiêu Tương cho Lệnh Đông Lai, quay đầu lại nhìn qua Dạ Tiêu Tương, nói. Người nguyện ý theo ta hay đi theo hắn? Dạ Tiêu Tương bị ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì cúi đầu xuống, hắn hung như thế, chẳng lẽ không thể ôn nhu với nữ hài tử một chút sao? Rốt cuộc ngươi tin tưởng ta hay là tin tưởng hắn? Phong Phi Vân hỏi lần nữa. Ta đương nhiên là, tin tưởng ngươi. Dạ Tiêu Tương bị Phong Phi Vân cầm tay, cổ tay thấy đau. Khóe miệng Phong Phi Vân cười mỉa mai, nhìn qua đám người kia, nói. Các ngươi hiện tại thấy chưa, Dạ đại gia tin là bổn tướng quân, nàng nguyện ý theo ta, Phong Phi Vân ta dùng mạng bảo đảm, nhất định sẽ mang nàng an toàn đưa về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Sắc mặt Lệnh Đông Lai trầm xuống, năm ngón tay ngưng tụ lực lượng, lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy. Tất cả mọi người biết rõ, hai tên này là thiên tài tuyệt đỉnh sắp giao thủ, tuyệt đối là một cuộc chiến tuyệt luân. Đúng lúc này trên trời có âm thanh vang vọng, giọng nói còn cách ngàn dặm đã truyền tới. Người dùng tính mạng bảo đảm nhất định an toàn đưa nàng trở về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Chỉ sợ là không thể rồi. Trên đường núi ngoài ngàn dặm có một nam tử cưỡi hồng lộc chạy về hướng quỷ thôn, trên lưng nam tử này vác cự kiếm không có mũi kiếm, giống như một khối ngoan thiết loán, chỉ có chuôi kiếm. Cự kiếm này cao mấy trăm thước, đen kịt giống như ngọn núi. Cũng không biết nặng bao nhiêu cân. Hắn lưng cõng thanh kiếm này giống như một ngọn núi làm bằng sắt thép. Vốn đang ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà không bao lâu hắn đã tới bờ sông Tấn. Hắn cưỡi hồng lộc, lưng cõng cự kiếm khiếp người, hắn đứng nơi đó khiến tâm thần người ta khó tập trung. Bắc Minh Phá Thiên. Một bá chủ trẻ tuổi nhìn thấy nam tử này thì kinh hô thành tiếng. Những thiên tài tuấn kiệt khác cũng bị chấn nhiếp, Bắc Minh Phá Thiên thành danh gần 20 năm. Là thiên tài cấp sử thi, cho dù là vương giả trẻ tuổi nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu. Bắc Minh Phá Thiên, Đông Phương Kính Thủy,
Long Thần Nhai được xưng là thần đô tam thanh tú. Ba người này không chỉ thiên tư tuyệt đại, hơn nữa thế lực sau lưng vô cùng đáng sợ, Bắc Minh Phá Thiên chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Bắc Minh môn phiệt. Long Thần Nhai là thái tử đương triều. Đông Phương Kính Thủy chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Ngân Câu phiệt. Ba người trẻ tuổi này xuất hiện ở bất cứ nơi nào, nhất định sẽ chấn kinh một phương, Bắc Minh Phá Thiên xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là tiêu điểm tuyệt đối, hào quang của hắn làm thiên tài anh kiệt ảm đạm thất sắc. Bắc Minh Phá Thiên đi tới đây cũng mang theo hào khí khẩn trương. Một con hồng lộc có bộ lông đỏ thẫm như máu tươi. Đôi sừng hươu trên đầu dài và cao hơn 2 mét, cổ cứng rắn như thép tinh chế tạo thành, nó nhìn chằm chằm mọi người, mang theo thần thái miệt thị kiêu ngạo. Đây là xích lộc giác thú tu luyện 800 năm, chiến lực có thể so với tu sĩ thiên mệnh tam trọng, thiên mệnh tứ trọng. Bắc Minh Phá Thiên ngồi trên lưng hồng lộc, khí tức trên người còn đáng sợ hơn cả hồng lộc, đặc biệt là thanh kiếm như núi trên lưng của hắn càng làm cho người ta gặp áp lực. Nghe đồn Bắc Minh Phá Thiên bế quan tu luyện Bắc Minh Thần Công tầng thứ 6, xem ra còn chưa có tu thành Bắc Minh Thần Công tầng thứ 6, nhưng mà tu vị khẳng định tiến nhanh. Những tuấn tài trẻ tuổi vốn có ý định ra tay với Phong Phi Vân, hiện tại nhanh chóng tránh lui, nói đùa, ở đây xuất hiện ba thiên tài cấp sử thi, cũng không phải dễ chọc, thiên tài cấp sử thi giao thủ cũng không phải bọn họ có thể xen vào. Huống chi trong đó có Bắc Minh Phá Thiên. Oanh! Nước sông Tấn đột nhiên mãnh liệt, hai đạo nhân ảnh bay từ bên kia bờ sông tới, đó là một nam một nữ, trên lưng nữ mọc ra cánh chim, mặc áo trắng, mang khăn che mặt. Tóc dài như thác nước, ai nhìn qua cũng cảm thấy như tiên tử giáng trần. Nam trên người mang theo ma sát khí đầy trời, trên đầu ngưng tụ một tòa ma thành, mang theo khí tượng cửu long chí tôn thân, làm cho người ta không kìm lòng được lui ra phía sau. Đông Phương Kính Nguyệt, Đông Phương Kính Thủy, hai anh kiệt xuất sắc nhất của Ngân Câu phiệt đã tới. Toàn trường chấn động lần nữa, hôm nay tụ tập quá nhiều tuấn tài, tăng thêm Đông Phương Kính Thủy, thiên tài cấp sử thi đã là 4 người. Bình thường khó nhìn thấy một người. Tư thái lệnh Đông Lai oai hùng bừng bừng, không che giấu vui sướng trong mắt, hai mắt của hắn nhìn lên người Đông Phương Kính Nguyệt, không ngờ nàng lại tới đây. Lệnh Đông Lai không quên lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt, đó là lúc sương sớm tràn ngập, lệnh Đông Lai hành quân trở về, ép ở đường nhỏ Long Hồ nghe được tiếng tỷ bà êm tai tuyệt mỹ, hắn không nhịn được đi theo tiếng tỷ bà, ở xa xa nhìn thấy bên kia Long Hồ có giai nhân tuyệt sắc đang ngồi. Đang khải đàn tỷ bà với sóng nước. Quả thật là tiên nữ hạ phàm. Lệnh Đông Lai vốn cho rằng mình tuyệt đối không có khả năng thích người con gái nào, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt, hắn nhận định mình kiếp này không thể yêu ai khác. Khúc tỷ bà dừng lại, nữ tử kia phiêu nhiên vô tung. Về sau lệnh Đông Lai nghe ngóng các mặt, lúc này mới biết đó là tứ tiểu thư Ngân Câu phiệt, Đông Phương Kính Nguyệt. Từ đó về sau hắn thường xuyên đi Long Hồ. Muốn lần nữa vô tình gặp được Đông Phương Kính Nguyệt, hắn đúng là nhìn thấy mấy lần, nhưng mà đều là ở xa xa nhìn qua, không dám quấy rầy nàng yên lặng. Nàng chẳng khác gì một đóa sen trắng không nhiễm hạt bụi trần. Bắc Minh Phá Thiên, người tu trọng kiếm đạo, cho rằng kiếm nặng thì lực công kích sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Đông Phương Kính Thủy hạ xuống bờ sông Tần, đối mặt với Bắc Minh Phá Thiên, khí thế trên người không yếu hơn Bắc Minh Phá Thiên chút nào. Ở đây cũng chỉ có hắn mới có thực lực đấu một trận với Bắc Minh Phá Thiên. Kiếm nặng và không nặng, đều là một ý niệm của ta, có thể tận phá vạn pháp thế gian. Bắc Minh Phá Thiên nói ra. Bắc Minh phiệt Bắc Minh thần công là công pháp phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, đặc biệt là Bắc Minh Hàn Băng Khải, cùng cảnh giới không ai có thể so sánh, chính bởi vì nguyên nhân này mà lực công kích của tu sĩ Bắc Minh phiệt tương đối yếu kém. Lực phòng ngự mạnh thì lực công kích yếu. Thời điểm tu vị thấp tự nhiên không cảm thấy có thiếu hụt, nhưng mà khi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ cảm thấy lực công kích trọng yếu thế nào. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Bắc Minh Phá Thiên mới tu luyện trọng kiếm đạo, muốn đền bù thiếu hụt. Đông Phương Kính Thủy cười dài, nói. Hôm nay ta đúng là muốn đấu một trận với ngươi, xem trọng kiếm đạo của ngươi đạt tới mức nào rồi. Hôm nay ta không nghĩ chiến với ngươi một tốt trận, ta hôm nay là tới giết ngươi. Bắc Minh Phá Thiên nói xong, cự kiếm sau lưng hắn kêu long cong, sát khí trên người hắn bắn ra ngoài, trực tiếp Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương. Thân thể Đông Phương Kính Thủy khẽ động, ngăn cản sát khí của Bắc Minh Phá Thiên, nói. Hôm nay ta chiến ý nồng đậm, người phải chiến với ta một trận.
tất cả mọi người nhìn ra được Bắc Minh Phá Thiên muốn giết yêu ma chi tử, nhưng mà Đông Phương Kính Thủy lại tới quấy rối, đây không phải có chủ tâm đối nghịch với Bắc Minh Phá Thiên sao? Đông Phương Kính Thủy này đầu óc vô nước hay sao? Chẳng lẽ không nhìn ra Bắc Minh Phá Thiên tới đây là giết Phong Phi Vân sao? Hắn nhảy ra làm cái gì? Những tên tuấn kiệt trẻ tuổi phần lớn không vui, bọn họ đang chờ Bắc Minh Phá Thiên đánh chết Phong Phi Vân, không ngờ Đông Phương Kính Thủy nửa đường chặn một cước. Rốt cuộc Đông Phương Kính Thủy tên này định làm gì, hắn cố ý giúp yêu ma chi tử sao? Một vương giả trẻ tuổi nói thầm trong lòng. Bắc Minh Phá Thiên đôi mắt khiếp người, nói. Đông Phương Kính Thủy, chiến lực của chúng ta sàn sàn nhau, không có ba ngày ba đêm khó phân ra thắng bại, nếu ngươi thật muốn giết, ngày sau ta nhất định chạy tới Long Hồ chiến với ngươi một trận. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi. Khí thế của Đông Phương Kính Thủy bộc phát, không gian chung quanh ngưng thực, bao phủ Bắc Minh Phá Thiên vào bên trong. Thời điểm này Bắc Minh Phá Thiên cũng chỉ có thể chiến với hắn mà thôi. Không gian chung quanh bọn họ giống như thùng thuốc súng, nếu ai động thủ trước, nhất định sẽ kíp nổ đại chiến, hay ngừa nếu chiến nhất định sẽ biến không gian trăm dặm chung quanh thành chiến trường của mình. Lần này nước vào đầu đúng là kịp lúc. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, cảm nhận được đôi mắt dễ thương của Đông Phương Kính Nguyệt nhìn vào hắn và Dạ Tiêu Tương. Ai, cũng là họ Đông Phương, vì sao lại chênh lệch lớn như thế chứ? Đông Phương Kính Nguyệt lão bà nương chết tiệt này khẳng định còn ghi hận tắc, nàng làm sao không thể học ca ca của nàng, nước vào đầu chẳng phải hơn người sao? Mặt trời ngã về tây, sắc trời càng ngày càng mờ, đến cuối cùng trên bầu trời có ánh trăng xuất hiện. Bờ sông Tấn Hào khí quỷ dị, tất cả mọi người không có ra tay, bọn họ đang kiên trụ lẫn nhau. Cảnh đêm hàng lâm, trong cỏ lau xuất hiện gió lạnh. Tiếng gió mang theo tiếng gào thét và cái lạnh thấu xương. Mọi người ở đây lơ đãng, đột nhiên quỷ thôn xuất hiện trước mặt bọn họ cũng đưa thân vào quỷ thôn. Thời khắc xuất hiện tràng cảnh này, đột nhiên biến hóa sinh ra, bọn họ đang ở trong một thôn làng đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ thiên tài tuấn kiệt cảm thấy da đầu run lên, bọn họ đã sớm nghe đồn quỷ thôn rồi, bọn họ cũng ôm tâm tình tìm kiếm cái lạ mà chạy tới đây, cũng không có nghĩ sẽ đi vào quỷ thôn. Từ xưa tới nay, cũng chỉ có một chân nhân sau khi tiến vào quỷ thôn mới có thể đi ra khỏi nơi này, nhưng mà vị chân nhân này sau khi ra khỏi quỷ thôn thì không xuất hiện trên thế gian, ai cũng không biết hắn có nhiễm thứ không sạch sẽ gì đó, đã thân tử đạo tiêu hay không. Lần này bị yêu ma chi tử hại chết rồi, vốn tới đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới chúng ta đứng chính là vị trí quỷ thôn, hiện tại vào đêm, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Đám tu sĩ trẻ tuổi đa số là mới tới thị trấn nhỏ vào hôm nay. Tự nhiên không biết vị trí bọn họ đang đứng chính là vị trí quỷ thôn xuất hiện vào buổi tối, cho dù là lệnh Đông Lai, Bắc Minh Phá Thiên cũng phải biến sắc. Sau khi trời tối, quỷ thôn sẽ xuất hiện. Bọn họ hiện tại đã xuất hiện trong quỷ thôn. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ vị trí đứng của mọi người là vị trí của quỷ thôn, nhưng mà tình huống vừa rồi dù hắn nói ra, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng hắn, cho rằng hắn muốn chạy trốn. Mà vừa rồi thế cục như thế. Phong Phi Vân nhất định đi không được, một khi hắn hành động sẽ bị mọi người công kích. Ông trời ơi, nên làm sao mới tốt đây? Có người kêu lên. Quỷ thôn này đại khái có hơn 20 nhà, mỗi nhà đều có ánh đèn lóe lên, nhưng mà không có người nào, thậm chí ngay cả gia cầm gà vịt cũng không có một con, ngay cả tiếng dế kêu cũng không có. Yên tĩnh và yên tĩnh. Loại yên tĩnh này làm cho lòng người khủng hoảng. Bóng cây trong thôn xóm lắc lư. Trong gió có âm thanh sàn sạt. Ồ, Cố Xuyên Phong ở nơi nào? Có người kinh hô lên. Cố Xuyên Phong và Vương Tam Vương đều bị Phong Phi Vân trấn áp, quỳ gối trên bờ sông Tần. Khi quỷ thôn xuất hiện, bọn họ quỳ gối ở đầu quỷ thôn. Vừa rồi có người còn nhìn thấy bọn họ quỳ ở đó. Nhưng mà hiện tại Cố Xuyên Phong không còn, chỉ còn Vương Tam Vương quỳ ở đó. Cảnh này quá quỷ dị. Biến mất quá đột ngột. Ngay cả Vương Tam Vương quỳ bên cạnh cũng không phát hiện Cố Xuyên Phong biến mất khi nào. Chẳng lẽ Cố Xuyên Phong đã chạy ra khỏi quỷ thôn? Sắc mặt lệnh Đông Lai ngưng trọng nói ra. Ngươi cho rằng quỷ thôn là ngươi muốn vào thì vào, muốn ra là ra hay sao? Phong Phi Vân giọng mỉa mai nhìn hắn nói ra, sau đó tế ra cự đao màu trắng, Phượng Hoàng Thiên Nhãn bắn ra hai ngọn lửa, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua một cây liễu già nua ở bên cạnh cây dâu, cầm theo cự đao màu trắng đi qua, đào dưới gốc cây liễu già lên.
Tất cả mọi người khó hiểu hắn đang định làm cái gì, ánh mắt tập trung vào hắn. Bắc Minh Phá Thiên và Đông Phương Kính Thủy thu hồi chiến khí, ánh mắt hồ nghi nhìn qua. Tìm được rồi. Phong Phi Vân ở dưới gốc liễu già nua kia đào nửa ngày, đào ra một hố to, sau đó thu hồi cự đao đá trắng. Đông Phương Kính Nguyệt vô cùng hiếu kỳ, dáng người uyển chuyển, bước chân có vận luật kỳ diệu đi tới, nói. Cái mũ của Cố Xuyên Phong, người đào được bảo bối gì? Cố Xuyên Phong. Phong Phi Vân cầm một thi thể toàn thân đầy bùn đất ra, trên người thi thể đầy máu tươi lẫn với bùn đất, cầm y hoa phục rách nát hư thối chẳng khác gì ăn mày, huyết nhục trên người đã biến thành màu đen, có nơi còn nhìn thấy xương trắng. Nhìn thấy thi thể này mang theo mùi tanh tưởi, da đầu và tóc đều rơi xuống, hiển nhiên đã vùi trong lòng đất mấy chục năm rồi mới có thể làm thi thể tu sĩ thiên mệnh cảnh hư thối thành cái dạng này. Một màn này làm cho mọi người biến sắc. Không ai ngờ Phong Phi Vân lại đào trong đất ra một thi thể như thế. Ngươi nói đây là Cố Xuyên Phong sao? Có người không dám tin nói ra. Lệnh Đông Lai quả quyết nói. Không có khả năng, Cố Xuyên Phong vừa mới biến mất không thấy, vì sao một hủ thi đã vùi trong đất ít nhất vài chục năm lại là cùng một người? Phong Phi Vân, ngươi muốn hù dọa ai? Cố Xuyên Phong chính là tiểu hầu gia thần tọa thiên hầu phủ, trong thế hệ trẻ xem như nhân vật phong vân. Rất nhiều người đều biết hắn. Một đời bá chủ trẻ tuổi lại là hảo hữu của Cố Xuyên Phong, nhìn thấy hủ thi trong tay Phong Phi Vân, đột nhiên giật mình nói. Hủ thi này là Cố Xuyên Phong không cần nghi ngờ. Triệu Cách, người đang nói cái gì? Lệnh Đông Lai nhìn qua người trẻ tuổi này. Bá chủ trẻ tuổi Triệu Cách này nói. Lệnh Đông Lai, ta nói là sự thật, Cố Xuyên Phong tu luyện thần tọa lưu quang, xương cốt hai chân đã sớm rèn luyện như tinh thiết. Ngươi nhìn qua hai chân hủ thi đi. Quả nhiên xương cốt hai chân hủ thi này rõ ràng không giống với xương cốt các nơi khác, còn cứng rắn hơn gấp hai lần. Điều này không thể nói rõ hắn là Cố Xuyên Phong được, phàm là ngươi tu luyện qua tuyệt học, xương cốt hai chân đều cứng rắn hơn nơi khác. Lệnh Đông Lai nói ra. Triệu Cách lại nói. Vậy ngươi nhìn lưng hủ thi treo cái gì thế? Tất cả mọi người hiện tại đều sợ hãi, đồng thời nhìn qua cái lưng kia. Nhìn thấy một khối lệnh bài màu bạc lớn cỡ bàn tay, trên đó có ghi hai chữ thần tọa, chính là lệnh bài tiểu hầu gia thần tọa thiên hầu phủ. Khi nhìn thấy lệnh bài này, tất cả mọi người ra đầu run lên, ngay cả Lệnh Đông Lai cũng không ngoại lệ. Hủ thi này chính là Cố Xuyên Phong không cần nghi ngờ. Hào khí thôn xóm này trở nên yêu dị, hủ thi trong tay Phong Phi Vân dưới ánh trăng trở nên âm trầm, làm cho người ta sợ run lên. Trong tu sĩ trẻ tuổi nơi này không ai không phải nhân trung chi long, tâm trí hơn xa người thường, nhìn thấy vô số chuyện quái dị, nhưng mà hiện tại không ai không cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Dạ Tiêu Tương đứng sau lưng Phong Phi Vân, nhìn qua hủ thi tanh tưởi này, trong lòng cảm giác rét run đặc biệt, đôi tay không kìm lòng được cầm góc áo Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt hít sâu một hơi, nói. Phong Phi Vân, làm sao ngươi biết Cố Xuyên Phong bị chôn dưới gốc cây liễu già này? Ngươi có thấy ai giết hắn không? Phong Phi Vân vùi Cố Xuyên Phong trở lại trong đất, lắc đầu. Hắn cũng bởi vì ban ngày ở nơi này, trong đất đào được Phật kính và kim cương sử của Phật môn, cho nên mới suy đoán nguyên nhân Cố Xuyên Phong biến mất, có lẽ cũng là bị chôn dưới đất. Đúng là sau khi đào ra chính là thi thể Cố Xuyên Phong, nội tâm Phong Phi Vân chấn động không nhỏ. Ngươi làm sao biết? Lệnh Đông Lai cười lạnh, nói. Ở đâu người tu vị cao hơn người có vài người, ngay cả bọn họ không phát hiện ra mánh khóe, ngươi sao có thể biết Cố Xuyên Phong bị vùi trong đất, còn có thể tìm ra vị trí cụ thể, ngươi khẳng định biết rõ một ít thứ người ta không biết. Phong Phi Vân cười lạnh, nói. Cho dù ta biết rõ thứ người khác không biết, nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi biết, Tiêu Dương, chúng ta đi. Phong Phi Vân tự nhiên là dùng tiểu diễn thuật suy tính ra một ít thứ gì đó. Biết rõ nếu chờ ở nơi này chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Trời ơi, Vương Tam Vương đã không thấy đâu cả, vừa rồi còn quỳ ở nơi đó. Có người kinh hô lên. Vương Tam Vương biến mất quá đột nhiên, một tia dấu hiệu cũng không có, mặc dù là Đông Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên tu vị cường đại nhất cũng không phát hiện ra được một chút mánh khóe gì cả. Phong Phi Vân vốn kéo Dạ Tiêu Tương rời đi, đột nhiên dừng bước lên, ngón tay của hắn điểm qua hướng cửa thôn. Một thi thể hư thối bay ra khỏi bùn đất, thi thể này hư thối càng lợi hại, chỉ còn lại mỗi bộ hài cốt. Bởi vì Vương Tam Vương tu luyện Ưng Vương luyện thể quyết, rất nhanh có người phân biệt ra hắn.
Giờ phút này dù là thiên tài tuấn kiệt tâm trí kiên định đi chăng nữa cũng bối rối, không ngừng cảnh giác nhìn bốn phía, bộ dáng như lâm đại địch. Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên ngưng trọng, hai mắt không ngừng chuyển động nhìn qua dưới đát, hắn cảm nhận được cái gì đó, hiển nhiên phát hiện hào khí quỷ dị. Lúc này đám trẻ tuổi tuấn kiệt lập tức đứng vây quanh Bắc Minh Phá Thiên, cảnh giác nhìn bốn phía. Hỏng bét, Triệu Cách biến mất. Một giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Vốn Triệu Cách đang đứng chung với ba tên trẻ tuổi tuấn kiệt khác, lửa tựa lưng làm thành vòng tròn, nhưng mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả mấy tên tuấn kiệt bên cạnh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này không có kẻ nào mở miệng ca, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thi thể Triệu Cách cuối cùng vẫn bị Phong Phi Vân tìm ra, hư thối chỉ còn vài cục xương, đây chính là một bá chủ trẻ tuổi, nhưng mà chết vô thanh vô tức, giống như đã chết mấy trăm năm rồi. Phong Phi Vienna, người mau nói rõ thứ người biết cho mọi người nghe đi, bằng không đêm nay tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này. Rốt cuộc có người bắt đầu sợ hãi. Tuy lệnh Đông Lai số mệnh cường đại một chút, nhưng mà sau khi tiến vào quỷ thôn này hắn vẫn sợ hãi. Phong Phi Vân, bây giờ chúng ta đều ngồi trên một chiếc thuyền, nếu chúng ta chết, tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi trước. Nói đúng, Phong Phi Vân, ngươi đừng mơ chạy ra khỏi đây một mình. Lại có người Nevisra. Phong Phi Vân cười lạnh liên tục, nói. Nói cho các người biết cũng không sao, kỳ thật ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ai mà tin? Giọng lệnh Đông Lai lạnh lùng. Tất cả mọi người cảm thấy Phong Phi Vân cố ý dẫn mọi người tới đây, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Ta, tin. Dạ Tiêu Tương giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Chúng ta hôm qua mới tới trấn nhỏ này, là ta cầu hắn, hắn mới đi tới đây, bằng không hắn cũng không tới đây làm gì, tự nhiên không có khả năng biết quỷ thôn rốt cuộc xảy ra cái gì cả. Dạ Tiêu Tương là âm luật đại gia, cho tới bây giờ sẽ không nói dối, điểm này mọi người đều biết rõ. Đông Phương Kính Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói. Hắn đúng là rất nghe lời ngươi nha, nếu ngươi cố ý muốn tới trấn nhỏ này, chẳng lẽ trước kia ngươi đã tới đây, ngươi biết quỷ thôn này xảy ra chuyện gì sao? Dạ Tiêu Tương cảm nhận được ánh mắt dọa người của Đông Phương Kính Nguyệt nhìn mình, cũng không biết vì sao Đông Phương Tiểu Thư lại ghét nàng như thế. Phong Phi Vân không vui, nói. Đông Phương cô nương, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi! Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt tức giận không hiểu. Đã biết rõ sắp xảy ra vấn đề. Đông Phương Kính Thủy nói thầm một câu, vội vàng gọi Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt tới, trầm giọng nói. Hai người các ngươi định làm cái gì? Hiện tại chúng ta nên nghĩ làm sao ra khỏi quỷ thôn này, có thủ oan gì chờ ra ngoài nói sau. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười, nhìn bộ dáng Đông Phương Kính Nguyệt phát điên, hắn cao hứng khó hiểu. Hiện tại cách làm duy nhất chính là trốn vào trong những phòng xá này, tới lúc Hừng Đông quỷ thôn sẽ tự biến mất, có lẽ có một đường sinh cơ. Lệnh Đông Lai cười lạnh, nói. Vì sao ta cảm thấy những phòng xá này càng nguy hiểm hơn thế, Phong Phi Vân, rốt cuộc ngươi có dã tâm gì, muốn hại chết chúng ta hay sao? Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi cứ chờ nơi đây đi, có lẽ nên thử chạy ra ngoài xem. Lệnh Đông Lai á khẩu không trả lời được. Dù sao ta tuyệt đối không tiến vào những phòng xá kia, thôn này cũng chỉ lớn như thế, trong một hô hấp có thể chạy ra ngoài rồi. Một tuấn tài trẻ tuổi cao gầy tế bổn mạng pháp khí ra khỏi ơ đần điền, thân thể bay lên cao, bay tới 100 mét, đột nhiên thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Rất nhanh, thi thể của hắn bị Phong Phi Vân móc ra khỏi bùn đất. Những tu sĩ còn muốn chạy trốn, sắc mặt như màu đất, không dám xông ra ngoài quỷ thôn. Quỷ thôn quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết. Các ngươi đã muốn chờ chết ở đây, ta cũng không phụng bồi. Phong Phi Vân kéo tay Dạ Tiêu Tương đi vào một phòng xá có ánh đèn hiu hắt. Đó là một phòng nhỏ vách tường làm từ đất vàng, cỏ tranh lợp mái, tổng cộng có 6 gian phòng, bên ngoài có một hàng rào bằng cây mây. Gian phòng xá như thế này, trong quỷ thông tổng cộng có 20 gian, đều có ánh đèn lóe lên, nhưng mà bên trong không có người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên đám tuấn tài trẻ tuổi không dám tiến vào phòng. Phong Phi Vân thật sự đi vào, chẳng lẽ những thôn xá này thật sự là sinh cơ duy nhất? Ta vì sao cảm giác trong những thôn xá này có thứ gì đó càng kinh khủng hơn? Một thiên kim tiểu thư dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý của thiên hầu phủ nói ra, nàng cũng là vương giả trẻ tuổi, đạt tới thiên mệnh tam trọng. Hắn đã đi vào trong,
khẳng định an toàn hơn bên ngoài một chút, dù sao chờ ở đây cũng là chết, không bằng tiến vào trong thôn xá tìm kiếm một đường sinh cơ, có thể thật sự sẽ sống sót. Lệnh Đông Lai trực tiếp đi vào trong một gian phòng, có mấy tuấn kiệt và giai nhân trẻ tuổi đi theo sau hắn, cũng đi vào trong, dù sao lệnh Đông Lai số mệnh cường đại, đi theo hắn có lẽ có thể sống sót. Bắc Minh Phá Thiên mang theo một ít người tiến vào thôn xá khác. Những tu sĩ khác cũng kết bạn mà đi, phân biệt tiến vào các thôn xá khác nhau, tránh né hung hiểm không thấy được. Kỳ thật trong lòng Phong Phi Vân cũng không thể xác định, tiến vào trong thôn xác thật sự có hy vọng hay không, nhưng đây chỉ là suy đoán bản thân hắn. Này, sau khi chúng ta đi vào, thật sự có thể còn sống ra ngoài sao? Dạ Tiêu Tương chần chờ, cuối cùng vẫn hỏi ra câu này. Ta cũng không có nói như thế. Phong Phi Vân nói ra. Vậy tại sao chúng ta đi vào trong đây? Dạ Tiêu Tương nói. Phong Phi Vân cười cười, nói thêm. Ngươi nhìn gian phòng này, rõ ràng có một cái giường lớn như thế, còn có chăn, mền và nệm, dù sao chúng ta cũng là người chết, nếu không thời gian cuối cùng của sinh mạng, cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa nhé. Mọi người đều cho rằng những thôn xá này cũng giống như quỷ ốc. Nhưng mà trên thực tế không phải là như thế, trong thôn xá có bàn, có giường, có màn, có chăn đệm, còn có ngọn đèn vĩnh viễn không tắt. Dạ Tiêu Tương nghe Phong Phi Vân châm chọc như thế, lông mày lá liễu nhăn lại, đôi mắt hạnh ẩn tình, phong tình xinh đẹp nói không nên lời. Phong Phi Vân, người thật sự hăng hái a. Bên ngoài thôn xá có tiếng của nữ tử như chim hoàng yến vang lên, cho người ta cảm giác đặc biệt thanh nhã, có thể suy đoán đây tuyệt đối là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Bên ngoài có tiếng bước chân. Phong Phi Vân vội vàng rời khỏi giường, trong lòng thầm mắng xui xẻo, bà nương Đông Phương chết tiệt này làm sao tới đây, lại còn phá rối vào lúc mấu chốt nữa chứ. Có hai tiếng bước chân, hiển nhiên không chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt, còn có ca ca của nàng là Đông Phương Kính Thủy đi cùng nàng. Thì ra là tứ tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh Ngân Mốc Phiệt, tối nay ánh trăng mê người, là một ngày ngắm trăng tốt, vì sao tứ tiểu thư rảnh rỗi tới tìm ta thế? Phong Phi Vân giọng quái thanh quái khí. Đông Phương Kính Nguyệt không có chút khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong thôn xá, hương thơm trên người nàng cũng tiến vào theo, dáng người của nàng có thể nói hoàn mỹ không tì vết, cỏ dài nhỏ, da thịt tuyết trắng, bờ eo nhỏ nhắn như rắn nước, còn có cặp mông vỉnh lên mê người, đường cong đẹp tới tận cùng. Đương nhiên chính yếu nhất vẫn là khí chất trên người của nàng, quả thật mênh mông phiêu giật như tiên, không ăn khói lửa nhân gian. Là tiên nữ hạ phàm. Thật sự rất giống Thủy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân mỗi lần gặp nàng, trong lòng không thể bình tĩnh, giống như Thủy Nguyệt Đình đứng sờ sờ trước mặt của hắn. Muốn nói đại danh đỉnh đỉnh, danh khí của ta làm sao lớn bằng yêu ma chi tử chứ? Giọng Đông Phương Kính Nguyệt bình thản, hai mắt như khói, thản nhiên và ưu nhã ngồi lên ghế, nói. Chúng ta tùy tiện tới đây, không có quấy rầy chuyện tốt của hai vị chứ? Hiển nhiên lời này chính hắn vừa nói ra, đã bị bà nương chết tiệt này nghe được. Gương mặt Dạ Tiêu Tương hiện ra hai đám mây đỏ, nàng tự nhiên không phải nữ tử hay thẹn thùng, nhưng mà chẳng biết tại sao khi ở cùng chỗ với Phong Phi Vân, lại luôn xấu hổ. Đông Phương Kính Thủy đi tới, trên người người của tùy thời có ma khí bao phủ, giống như ma vương đứng ở cửa ra vào, hai mắt như điện, đang cảnh giác cái gì đó. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, nói. Hai vị tới đây chỉ sợ không phải ôn chuyện với ta chứ? Đông Phương Kính Thủy nghiêm túc nói. Phong Phi Vân, quỷ thôn hung hiểm tới cực điểm, mặc dù trốn trong thôn xá, cũng có khả năng chết không hiểu vì sao đấy. Xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân nói. Ngay vào lúc vừa rồi có người biến mất không hiểu vì sao. Tuy tu vị Đông Phương Kính Thủy cường đại, nhưng mà đối mặt với thứ nhìn không thấy, sợ không được này thì không thể bình tĩnh, nói. Có lẽ chúng ta không thể chờ tới lúc hừng đông được, toàn bộ phải chết trong thôn này. Nghe tin tức như thế, Dạ Tiêu Tương cắn môi, sắc mặt tái nhợt, ngay cả mãnh nhân không sợ trời không sợ đất như Đông Phương Kính Thủy này cũng phải sợ hãi, huống chi nàng còn là người con gái yếu ớt chưa trải qua sóng to gió lớn. Nữ tử bình thường tao ngộ chuyện này, chỉ sợ sẽ ngất đi, nàng có thể trầm mặc không nói lẳng lặng đi theo Phong Phi Vân, đủ thấy nội tâm cường đại của nàng. Phong Phi Vân đi qua, cầm tay của nàng, ôm nàng vào ngực, ôn nhu nói. Đừng sợ, ta dùng mạng cam đoan, nhất định sẽ mang ngươi an toàn trở về thần đô. Phong Phi Vân ôm nàng vào trong ngực, cố
cũng chỉ làm cho nàng sinh ra một chút cảm giác an toàn, cũng không nói sinh ra cảm tình với nàng, đây là hai cáo ôm hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà Đông Phương cô nương xem ra quả thật là quá phận rồi, ở trước mặt mọi người làm ra chuyện thương tích phong nhã như thế, quả thật là giận điên người. Nếu không phải Đông Phương Kính Thủy đè vai của nàng xuống, không chừng nàng không nhìn được, trực tiếp lao tới. Phong Phi Vân nhìn vào đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt, ánh mắt trợn lên. Bà nương Đông Phương chết tiệt, ngươi nhìn cái gì vậy, nhìn đại giả à? Lão tử không có ôm ngươi, ngươi trừng mắt lớn như thế làm gì? Đông Phương Kính Thủy thật sự không chịu nổi hào khí quỷ dị này, nói. Phong Phi Vân, nghe nói ngươi tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, nghe nói ngươi hiểu về quỷ sát chi địa, nếu không chúng ta liên thủ, tìm kiếm sinh lộ nhé. Thế lực Ngân Câu gia tộc cực kỳ khổng lồ, Phong Phi Vân tu luyện mộ phủ tầm bảo lục chưa đề cập qua với kẻ nào, nhưng mà người Ngân Câu gia tộc oi lại dọ thám ra chuyện này lại không khó gì cả. Phong Phi Vân ôm Dạ Tiêu Tương, làm cho nàng tựa mặt vào ngực của mình, nói. Quỷ thôn này quá thần dị, đã vượt qua phạm trù các vị trí tuyệt sát của mộ phủ tầm bảo lục, nhưng mà ta đúng là từng nghe nói qua, từng có một chân nhân vào quỷ thôn này và đi ra ngoài. Lộ tuyến tên chân nhân này đi qua nhất định có lưu ấn ký lại, có thể ngăn cản những thứ không rõ. Nếu chúng ta tìm được con đường như thế, nói không chừng có thể chạy đi. Phong Phi Vân cảm thấy người này đổ nước vào đầu nói chuyện không tệ, ít nhất so với Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi muốn giết hắn, vị này đã giúp hắn ngăn cản tên sát thần kia. Đông Phương Kính Thủy nói, ngươi có biện pháp tìm được con đường kia sao? Ta chỉ tìm trận pháp và ấn ký mà chân nhân kia lưu lại. Phong Phi Vân trả lời. Đông Phương Kính Nguyệt khinh thường cười khẩy, nói. Lại khoác lác rồi, trận pháp và ấn ký của chân nhân đều mang theo đại của mình, không đạt tới cảnh giới chân nhân thì không cách nào nhìn thấy trận pháp và ấn ký của chân nhân cả. Cho dù là cự phách cũng không thể phân biệt ra được trận pháp và ấn ký của chân nhân, huống chi là Phong Phi Vân. Đông Phương tiểu nữ, người đang cố ý gây khó dễ cho ta. Được rồi, các ngươi thích tin hay không cũng không có quan hệ với ta. Phong Phi Vân nói ra. Trừ Phong Phi Vân ra, không kẻ nào dám gọi nàng là Đông Phương tiểu nữ. Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc tức giận, nói. Phong Phi Vân, ngươi miệng tiện như thế, ngươi là điểu nhân đầu thai sao? Điểu nhân đầu thai. Phong Phi Vân thì thầm câu này, thầm nghĩ Đông Phương tiểu nữ này mắng người thật sự quá chuẩn xác a. Tuy Phượng Hoàng không tính là điểu nhân, nhưng cũng là điểu. Đông Phương Kính Thủy xoa xoa cái trán, hai người này đúng là oan gia, một thiên kim nhã nhận của thế gia, một người là yêu ma chi tử danh chấn thiên hạ, nhưng mà hai người ở cạnh nhau thì chẳng khác gì tiểu hài tử, không ngừng châm chích lẫn nhau. Trong thôn xóm này, có tiếng kêu hoảng sợ vang lên, xem ra lại có người chết. Hào khí ác lực vô hạn. Đông Phương Kính Thủy nhíu mày, nói. Phong Phi Vân, ta và ngươi đi tìm ấn ký chân nhân kia lưu lại. Thực lực của chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống đi ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu, bên ngoài thôn xóm còn hung hiểm hơn bên trong, cũng chỉ có hắn và Đông Phương Kính Thủy đi ra ngoài mới có thể đánh ra con đường thoát khốn. Vậy, ta phải làm sao bây giờ? Dạ Tiêu Tương thấp giọng nói ra, nàng hiện tại cảm thấy chỉ cần Phong Phi Vân rời đi quá xa, nàng không có cảm giác an toàn. Đông Phương Kính Nguyệt nói, ta bảo hộ ngươi. Lúc Đông Phương Kính Nguyệt nói ra lời này, ba người khác trong phòng đều có không tin lời của nàng nói, đều nhìn vào mắt của nàng. Đông Phương Kính Nguyệt bị ba ánh mắt nhìn vào, rất không thoải mái, trầm giọng nói. Các ngươi không tin ta. Khục khục, Đông Phương tứ tiểu thư, ai cũng biết ngươi rất bất mãn với Dạ đại gia, chúng ta sau khi đi, vạn nhất ngươi khi dễ Dạ đại gia thì mọi người làm sao bây giờ? Không phải ta không tin ngươi, thật sự bởi vì khí lượng Đông Phương tứ tiểu thư ngươi. Quá nhỏ. Phong Phi Vân nói ra. Đông Phương Kính Nguyệt tâm nhãn rất nhỏ, chuyện này Phong Phi Vân sớm lĩnh giáo qua, nào dám giao Dạ Tiêu Tương vào trong tay nàng, nói không chừng chờ Phong Phi Vân đi ra ngoài, Dạ Tiêu Tương đã bị đánh thành Dạ Tiêu Sưng. Sưng mặt mũi ấy mà. Đông Phương Kính Thủy biết rõ hơn ai hết, muội muội của mình có tình với Phong Phi Vân, rất hiển nhiên nàng hiện tại xem Dạ Tiêu Tương là tình địch. Nếu như cho nàng và Dạ Tiêu Tương ở một mình, nói không chừng có chuyện xảy ra. Đông Phương Kính Thủy trầm tư một lát, nói. Ta có biện pháp, ta lưu lại. Kính Nguyệt và Phong Phi Vân hai người đi tìm ấn ký chân nhân. Cái gì, ta và nàng? Phong Phi Vân kinh ngạc. Bỗng nhiên Đông Phương Kính Nguyệt đứng dậy,
hai mắt sáng lên, nói. Ta đồng ý. Đồng ý em gái ngươi a hát. Phong Phi Vân rất muốn mắng thành tiếng, nhưng cuối cùng không có mắng ra khỏi miệng, dù sao đây cũng là biện pháp tốt nhất, nếu để cho Đông Phương Kính Nguyệt bụng dạ hẹp hòi này ở cùng Dạ Tiêu Tương, thật sự khiến người ta lo lắng. Nếu như để Đông Phương Kính Thủy bảo hộ Dạ Tiêu Tương, Phong Phi Vân vô cùng an tâm. Trong lòng Phong Phi Vân cầm ống tiêu màu tím ra, đưa cho Dạ Tiêu Tương, ôn nhu nói. Hảo hảo bảo vệ mình, ta khẳng định sẽ trở lại đón ngươi. Ân, ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài còn nguy hiểm hơn bên trong phòng xá, đặc biệt phải cẩn thận. Ta cuối cùng cảm giác nàng rất căm thù ngươi. Dạ Tiêu Tương duỗi ngón tay ngọc ra tiếp nhận ống tiêu màu tím. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận nàng sẽ hát đô đô si di thủ sau lưng ta. Đông Phương Kính Nguyệt đứng bên trong phòng, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nói như thế nàng nghe không lọt chữ nào, nàng hiện tại tức điên lên. Nhưng trên mặt vẫn bảo trì thanh tỉnh và lạnh nhạt, nhưng mà năm ngón tay cũng sắp bóp nát tỷ bà rồi. Bọn họ thật sự quá khi dễ ngươi. Đông Phương Kính Thủy vui vẻ đọng trên mặt, âm thầm truyền âm. Không liên quan tới ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu mày, cũng trầm âm nói ra. Đông Phương tiểu nữ, chúng ta đi thôi. Phong Phi Vân trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cửa ra, kéo vai Đông Phương Kính Nguyệt một cái, nàng lảo đảo suýt té ngã. Ngươi! Đông Phương Kính Nguyệt giận dữ, lại phát hiện Phong Phi Vân đã đi ra ngoài, nàng thu hồi lửa giận trong lòng chạy theo ra ngoài. Trong lòng Đông Phương Kính Thủy đổ mồ hôi, tự nhủ. Ta làm sao hối hận để cho hai người đi chúng thế này, tiền đồ thật đen tối. Thôn xóm nhỏ này nằm bên bờ sông Tấn, hơn 20 thôn xá này nằm cách nhau rất xa. Trừ thôn xá ra, trong thôn còn có ruộng đồng, có rừng dâu. Còn có rừng trúc và con đường nhỏ dọc theo bờ ruộng. Đêm xuống, những rừng dâu và rừng trúc này đều âm trầm tới cực điểm, ánh trăng chiếu qua kẽ lá in bóng lên mặt đất. Trong tay Phong Phi Vân cầm cục đá khắc họa lên mặt đất, chính là bí pháp tra tìm và suy tính của Phượng Hoàng nhất tộc, Đông Phương Kính Nguyệt đứng sau lưng hắn, thân thể mềm mại có tiên linh chi quang lưu động, nàng ôm tỷ bà màu đỏ đứng đó. Tốt, phía bên trái 5 bước. Phong Phi Vân đứng lên. Cẩn thận đi sang trái 5 bước, Đông Phương Kính Nguyệt dẫm theo dẫn chân của hắn. Sau khi đi 5 bước, Phong Phi Vân lại phác họa lên mặt đất, lại tiếp tục. Tuy tốc độ này đi tới rất chậm, nhưng mà đúng là an toàn, ít ra không có xảy ra chuyện quỷ dị gì đó. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dần dần lau mắt mà nhìn hắn, thổi ra châu đại vương này không ngờ lại có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân ngồi chồm hổm trên đất phác họa, đột nhiên ngón tay dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tối. Nói. Người phương nào theo dõi chúng ta, cút ra đi. Đông Phương Kính Nguyệt thời điểm này phát hiện sau lưng có người, ngón tay kích thích tỷ bà, phát ra âm thanh chói tai, một đạo sát âm bay ra ngoài, chém nứt cây dâu thô to như chén ăn cơm. Bóng đen bay ra khỏi chỗ tối, tốc độ cực nhanh, mấy hô hấp đã biến mất vô tung. Thật nhanh, chẳng lẽ là sinh vật không biết của quỷ thôn? Đông Phương Kính Nguyệt nói ra. Phong Phi Vân cười lạnh, nói. Cho dù trong quỷ thôn có sinh vật không biết cũng không phải con mắt chúng ta có thể nhìn thấy, hắn là một vương giả trẻ tuổi đấy, những người này nhìn thấy ta đi ra khỏi phòng xá, khẳng định cho rằng ta biết phương pháp rời đi, bọn họ không đuổi theo mới là lạ, không cần quan tâm tới bọn chúng, đi về phía trước 7 bước. Phong Phi Vân nhãn lực còn mạnh hơn Đông Phương Kính Nguyệt nhiều, tuy tốc độ của người nọ vừa rồi thật nhanh, nhưng mà Phong Phi Vân bắt được bóng lưng, nhận ra thân phận của người nọ. Lệnh Đông Lai đứng trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt, sát ý càng ngày càng mạnh, hắn vẫn cho rằng mình là người lý trí, nhưng mà không ngờ hiện tại muốn giết một người như thế. Phong Phi Vân, ngươi cũng dám đi lại gần với Đông Phương tiểu thư như thế, như vậy ngươi phải chết. Đại khái một giờ sau, Phong Phi Vân đi lên một mảnh đồng ruộng, hắn dừng bước lại, trực tiếp đi vào trong đồng ruộng, thậm chí có một ít tảng đá nhô lên khỏi mặt đất, mà tảng đá có dấu vết bị mài qua. Dấu ấn rõ ràng. Phong Phi Vân ngưng tụ một đạo linh khí vào bàn tay, chậm rãi đào tảng đá kia lên. Đây là một khối bia đá thô ráp, xác thực mà nói là cột biên giới của thôn xóm, phía trên còn khắc ba chữ cổ xưa mơ hồ, mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt học thức cao cũng không cách nào nhận ra ba chữ này. Nhưng mà Phong Phi Vân lại nhận ra ba chữ này, hắn nhìn thấy văn tự trên sư am tàng kinh điển quy giáp rồi, quả thật giống như đúc. Lưỡng Nhân Thôn. Lúc Phong Phi Vân đọc ra cái tên này,
làn da toàn thân run lên, giống như bị điện giật. Phong Phi Vân tìm ghi chép lưỡng nhân thôn trên Mai Rùa, vốn hắn đã bỏ tìm kiếm, cảm thấy truyền thuyết Tần Hà nữ thần là do người ta bịa đặt vào 1 vạn năm trước mà thôi, nhưng mà hiện tại không nghĩ tới lại ở nơi này tìm được lưỡng nhân thôn trong truyền thuyết. Lúc Đông Phương Kính Nguyệt nghe được 3 chữ lưỡng nhân thôn, nàng vô cùng khiếp sợ, nói. Hình như ta nghe qua lưỡng nhân thôn ở nơi nào đó rồi. Ở nơi nào? Phong Phi Vân vội vàng nói ra. Đông Phương Kính Nguyệt suy tư thật lâu, chợt trong lòng chấn động, nói. Ta nhớ rồi, là khi ta còn bé trong tổ phòng từng gặp qua một bức họa này có tên gọi là lưỡng nhân thôn. Sau khi nghe được tin tức này, tâm thần Phong Phi Vân không cách nào bình tĩnh được, truyền thuyết lưỡng nhân thôn có liên quan tới tượng thần bên bờ sông Tấn, mà tượng thần giống như đúc Thủy Nguyệt Đình, mà Thủy Nguyệt Đình và giống Đông Phương Kính Nguyệt như đúc, trong đó có liên hệ gì? Vốn nếu không tìm được lưỡng nhân thôn, có lẽ Phong Phi Vân hiện tại không kích động như thế, nhưng mà bây giờ tìm được manh mối, hắn đã chứng minh phương hướng của hắn là đúng. Mà quỷ thôn này chính là lưỡng nhân thôn. Lưỡng nhân thôn đã sớm không tồn tại trên thế gian, thất lạc tới thế giới khác, chỉ có thời gian đặc biệt mới xuất hiện bên bờ sông Tấn. Phong Phi Vân hỏi, tổ phòng của các ngươi ở nơi nào? Ngay Long Hồ, nhưng mà, nghe tổ tiên nói qua, tổ phong ban đầu cũng không phải ở Long Hồ, mà là rời qua sau này. Đông Phương Kính Nguyệt cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên không có giữ lại nói cho Phong Phi Vân nghe. Long Hồ, tổ phòng. Phong Phi Vân không ngừng thì thầm lẩm bẩm, xem ra phải đi Long Hồ một chút, có lẽ ở đó tìm được một chút manh mối. Phong Phi Vân lại nói. Ta có một việc hỏi ngươi, bộ dáng ngươi và tượng thần vì sao giống nhau thế, chẳng lẽ người Ngân Câu Phiệt các ngươi cũng không biết? Nghe nói như thế, trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt bắn ra một tia dị sắc, sắc mặt dưới khăn che mặt cũng biến hóa, hơi quay người lại, từ từ nói. Tự nhiên biết rõ, nhưng mà nữ tử trong thiên hạ nhiều như thế, muốn tìm hai người giống như đúc cũng không khó, thần Tấn Vương Triều có nhiều nữ tử tử giống tượng thần khẳng định không ít. Đông Phương tiểu nữ đáng chết còn muốn gạt ta. Phong Phi Vân trực giác nói cho hắn biết, Đông Phương Kính Nguyệt không nói thật. Nàng không nói. Như vậy có bức nàng cũng vô dụng, về sau tìm cơ hội bức nàng nói ra. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, ta mơ hồ cảm giác được khí tức ấn ký mà tên chân nhân lưu lại rồi. Phong Phi Vân mặt không đổi sắc nói ra. Dưới ánh trăng, hai người đi dọc theo con đường nhỏ trên bờ đồng ruộng, tiếp tục đi thẳng, mỗi bước đi đều cẩn thận. Vừa đi đã nửa giờ, Phong Phi Vân rốt cuộc tìm được ấn ký mà tên chân nhân lưu lại, Đông Phương Kính Nguyệt không thấy cái gì. Nhưng mà chỉ có Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng Thiên Nhãn là phát hiện ra một tia dấu vết. Chúng ta đi dọc theo ấn ký mà tên chân nhân lưu lại, cũng không tao ngộ những tai nạn không biết kia, nhưng mà cẩn thận trận pháp tên chân nhân bố trí, nếu không cẩn thận va chạm vào, tu vị chúng ta bây giờ chắc chắn thân tử đạo tiêu. Phong Phi Vân nhắc nhở. Đông Phương Kính Nguyệt nhăn nhăn cái mũi, nói. Ngươi còn quan tâm tới an nguy của ta sao? Ngươi nghĩ nhiều. Là ta sợ sau khi ngươi chết, ta còn phải mang thi thể ngươi về, khi đó mệt mỏi lắm. Ngươi muốn làm gì thế, ta nói đùa mà thôi, ngươi lại muốn ra tay giết người, ta sớm nói ngươi tâm nhãn nhỏ, không nên vui đùa, ngươi còn không tin. Được rồi, ta không nói nữa. Phong Phi Vân chân đạp ấn ký tên chân nhân lưu lại, nhanh chóng đi về phía trước. Đông Phương Kính Nguyệt tức dập gương mặt méo đi, giống như con gà mái xù lông lên. Phong Phi Vân. Chúng ta có nên quay lại hay không, cùng nhau rời khỏi đây. Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không đúng, đây chỉ là con đường đi ngang qua quỷ thôn, chúng ta có khả năng không đi ra ngoài. Cái gì, người có thể đáng tin cậy một chút hay không? Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt hàm răng, muốn nhắc tỷ bà trong tay lên đập đầu Phong Phi Vân. Người gấp cái gì, ta còn chưa nói không ra được. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân không có đấu miệng lưỡi với nàng, hắn cảm thấy nếu chấp nhặt với nàng, quả thật chính là vũ nhục với trí thông minh của mình. Đương nhiên Đông Phương Kính Nguyệt không phải nữ tử dễ tức giận, nàng cũng không có tức giận, tính cách của nàng nhã nhặn lịch sự, lãnh đạm như sương khói, nhưng mà trước mặt Phong Phi Vân, mỗi chuyện hắn làm đều là cho nàng tức giận phát điên lên. Đông Phương Kính Nguyệt biết tên này cố ý làm thế. Phong Phi Vân cố ý, có lẽ còn có thành phần vô ý. Ai bảo Đông Phương Kính Nguyệt lớn lên giống Thủy Nguyệt Đình như vậy, hơn nữa ngay cả khí chất giống nhau như đúc,
Phong Phi Vân không nhìn nàng còn khá tốt, nếu nhìn qua một cái thì tức giận muốn đánh vào đầu của nàng. Đương nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ồ, đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, Đông Phương Kính Nguyệt theo sát sau lưng hắn, thân hình mềm mại dán lên người của hắn, đặc biệt là bộ ngực cao ngất trực tiếp chạm vào lưng Phong Phi Vân, hàn khí từ bộ ngực của nàng lan truyền toàn thân, làm cho nàng không nhúc nhích trong 3 giây ngắn ngủi. Quá đáng giận, thật sự đáng giận mà. Hắn tuyệt đối cố ý làm thế. Đông Phương Kính Nguyệt lần này thật sự tức giận rồi, trong mắt phượng của nàng bắn ra tia lửa, nàng cho rằng Phong Phi Vân cố ý chiếm tiện nghi của nàng nên mới dừng bước lại, để bộ ngực của nàng dán lên lưng hắn, nếu không phải cố ý, vì sao ngực của hắn có hàn khí truyền tới, thân thể của nàng như đông thành khối băng. Đây quả thật giống như Phong Phi Vân cố ý ăn đậu hủ của nàng. Tuy Phong Phi Vân không ngại làm như vậy, nhưng mà lần này hắn thật bị oan uổng, ai bảo lưng của hắn có Diêm Vương Tịch Lương, như vậy chỉ có thể trách Đông Phương Kính Nguyệt không may. Vào lúc Đông Phương Kính Nguyệt không nhịn được nữa, định ra tay với Phong Phi Vân, đột nhiên Phong Phi Vân vươn tay ra kéo cánh tay của nàng, nói. Có phát hiện trọng đại, theo ta đi một. Lúc này không có chút dấu hiệu nào, Đông Phương Kính Nguyệt lại lảo đảo, tay ôm tỷ bà suýt rơi xuống. Dọc theo ấn ký chân nhân lưu lại, đi tới một vách đá, nơi này có một tòa miếu thờ nhỏ, đại khái cao nửa người, bên trong có một chén đèn đo áp em, bên cạnh miếu thờ còn có vài tấm vải đỏ phiêu động trong gió. Đây là một tòa miếu thờ thổ địa. Nhưng mà không phải thổ địa, bên trong thờ phụng một nữ tử, dung mạo như thiên thiên, thanh thuần như ngọc, trên người đeo duy băng bồng bềnh, người ta có cảm giác muốn quỳ bái. Loại cảm giác này so với tế bái các tượng thần trong miếu thờ còn cường đại hơn. Thủy, Nguyệt, Đinh. Hai mắt Phong Phi Vân mở to ra, nắm đấm siết chặt, xương cốt như nứt vỡ ra, giống như tiếng nổ vang vọng. Trên miếu thờ này có khắc chữ cổ vạn năm trước Tấn Hà nữ thần miếu. Trong thôn dưới một thạch bích, một miếu nhỏ xây bằng đá lẻ loi trơ trọi tọa lại ở chỗ này. Dưới miếu nhỏ cũng có ngọn đèn bất diệt. Gió mát thổi qua, thổi ngọn đèn phất phơ. Làm cho thôn xóm cổ tịch này càng thê lương hơn, cũng không biết xảy ra chuyện gì đã làm cho người trong thôn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Tấn Hà nữ thần miếu tọa lạc ở đây. Tìm được lưỡng nhân thôn biến mất vạn năm trước. Hiện tại cũng tìm được Tấn Hà nữ thần miếu. Những thôn dân trong thôn trang trên bờ sông Tấn đời đời tương truyền về truyền thuyết Tấn Hà nữ thần, nhưng mà chưa ai gặp qua lưỡng nhân thôn và Tấn Hà nữ thần miếu, hiện tại bị Phong Phi Vân tìm được. Lần này đã chứng minh suy đoán của Lâm Minh là chính xác. Thủy Nguyệt Đình, người dựa vào cái gì để được người ta gọi là Tấn Hà nữ thần? Người có tư cách gì để được người ta hương khói? Người cút ra đây cho ta. Phong Phi Vân sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng, cự đao đá trắng trong tay bay ra, lọt vào trong tay Phong Phi Vân, trên người sinh ra lực lượng cuồng bạo, hai tay cầm đao, ánh đao bắn ra lôi quang dữ tợn. Một đao chém xuống Tấn Hà nữ thần miếu. Oanh! Tượng nữ thần trong miếu hai mắt bắn ra thần hoa thánh khiết, một đạo thần quang màu trắng trong tượng thần bay ra ngoài, cự đao đá trắng còn chưa va chạm vào miếu thờ đã bị thần mang bắn ra ngoài. Phong Phi Vân giống như chém lên núi thép, hai tay bị lực phản chấn run lên, xương cốt như nứt vỡ ra. Long cong! Hổ khẩu vỡ ra, máu tươi rơi rụng, cự đao đá trắng bay khỏi tay Phong Phi Vân, xoay vài vòng trong không khí, sau đó cắm xuống đất. Phong Phi Vân cũng lui vài bước mới đứng vững thân hình, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào tượng thần trong miếu thờ, hắn nhìn qua dung nhan phong hoa tuyệt đại của nàng, còn có thần khí thánh khiết đoan trang, giống như đang cười nhạo Phong Phi Vân hèn mọn, càng nhìn bộ dáng tượng thần này, lửa giận trong lòng Phong Phi Vân bị kích phát mạnh hơn. Ngươi còn cười, cười đã chưa, tiện nhân, ta sẽ làm ngươi cười không nổi. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, trực tiếp xông lên. Tay không tấc sắt đánh mạnh vào Tấn Hà nữ thần miếu, mỗi nắm đấm của hắn đều mang theo lực lượng ngàn cân, có thể phá núi dỡ đất, mặt đất chấn động không thôi, nhưng mà Tấn Hà nữ thần miếu không có sức mẻ gì, trên người tượng thần bắn ra bạch quang ngăn cản quyền kình Phong Phi Vân đánh xuống. Bạch quang bắn ra từng đạo, cũng không vỡ nát. Phong Phi Vân cho tới bây giờ đều là người lý trí, chỉ có nhìn thấy Thủy Nguyệt Đình thì lý trí hóa thành hư ảo, trong lòng chỉ có hận và hận. Giết giết giết. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn qua bộ dáng Phong Phi Vân bây giờ, trong lòng chua xót không nói nên lời, chỉ có hận một người cực lớn mới biến người ta mất lý trí, trở thành một tên điên, chủ yếu nhất người này lớn lên giống nàng như đúc. Khó trách hắn lần đầu tiên gặp ta thì vung quyền công kích.
Đông Phương Kính Nguyệt không có tiến lên an ủi Phong Phi Vân, nàng sợ sẽ hiệu quả ngược, Phong Phi Vân hiện tại hai mắt đỏ ngầu, có thể sẽ xem nàng thành Thủy Nguyệt Đình. Chỗ tối có đôi mắt run sợ. Lệnh Đông Lai vẫn đi theo sau lưng Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn thấy Tấn Hà nữ thần miếu và tượng nữ thần nhỏ thờ cúng bên trong, nội tâm của hắn run sợ. Tấn Hà nữ thần miếu trong truyền thuyết lại nằm trong quỷ thôn. Tấn Hà nữ thần quả nhiên đẹp như tiên nữ, khí chất trên người thật sự rất giống Đông Phương Kính Nguyệt. Lệnh Đông Lai nội tâm cảm khái, tiếp theo ánh mắt ngưng trọng. Phong Phi Vân này vì sao phát điên lên? Tại sao vô duyên vô cớ công kích Tấn Hà nữ thần miếu, trong miệng còn hô tên một nữ nhân, Thủy Nguyệt Đình, Thủy Nguyệt Đình là ai? Lệnh Đông Lai cũng không có nhìn qua dung mạo Đông Phương Kính Nguyệt, cũng không biết Đông Phương Kính Nguyệt và Tấn Hà nữ thần kia giống như đúc, chỉ cảm giác khí chất hai người rất gần. Phong Phi Vân, không nghĩ tới người còn nhược điểm lớn như vậy. Lệnh Đông Lai lấy mặt nạ bạc ra, mang lên mặt, giống như ngân diện quỷ quái, trong miệng phát ra giọng khàn khàn. Lúc này không giết ngươi, còn chờ tới khi nào? Bá! Lệnh Đông Lai mang mặt nạ bạc xong, bay ra ngoài. Ầm ầm! Phong Phi Vân không ngừng công kích thần miếu, hai đấm không ngừng đấm vào thần miếu, nắm đấm huyết nhục mơ hồ, năm ngón tay có máu tươi chảy ra, nhưng mà lửa giận không giảm chút nào. Chuyện này làm cho hắc y nhân mặt nạ bạc bay tới, trong tay cầm chiến đao chém vào lưng Phong Phi Vân. Người nào? Hai mắt Đông Phương Kính Nguyệt phát lạnh. Ngón tay vỗ nhẹ tỉ bà, một đạo sóng âm dài hơn 10 thước bay ra ngoài, đụng vào chiến đao, ngăn cản người này. Hắc y nhân mang theo mặt nạ bạc bỏ nhìn nàng một cái, bỏ qua nàng, lại ra tay với Phong Phi Vân, lúc này càng hung mãnh, lưỡi đao bắn ra tia lửa, giống như mây lửa chém tới, uy lực kinh người. Lớn mật, động tác Đông Phương Kính Nguyệt linh mẫn, bốn ngón tay bắn sợi tơ ra, ôn nhu và khắc nghiệt. Một khúc gan ruột đoạn. Chân trời xa xăm tìm chi âm. Oanh! Sóng âm hóa thành kiếm tiên mang theo hào quang sắc bén, bay ra ngoài, chém thẳng vào hắc y nhân. Nội tâm hắc y nhân lúc này giật mình, tay niết chiến đao, lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy, hóa thành trận đồ thái cực ngăn cản sóng âm giết người của Đông Phương Kính Nguyệt. Tu vị của người này cường đại, lại sử dụng thuật pháp tinh thuần nhất của đạo gia, tu vị có thể xem như vương giả thế hệ trẻ. Đông Phương Kính Nguyệt áo trắng như tuyết. Duyên dáng đáng yêu, một vầng trăng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, trăng sáng như ngọc chiếu xuống thế gian. Đây tự nhiên không phải là trăng sáng, mà là một cái gương. Hạo Thiên Linh Kính. Ngón tay nhỏ bé của nàng cầm lấy Hạo Thiên Linh Kính, bắn ra mộ đạo thần hoa xé rách thái cực trận đồ, trực tiếp đánh vào người hắc y nhân, trực tiếp đánh hắc y nhân bay ra ngoài, bay vào bầu trời đêm, sau đó biến mất trong mây. Không ngờ tu vị Đông Phương Kính Nguyệt cường đại như thế. Không dưới Phong Phi Vân, trong tu tiên giới rất ít người biết rõ tên của nàng, trên người nàng nhất định có bí mật lớn. Lệnh Đông Lai gỡ mặt nạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua Đông Phương Kính Nguyệt, lui vào trong phòng xá. Hắn sợ bạo lộ thân phận, không dám ra tay toàn lực, chỉ có thể thối lui. Đông Phương Kính Nguyệt thu hồi Hạo Thiên Linh Kính, nằm trong lòng bàn tay trắng như ngọc, muốn đuổi giết hắc y nhân kia, đúng lúc này sau lưng có tiếng vang thật lớn. Oanh! Phong Phi Vân tế ra thanh đồng cổ thuyền khổng lồ, rốt cuộc đụng bay Tấn Hà nữ thần miếu, đá chung quanh miếu thờ bay tung tóe, ngay cả tượng nữ thần trong miếu thờ cũng đánh nát, hóa thành bột mịn. Vào lúc Tấn Hà nữ thần miếu bị nghiền nát, cả quỷ thôn gió lạnh thổi ra, trên bầu trời có mây đen che khuất ánh trăng, mặt đá biến thành đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Ngọn đèn trong phòng xá của quỷ thôn cũng dập tắt. Chỉ có ngọn đèn trong thần miếu vẫn sáng. Nhưng bởi vì miếu thờ đã nát nên tỏa ra hào quang yếu ớt, giống như một hạt đậu đỏ. Phong Phi Vân thu hồi thanh đồng cổ thuyền, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, lý trí từ từ thanh tỉnh lại, nói. Còn không cách nào qua cửa của bản thân mình, nhìn thấy Thủy Nguyệt Đình thì không cách nào khống chế được lý trí bản thân. Thần tượng to lớn trên bờ sông Tấn tuy lớn lên rất giống Thủy Nguyệt Đình, nhưng dù sao cũng là tảng đá thô ráp, mà không phải tượng thần trong thần miếu. Quả thực là rất giống, ngay cả quần áo và trang sức cũng không khác gì Thủy Nguyệt Đình. Đông Phương Kính Nguyệt đi tới sau lưng Phong Phi Vân, trong mắt ân cần, nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, nói. Ngươi chết chưa? Ngươi chưa chết thì ta làm sao chết được? Phong Phi Vân chậm rãi chống đỡ thân thể đứng lên, nhặt cự đao đá trắng trong bùn đất ra. Đông Phương Kính Nguyệt cười mỉa mai, nói. Ngươi hận ta như vậy sao?
nhìn thấy tượng thần giống ta, dĩ nhiên giận như thế. Tiểu nữ, đừng tự tác đạt tình, bổn thiếu gia không có hứng thú với ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Vậy ngươi có hứng thú với Thủy Nguyệt Đình? Đông Phương Kính Nguyệt nói ra. Nghe cái tên này, sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, giọng lạnh lùng. Ngươi tốt nhất sau này không nên nhắc cái tên này trước mặt của ta, bằng không ngươi chết rất khó coi. Đông Phương Kính Nguyệt há bị hắn hù dọa, trong mắt lộ ra nét vui vẻ, nói. Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng có người sợ hãi. Ha ha, ai nói ta sợ nàng ta? Phong Phi Vân cảm thấy buồn cười. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Nếu ngươi không sợ hãi, vì sao ngay cả tên của nàng cũng không dám nghe? Ta. Phong Phi Vân trầm mặc, sau nửa ngày mới nói. Đông Phương tiểu nữ, việc này ngươi tốt nhất không nên quản, bằng không sớm muộn có một ngày ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đông Phương Kính Nguyệt đương nhiên không có nghe lời Phong Phi Vân vào tai, định phản bác hai câu, đột nhiên lúc này nội tâm của nàng rung mạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, cảm nhận được thứ đồ vật kia khổng lồ khiếp người từ trong lòng đất truyền lên. Mau lui lại. Phong Phi Vân trực tiếp nhào qua, đẩy Đông Phương Kính Nguyệt xuống đất, mà đúng lúc này mặt đất bọn họ đứng xuất hiện khe hở, một đạo hào quang màu vàng bắn ra khỏi khe hở. Phàm là đồ vật bị hào quang này chiếu vào, lập tức hóa thành cho tàn. Đạo ánh sáng này bắn lên trời cao, phá vỡ tầng mây đen, như muốn phóng hào quang này vào tinh không. Đông Phương Kính Nguyệt một cước đá bay Phong Phi Vân trên người nàng, sau đó đứng lên, trong mắt đầy kinh hãi. Nhanh chóng nhìn chằm chằm vào hào quang từ lòng đất bắn ra này, giống như có đồ vật gì đó sắp chui ra khỏi đất. Tuy Phong Phi Vân ăn một cước, nhưng mà không có bị thương, hắn đứng lên, Đông Phương tiểu nữ này vẫn như thế, Phong Phi Vân xoa xoa ngực, trên quần áo còn có dấu chân. Oanh! Mặt đất vỡ ra càng ngày càng rộng, hào quang càng ngày càng mạnh, rốt cuộc là vật gì chui ra khỏi đất. Phong Phi Vân hai mắt mở to ra, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Đình đã từng đi qua thôn nhỏ này? Làm cái gì ở đây? Tượng thần của nàng nghiền nát, vật kia phá phong ra ngoài. Phong Phi Vân nghĩ tới tai nạn quỷ dị trong quỷ thôn, người ta biến mất không thấy gì nữa, sau đó bị vùi trong bùn đất, chỉ một phút đã trôi qua mấy chục năm. Có lẽ có liên quan tới thời gian. Đồ vật gì đó bị chôn dưới đất quỷ thôn, có thể làm cho thời gian trong đất trôi nhanh hơn bình thường. Oanh! Một đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi lòng đất. Hào quang bắn thẳng lên cao, cứ lơ lửng trên không trung vạn trượng, tỏa ra hào quang sáng ngời. Đây là ánh trăng khổng lồ. Không, đây là một chiếc ngọc thuyền khổng lồ, tỏa ra hào quang to lớn, giống như ánh trăng chiếu sáng cả không gian. Đêm tối tăm chiếu thành ban ngày. Chiếc thuyền này cho người ta cảm giác áp lực to lớn, giống như ánh trăng năm màu, cơ hồ có thể dung nhập vào tinh không. Nhưng mà cảm giác mênh mông viễn cổ lại trấn nhiếp nhân tâm. Ngọc thuyền này thật sự quá lớn, phỏng chừng dài ngàn dặm, mặc dù đang lơ lửng trên không trung vạn trượng, nó dừng ở nơi đó, có thể thấy được khắc vân thần bí trên thân thuyền, có 18 cột buồm lớn, tiên quang mênh mông như có tiên nhân đang cưỡi. Trong quỷ thôn, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt đều nhìn thấy cảnh này, bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Thiên hạ làm gì có thuyền khổng lồ như thế? Căn bản không ai có thể chế tạo ra thuyền này. Ở đây chỉ sợ chỉ có Phong Phi Vân còn giữ được bình tĩnh, sự xuất hiện của cổ thuyền này, quỷ thôn biến mất và tái hiện chắc chắn có quan hệ với nó, tai nạn trong quỷ thôn nó cũng không thoát liên quan. Đây chỉ sợ là thần bảo độc nhất vô nhị, nếu như có thể đạt được nó, có thể thiên hạ vô địch. Một bá chủ trẻ tuổi hưng phấn phát run lên, trực tiếp bay lên trời, bay qua phía cổ thuyền, nhưng mà hắn vừa mới bay lê trong không trung, hắn nhanh chóng già yếu, biến thành lão nhân sắp xuống mộ. Thời gian sói mòn thật nhanh. Lại có bá chủ trẻ tuổi sợ hãi, muốn lui ra phía sau nhưng đáng tiếc đã châm. 3. Một đống xương cốt và da thịt rơi xuống giữa không trung. Nhanh dùng tử phủ linh khí thủ hộ thân thể, ngọc thuyền đang thôn phệ sinh mệnh lực cẩu chúng ta. Phong Phi Vân biến sắc, vội vàng điều động linh khí toàn thân, bao phủ bản thân. Cho dù là đứng trên mặt đất, ngọc thuyền này cách nhau quá xa, tốc độ vẫn nhanh gấp 3 lần bình thường. Sau khi sử dụng linh khí bao phủ thân thể, thời gian xó mòn hạ thấp còn gấp 2 lần. Đám thiên tài khác cảm nhận được lực lượng đòi mạng, vội vàng thả linh khí bao phủ toàn thân. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt tỏa ra dị sắc, cổ thuyền này có vài phần tương tự thanh đồng linh thuyền mà Phong Phi Vân sử dụng, trong đó bao nhiêu cũng có liên hệ,
Phong Phi Vân, chiếc thuyền này là thứ gì? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Ô, vì sao mi tâm của ngươi có ánh sáng bắn ra? Phong Phi Vân lơ đãng nhìn thấy điểm lạ của Đông Phương Kính Nguyệt, vừa hay nhìn thấy mi tâm của nàng, một cột sáng bắn ra ngoài, hô ứng với cổ thuyền và bản tôn. Phong Phi Vân bị hào quang dịu dàng bao phủ, thậm chí nhìn thấy mi tâm của nàng có tiên biến mênh mông, sóng lớn không dứt, uy nghiêm khôn cùng. Nàng quả nhiên cất giấu bí mật. Phong Phi Vân khẽ động, trong mi tâm của người thường chính là một biển cả ẩn giấu. Tiên quang thiếp vân ha, ép khí hải tàng sóng cả. Thân thể Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi bay lên, bay thẳng vào không trung, mi tâm bắn xuyên qua cổ thuyền này. Oanh! Cổ thuyền khổng lồ run rẩy kịch liệt, 18 cột buồm như trụ chống trời, dẫn động Phật tính, không ngờ có thể thu nhỏ cổ thuyền mấy ngàn dặm lại, hóa thành một con thoi màu trắng, trực tiếp bắn vào mi tâm Đông Phương Thủy Nguyệt. Soạt! Vầng sáng trên mi tâm của nàng thu nhỏ lại, thân thể rơi xuống, lộ ra dáng vẻ băng cơ ngọc cốt, giống như một tiên hoa đáp xuống, xinh đẹp tới cực điểm. Giờ phút này trời còn chưa sáng, nhưng mà quỷ thôn đã biến mất, những thôn xá cũng biến mất vô tung, lại xuất hiện bên bờ sông Tấn, vẫn là bãi cỏ lau lúc trước. Chung quanh đầy khí tức âm trầm khủng bố cũng biến mất theo, bên tai có thể nghe được tiếng sóng nước sông Tấn vỗ bờ, còn có thể ngửi được mùi cá trên sông. Tất cả đối với mọi người mà nói, nguy cơ quỷ thôn đã hóa giải, quỷ thôn không biết có hiện ra trên đời nữa hay không, hoặc là nói nó dùng hình thái khác tồn tại trên thế gian này. Tối nay rất nhiều thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi chết đi, người tu vị cường đại chân chính đều còn sống, không có bị tai nạn giết chết. Quỷ thôn biến mất, rất nhiều người có cảm giác sống sót sau tai nạn. Trời ơi, bạch ngọc cổ thuyền lại bay vào trong cơ thể của nàng, đây là mảnh tiên linh khí kinh thiên động địa a. Có người kinh hô thành tiếng, trực tiếp bay tới. Rất nhiều thiên tài tuấn kiệt nơi đây từng gặp qua thần dị của bạch ngọc cổ thuyền, biết rõ đây là vô thượng thần khí, cũng muốn chiếm làm của riêng, lúc trước bọn họ sợ hãi lực lượng đáng sợ của quỷ thôn, tuy nhiên hiện giờ sinh long hoạt hổ lao về phía Đông Phương Kính Nguyệt. Thần bảo thiên binh như thế, người có đức nên được, Đông Phương Kính Nguyệt, mau giao bạch ngọc cổ thuyền ra đây, nó thuộc về tất cả chúng ta. Một tên vương giả trẻ tuổi trầm giọng quát, hắn tế bổn mạng linh khí ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù Ngân Câu Phiệt là bốn đại môn phiệt trong thiên hạ, nhưng mà có rất nhiều thế lực có thể so sánh với nó, có thể bình khởi bình tọa với Ngân Câu Phiệt mà không ý kỵ. Huống chi một kiện thần bảo thiên binh xuất thế trước mặt, ai không động tâm, chỉ cần có thể chiếm làm của riêng, đệ tử Ngân Câu Phiệt cũng giết. Không chỉ có tên vương giả mặc hắc bào này đứng ra, ngay cả Bắc Minh Phá Thiên cũng động tâm, nhưng mà hắn rụt rè hơn nhiều, không tùy tiện ra tay. Lúc này một đạo ma khí cuồn cuộn giáng xuống, một tòa ma thành hiện ra trên đầu Đông Phương Kính Thủy, mang theo khí tượng cửu ngũ chí tôn, trên lưng mặc áo choàng màu đỏ, giống như đại kỳ tung bay, đánh xuống một trường. Choàng! Đông Phương Kính Thủy một trường đánh thẳng vào tên vương giả trẻ tuổi mặc hắc bào kia, nửa người của tên này lún xuống đất, ma khí cuồn cuộn như thủy triều, trực tiếp chấn áp hắn toàn thân đổ máu. Ai dám động tới một sợi tóc của muội muội ta, kẻ đó phải chết. Đông Phương Kính Thủy hai mắt đen kịt, giống như mãnh hổ gào thét, tất cả thiên tài tuấn kiệt nơi đây bị bước lui ra phía sau. Oanh! Ma thành trên đỉnh đầu của hắn trực tiếp đánh một vương giả trẻ tuổi thành bãi bùn máu. Một vương giả trẻ tuổi đã vẫn lạc như thế. Chấn nhiếp kinh người. Lực lượng quá cường hãn. Đông Phương Kính Thủy, người biết người giết ai không? Đây chính là vương giả trẻ tuổi của Tấn Long Thủy Cung đấy. Một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh nói ra. Tử khí trên thân khởi động, vừa nhìn đã biết hắn là đệ tử đạo môn kiệt xuất. Phốc! Đông Phương Kính Thủy tát một cái, đầu của tên đệ tử đạo môn này bay lên cao, máu tươi trên cổ phun cao ba thước, rơi vào giáp da của Đông Phương Kính Thủy, ma khí trên người của hắn càng đậm đặc. Ta quản hắn là ai, mẹ nó, hôm nay ai làm sằng làm bậy, ta dám giết tất cả mọi người ở đây. Đông Phương Kính Thủy đứng ở nơi đó, áo choàng trên lưng đỏ tươi phập phồng. Không ngừng rung động trong gió. Toàn trường yên tĩnh lại, không kẻ nào dám tiến lên một bước. Đông Phương Kính Thủy chính là sát thần, là tu sĩ ma đạo song tu, từ nhỏ tới lớn giết người đủ xếp thành núi. Ngay cả đệ tử kiệt xuất của Tấn Long Thủy Cung và đạo môn cũng giết không tha, ai dám trêu chọc hắn chứ? Lại nói, thực lực Ngân Câu Phiệt vô cùng đáng sợ, căn bản không cần sợ kẻ nào cả, cho dù là hoàng tộc thần Tấn Vương Triều cũng phải kiêng kỵ ba phần.
ở đây người có thực lực chiến một trận với Đông Phương Kính Thủy chính là Bắc Minh Phá Thiên, theo sau hắn còn có một đám thiên tài tuấn kiệt cùng một hệ. Dưới tình huống bình thường, Bắc Minh Phá Thiên tự nhiên không muốn quá phận và trở mặt với Đông Phương Kính Thủy, nhưng mà hôm nay lại khác, Bạch Ngọc Cổ Thuyền trước mặt quá thần dị, đừng nói bọn họ là thiên kiêu trẻ tuổi, cho dù là trước mặt cự phách thế hệ trước cũng đỏ mắt thèm muốn. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn ra thế cục phi diệu hiện tại, vì vậy đi ra một bước, nói. Xem như ta là một người. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Thủy đứng sóng vai với nhau, hai người đứng đó chẳng khác gì hai ngọn núi lớn áp trước mặt mọi người. Thực lực Phong Phi Vân mọi người rõ như ban ngày, ở đây cũng chỉ có Đông Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên có thực lực áp hắn một đầu, có hắn và Đông Phương Kính Thủy ở đây, căn bản không kẻ nào có thể động vào Đông Phương Kính Nguyệt. Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên lạnh lẽo, nói. Chúng ta đi. Đám thiên tài tuấn kiệt cùng hệ với hắn đều chuẩn bị tốt đại chiến một hồi, nghe được Bắc Minh Phá Thiên nói thế, hai mắt nhìn nhau, nhưng mà vẫn đi theo Bắc Minh Phá Thiên. Ngay cả Bắc Minh Phá Thiên cũng đã đi rồi, thiên tài tuấn kiệt khác cũng trốn theo thật nhanh, nơi đây nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Chỉ còn Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Thủy, Đông Phương Kính Nguyệt và Dạ Tiêu Tương bốn người. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi lại có chút tính người đấy. Đông Phương Kính Nguyệt nói móc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười cười, nói. Ngân Câu Phiệt các ngươi là gia tộc có tiền nha, thế Phiệt có tiền nhất thiên hạ, chẳng lẽ không phân chút tiền cứu mạng cho ân nhân sao? Đông Phương Kính Nguyệt hừ lạnh, nói. Ngươi có hảo tâm như vậy sao? Ngươi không biết sau khi đám người Bắc Minh Phá Thiên đối phó chúng ta xong, mục tiêu của hắn chính là ngươi, cho nên ngươi mới giả bộ đứng ra làm người tốt. Đông Phương Kính Nguyệt không hề nhìn Phong Phi Vân. Trên lưng mọc ra bốn cánh chim, nói. Bắc Minh Phá Thiên nếu như muốn tới Long Thần Nhai, hợp lực hai người bọn chúng quả quyết không phải là đối thủ, ca, chúng ta nên đi vi bíp Long Hồ đi. Đông Phương Kính Thủy gật đầu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Phong ngu ngốc, thần vương đã trở lại thần đô, ngươi chỉ cần quay về thần đô, có thần vương che chở cho ngươi, bọn chúng không dám làm thế nào với ngươi cả. Giọng của Đông Phương Kính Nguyệt từ xa vọng về, hoàn toàn biến mất trong gió. Thần đô, đây tự nhiên là đệ nhất hùng quan, đóng quân ngàn vạn, bất cứ kẻ nào muốn dung chuyển thần đô, chắc chắn phải trả cái giá cực đắt mới được. 9 đại quan ải, 72 trọng trấn vây quanh như sao sáng, thủ hộ toàn bộ thần đô, mỗi tòa trọng trấn và quan ải đều có thần vũ quân đóng quân, muốn đi vào thần đô, mặc dù là đi đường thủy cũng phải trải qua hiểm quan, trọng trấn. Cạc cạc. Trên bầu trời có một đám chim nhạn xếp thành mộ hàng bay về hướng nam, mỗi con nhạn lớn đi phu to lớn. Đây là ngày đẹp trời, ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng mà trong không khí có vài phần cảm giác mát lạnh, có câu son phấn rừng lá phong, trong gió rét còn có vài mảnh lá cây như lửa tung bay. Két! Phong Phi Vân mặc nho bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng giống như thư sinh bụng đầy kinh luân, dẫm qua lá rụng, nhìn qua rừng lá phong đỏ tươi, nói. Cuối mùa thu qua, mùa đông sắp đến. Thần đô mùa đông luôn đặc biệt lạnh giá, tuyết rơi xuống, dưới mái hiên có rất nhiều tên ăn mày chết cóng, vừa tới sáng sớm đã có người đi thu nhặt rác rưởi ném lên xe, mang ra khỏi cửa thành, ném vào sông Tấn. Dạ Tiêu Tương thân thể hơi đơn bạc, dáng hình yểu điệu, ăn mặc quần áo màu tím, dẫm lên con đường lá đỏ đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Thần đô cũng có ăn mày sao? Phong Phi Vân tức cười. Cho rằng thần đô chỉ có tu sĩ, thiên đường xa hoa phồn vinh. Chỉ cần là nơi có người thì có ăn mày. Dạ Tiêu Tương buồn bã nói ra, đột nhiên nàng dừng bước lại, đi giữa đám lá đỏ. Phong Phi Vân cũng dừng bước, xoay người lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy trong mắt nàng mang theo hơi nước mê mang, giống như hai hạt bồ đào, nói. Sắp đi vào trọng trấn đầu tiên phía nam của thần đô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi về thần đô. Trở lại Thiên Kim Nhất Tiếu lâu sao? Dạ Tiêu Tương nói. Đúng. Phong Phi Vân trả lời. Dạ Tiêu Tương khẽ cắn bờ môi son, há miệng đàn hương ra, nói. Ta không muốn trở về. Chợt nàng lại nói. Phong Phi Vân à, nếu như ngươi dẫn ta rời khỏi thần đô, đi đâu cũng được, cho dù là chân trời góc biển. Ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nàng cũng không biết lấy ra bao nhiêu dũng khí nói ra được câu kia. Thời điểm nói ra lời này thì giọng nàng càng lúc càng thấp, đến cuối cùng chính nàng cũng không nghe được. Phong Phi Vân nhất thời sững sờ, tuy nàng hiện tại nói rất huyền chuyển,
nhưng mà chỉ cần không phải thằng ngu đều nghe ra ý trong lời nàng nói. Nhưng mà Phong Phi Vân đúng là không có suy nghĩ phương diện kia với nàng, đối với những yêu nữ tà tông, Phong Phi Vân có lẽ bất kể hậu quả mà sinh ra quan hệ xác thịt với các nàng, thậm chí là mạnh bạo, nhưng mà đối với nữ tử đơn thuần thiện lương như Dạ Tiêu Tương, nếu Phong Phi Vân làm thế với nàng, tuyệt đối không thể đụng vào người nàng. Dạ Tiêu Tương truy cầu là tự do và yêu thương tự chủ, nàng có thể ẩn cư núi rừng, nhảy múa ở bên bờ suối, vào sáng sớm hứng sương sớm pha trà, buổi tối ngồi một mình dưới mái hiên ngắm trăng, thanh thản yên tĩnh truy cầu âm luật của nàng, cầu cuộc sống tự do bình thản mà tự tại. Nhưng mà Phong Phi Vân làm không được. Phong Phi Vân nhất định không thể vượt qua sinh hoạt như thế, rất nhiều người không cho hắn an nhàn vượt qua cả đời, Phong gia lão tổ cũng không cho hắn như nguyện, nữ ma cũng không có khả năng buông tha hắn, trong thiên hạ chỉ sợ người người không cho hắn sinh hoạt an bình. Nếu thật sự có một ngày như thế, Phong Phi Vân làm xong việc nên làm, cũng không còn kẻ nào có thể uy hiếp người thân, bằng hữu, khi đó có lẽ hắn sẽ đáp ứng Dạ Tiêu Tương, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Thật xin lỗi. Phong Phi Vân muốn nói người quá yếu, nhưng mà hắn chưa nói ra lời này thì phát hiện hai mắt nàng đã ướt át. Dạ Tiêu Tương mũi cay cay, không ngừng nghẹn ngào nói. Ta vừa nói như thế, kỳ thật ta. Đều không biết mình nói cái gì, ta nói ra chuyện không thể thực hiện được. Xem như ta chưa nói ra cái gì nhé. Nói xong lời này nàng quay người bỏ chạy, hai mắt mê ly, ánh mắt mơ hồ, giống như bị người ta chà đạp vô tình. Dạ Tiêu Tương, người thật sự quá ngốc, ngốc tới mức kỳ vọng thiên tài đệ nhất thiên hạ buông tha danh lợi, cùng quy ẩn núi rừng với một nữ tử phong trần như ngươi, người thật sự là si tâm vọng tưởng mà, ô ô. Nàng chạy xa, vừa rơi lệ, nước mắt rơi xuống lá rụng phát ra âm thanh đát đát, giống như mưa phùn mùa thu. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, trong lòng đắng chát, ánh mắt nhìn chằm chằm ống tiêu màu tím. Đây là ống tiêu mà Dạ Tiêu Tương yêu nhất, nàng làm sao Thirawil mất, là nàng cố ý ném ở chỗ này. Hy vọng ngươi có thể tìm được sinh hoạt ngươi muốn, tự do, nhã nhặn, yêu thương thuần khiết, sinh hoạt như thế ta không thể cho ngươi. Phong Phi Vân nhặt ống tiêu lên, sau đó thu vào trong ngực, đi về phía thần đô, lá rụng đầy trời ôm lấy bóng lưng cô độc. Rừng lá phong đỏ tươi, còn đỏ hơn cả son phấn. Trong rừng, ở một dòng suối nhỏ, Dạ Tiêu Tương an vị bên dòng suối này, hai chân ngâm trong nước lạnh, hai tay ôm đầu gối, nước mắt như ngọc rơi lả tả, hai mắt của nàng nhìn qua nước suối, giống như nhìn thấy bóng người đáng chết kia. Nếu ngươi đã không thể dẫn ta đi, vì sao lại xâm nhập vào trong tâm hồn của ta, vì cái gì, vì cái gì? Dạ Tiêu Tương cắn răng, muốn cắn phá bờ môi. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Ông ông! Một chiếc xe tinh mỹ ghé qua rừng phong lá đỏ nơi đây, trên bánh xe dính đầy bụi đất, ngay cả tuyết lộc thú kéo xe trong mũi phun ra hai làn khói trắng, hiển nhiên là đã đi đường thật lâu. Nhưng mà chiếc xe này không có người đánh xe, thật giống như tuyết lộc thông linh, bản thân nhận ra đường đi. Chiếc xe này đi về phía na, hiển nhiên là đi về hướng thần đô. Cô nương, từ nơi này tới thần đô còn mấy ngày lộ trình. Trong xe truyền ra âm thanh hấp dẫn tới tận cùng, giọng nói còn thanh thúy hơn cả tiếng sơn ca hót, còn dễ nghe hơn tiếng nước chảy. Dạ Tiêu Tương vẫn ngồi bên bờ suối nhỏ, hai mắt mê ly ướt át, giống như không nghe có người đang hỏi đường. Rèm xe vén lên, rèm xe làm bằng băng tơ tầm và tuyết lụa dệt thành, tinh tế như tuyết, nhưng mà bàn tay vén rèm còn đẹp hơn rèm che cả trăm lần, mềm mại hơn cả ngàn lần. Một nữ tử tuyệt thế mặc áo trắng đi xuống xe. Trên người mang theo hương khí thoang thoảng, cổ tay mang theo thủ trạc mã não màu huyết sắc, cổ thật dài trắng như cổ Thianga. Nàng mang khăn che mặt màu trắng, trên đầu cắm một ngân tinh hồ điệp, son phấn còn đẹp hơn cả rừng lá phong, hình thành nét đẹp đối lập rõ rệt. Cô nương, ta từ Nam Thái Phủ tới đây, tiến vào thần đô có chuyện quan trọng cần làm, kính xin cáo chi đây là nơi nào, nơi đây cách thần đô còn xa không? Nữ tử áo trắng đứng sau lưng Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương hiện tại nghe được có người nói chuyện với mình, vì vậy quay đầu sang, nhìn thấy nữ tử áo trắng, lập tức kinh hô, nói. Đông Phương Kính Nguyệt, không, ngươi không phải Đông Phương Kính Nguyệt, ngươi là. Cô gái sau lưng thật đẹp, hơn nữa còn mặc áo trắng, làm cho Dạ Tiêu Tương nhận lầm người, nhưng mà nhìn kỹ thì phát hiện nữ tử này không phải Đông Phương Kính Nguyệt, tuy các nàng mang mạng che mặt, nhưng mà khí chất khác nhau hoàn toàn, ngay cả ánh mắt của các nàng cũng khác. Là hai nữ tử khác nhau.
Dạ tỷ tỷ. Trong mắt nữ tử áo trắng hiện ra thần sắc vui mừng, tiếp nhào tới ôm lấy Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương nói, ngươi là Hồng Nhan Nhi. Nam Cung Hồng Nhan trong mắt kích động chảy nước mắt, nói. 10 năm trước, Nam Thái Phủ, bên ngoài tuyệt sắc lâu, vào lúc gió tuyết rơi nhiều, tiểu nữ hài sắp chết đói dưới mái hiên. Hồng Nhan Nhi, Nam Cung Hồng Nhan. Dạ Tiêu Tương lau nước mắt trên con mắt đỏ hoe, sắc mặt hiện tại hơi lộ ra vẻ vui mừng, nói. Lúc ta rời khỏi tuyệt sắc lâu thì ngươi vẫn là tiểu cô nương 13 tuổi, không nghĩ tới hiện tại đã cao như thế này, còn đẹp hơn nhiều. Có đẹp hơn cũng không xinh đẹp bằng Dạ tỷ tỷ. Nam Cung Hồng Nhan lần này tới thần đô, mục tiêu quan trọng nhất chính là cứu Dạ Tiêu Tương ra khỏi thần đô, không nghĩ tới ở bên ngoài lại gặp nàng. Nam Cung Hồng Nhan nhìn thấy gương mặt Dạ Tiêu Tương nước mắt chưa khô, ân cần hỏi. Tỷ tỷ làm thế nào chạy ra khỏi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu? Ta! Dạ Tiêu Tương kéo Nam Cung Hồng Nhan tới ngồi bên dòng suối nhỏ, giảng cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây. Đương nhiên nàng không có nói tên Phong Phi Vân, cũng bởi vì nàng không muốn nói tới Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan thông minh cỡ nào, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo vẻ trêu chọc, nói. Nói như vậy tỷ tỷ thích nam tử cứu ngươi, về sau các ngươi phát triển tới mức nào? Trong mắt Dạ Tiêu Tương mang theo vẻ bối rối, mắt hạnh má đào, u oán nói. Hắn là tuấn tài danh chấn thiên hạ, không muốn theo ta rời khỏi thần đô. Cho nên ngươi một mình chạy tới nơi này, một mình khóc ở đây. Sát khí trên người Nam Cung Hồng Nhan tỏa ra, cả rừng phong lá đỏ này sinh ra gió mạnh, cuốn lá phong bay ngập trời, chim chóc trên nhánh cây rơi xuống đất. Giọng của nàng lạnh lùng nói. Lẽ nào lại như vậy, Dạ tỷ tỷ dung mạo tuyệt diễm, có thể vừa ý hắn là phúc 10 đời của hắn rồi, hắn còn bạc tình bạc nghĩa như thế, nói cho ta biết hắn là ai, ta thay ngươi giết kẻ phụ tình này. Dạ Tiêu Tương có ân với nàng, Nam Cung Hồng Nhan làm tất cả lúc trước chính là vì muốn cứu Dạ Tiêu Tương ra khỏi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Dạ Tiêu Tương không chỉ là ân nhân cứu mạng nàng, còn là thân tỷ tỷ tôn kính nhất. Tỷ tỷ của mình bị nam nhân khi dễ, nàng làm muội muội làm sao không báo thù cho nàng chứ? Giết người, Nam Cung Hồng Nhan chưa bao giờ nương tay qua. Không liên quan tới hắn, kỳ thật là ta tình nguyện mà thôi. Dạ Tiêu Tương buồn bã nói ra, không có khóc nữa, ngược lại tươi cười ngọt ngào. Nếu Dạ tỷ tỷ vừa ý hắn, như vậy hắn nhất định là của ngươi, nếu hắn không tuân theo, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không khóc được. Nam Cung Hồng Nhan mắt phượng mang theo sát khí, nàng đã lâu chưa từng muốn giết người như thế. Nàng kéo Dạ Tiêu Tương đi vào trong xe. Hồng Nhan Nhi, ngươi mang ta đi chỗ nào? Dạ Tiêu Tương nói. Thần Đô. Nam Cung Hồng Nhan nói. Ta không đi Thần Đô. Dạ Tiêu Tương nói. Dạ tỷ tỷ, trước mặt nam nhân, dù thế nào cũng không thể trốn tránh, không thu thập hắn một trận, hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ Nam Cung Hồng Nhan ta là dễ khi dễ. Hai mắt Nam Cung Hồng Nhan bắn ra hàn tinh, trực tiếp kéo Dạ Tiêu Tương vào trong xe, tuyết lộc lao nhanh, lao thẳng về hướng thần đô. Bắc Minh Phiệt bố trí tu sĩ ở 9 quan và 72 trọng trấn, căn bản không thấy bóng dáng Phong Phi Vân ở đâu, mà Phong Phi Vân đã tiến vào thần đô. Thần đô thật sự quá lớn, tưởng thành một tầng lại một tầng, đường cái rộng hơn 200 mét, 10 chiếc chiến xa dị thú cũng có thể chạy song song qua, Phong Phi Vân lần đầu tiên nhìn thấy đường cái thần đô. Lần trước là ngồi trong xe, suốt đêm đi từ Phong gia tới biệt phủ ở thần đô, đều không thể dò xét đường đi, huống chi cứ cách 1000 mét còn có tường thành khắc trận pháp, có thể ngăn cản thần thức tu sĩ dò xét. Không hổ là đệ nhất thành cổ thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cũng không vội vàng, dù sao hiện tại đã tới thần đô, Dạ Tiêu Tương cũng rời khỏi, ngược lại cũng nên đi dạo một vòng. Trong thần đô tụ tập tu sĩ tới từ bát đại phủ, cơ hồ mỗi phủ đều có văn hóa đặc biệt. Mà ngay cả dung mạo cũng khác biệt thật lớn, lộ ra nét mới lạ. Vào lúc này Vạn Hương Sầm lại tìm được hắn. Phong Phi Vân kinh ngạc, cười hỏi. Vạn đại mỹ nhân, tại sao biết tới thần đô tìm ta thế? Khi ngươi bước vào thần đô một bước, chỉ ít có hơn 10 thế lực lớn biết ngươi trở về. Vạn Hương Sầm vẫn lãnh diễm và tuyệt sắc, cao ngạo nói. Dạ Tiêu Tương đâu? Trong thần đô này các thế lực lớn bố trí rất nhiều tai mắt. Trải rộng ra mỗi góc, từ 4 đại môn biệt cho tới các thế lực nhỏ khác đều là như thế, muốn tìm một người trong thần đô này cũng quá dễ dàng.
Kỳ thật Phong Phi Vân cũng cố ý như vậy, cho nên mới chọn con đường dễ bị người ta phát hiện đi dạo, hắn không tìm thấy đường trở về, vậy cứ để Vạn Hương Sầm tới tìm hắn, dùng thế lực của Phong gia tại Thần Đô, muốn tìm ra Phong Phi Vân cũng không có việc gì khó cả. Nàng đi rồi. Phong Phi Vân hít sâu một hơi nói ra. Nàng đi được sao, người quá coi thường lực lượng thiên kim nhất tiếu lâu, bọn họ đã bắt giả tiêu tương trở về cũng không cần bao nhiêu khí lực. Phong Phi Vân nói. Ta đã lợi dụng bí pháp che giấu khí thức và thiên cơ trên người nàng, cho dù là trí sư cũng không cách nào suy tính ra hành tung của nàng, nàng đã muốn truy cầu tự do, nên thả nàng rời đi, nàng khác với nữ nhân khác. Thật hoài nghi lời này là do ngươi nói. Vạn Hương Sầm cười mỉa mai. Phong Phi Vân nói. Ngọa Long Sinh thế nào? Hắn còn đang ở ngoài thành tìm kiếm tung tích của ngươi và Dạ Tiêu Tương, ta cũng phát ngọc phù đưa tin cho hắn rồi. Tin tưởng trong hai ngày này hắn sẽ trở về. Trong tay Vạn Hương Sầm có một đoàn linh mạch, ngọc phù hiện ra trong lòng bàn tay, đưa cho Phong Phi Vân. Gia chủ có tin tức truyền cho ngươi. Phong Phi Vân cầm ngọc phù, nắm trong tay, sau đó theo Vạn Hương Sầm chạy về biệt phủ Phong gia. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Hồng Nham và Dạ Tiêu Tương cùng tiến vào Thần Đô trên một chiếc xe xa hoa, tiến về phía Tuyệt Sắc Lâu. Biệt phủ Phong gia. Phong Phi Vân chấp hai tay sau lưng đứng trên đài một tòa lâu 7 tầng, đôi mắt nhìn qua phương xa, nhìn thấy kiến trúc cổ tầng tầng của Thần Đô, có cung điện, có tòa thành, có linh phòng cự thụ, có trang viên lơ lửng trên bầu trời, còn có thác nước chảy xuông từ không trung. Trong tay cầm một ngọc phù, cũng đã xem qua nội dung bên trong. Trong hồ lô Phong Mặc bán thuốc gì, vì sao lại muốn ta dù thế nào cũng phải trở thành người thừa kế thần vương, người thừa kế thần vương A. Đúng lúc này dưới lầu có một thị nữ cung kính quỳ lạy Phong Phi Vân, nói. Thiếu chủ, người thần vương phủ cầu kiến, gặp hay không gặp? Nhanh thật! Phong Mặc đúng là thần cơ diệu toán. Phong Phi Vân chỉnh lại y phục, nói. Là người nào tới? Là thái giám tổng quản thần vương phủ, Quế Công Công. Thị nữ cung kính nói ra. Ta tự mình đi ra tiếp hắn. Phong Phi Vân lăng không bay ra khỏi lầu các, chân đạp vào hư không. Mỗi bước là cách 100 trượng, thị nữ nhìn thấy cảnh này thì sùng bái tới cực điểm, thì ra thiếu chủ cường đại như thế, quả thật CS thể so sánh với đám bá chủ thế hệ trẻ. Quế Công Công là một lão thái giám mập mạp, thân thể hơi thấp, đại khái cao 1m5, mà eo còn thô tới mức áo choàng màu xanh sắp nứt ra. Nhìn thấy Phong Phi Vân đi ra khỏi biệt phủ Phong gia, lão thái giám này nhanh chóng cúi người, hành lễ với Phong Phi Vân, nói. Nô tài thỉnh an tiểu chủ tử. Lần đầu tiên Phong Phi Vân nhìn thấy lão thái giám này đã phát hiện tu vị đối phương cường đại tới cực điểm, ánh mắt nhìn thì đục ngầu, mang theo tinh quang khó bị người ta phát giác ra, tuy không nhìn thấu tu vị của hắn thế nào, nhưng mà trực giác nói cho Phong Phi Vân biết, lão thái giám này ít nhất là nửa bước cự kình, thậm chí còn mạnh hơn. Có thể trở thành thái giám tổng quản thần vương phủ, tuyệt đối không phải thế hệ đơn giản. Tổng quản đại nhân, đừng khách khí như thế. Người cúi đầu như vậy tiểu tử ta làm sao nhận được? Phong Phi Vân nói ra. Nhận được, tiểu chủ tử chính là truyền nhân của thần vương lão nhân gia, lão nô chỉ là nô bộc thần vương phủ, cúi đầu với tiểu chủ tử là đương nhiên. Quế Công Công ngẩng đầu lên, cung kính vãn vãn ống tay áo, nói. Thần vương muốn gặp mặt tiểu chủ tử, thỉnh tiểu chủ tử đi lên Long Liên A. Người bình thường chỉ có thể ngồi xe. Chỉ có quý tộc hậu duệ hoàng tộc mới có thể ngồi liễn. Thần vương phủ nằm trong nội thành Thần Đô, cách hoàng thành một bức tường. Quả thật là nguy nga tráng lệ. Biệt phủ Phong gia cũng nằm trong nội thành, tổng cộng rộng 9 dặm, nhưng vẫn chỉ là một góc của Thần Đô. Khu vực nội thành này phần lớn là vương công quý tộc ở lại, có 12 thiên hầu phủ tọa lạc ở đây, hơn 300 công chúa cũng có phủ đệ ở nơi này, ngay cả thái tế phủ và đông cung phủ của thái tử, là phủ công chúa. Đều ở nơi này. Quế Công Công giải thích với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật đầu, tự nhiên là nhìn ra nơi này bất phàm, ngay cả đường đi cũng rộng hơn các nơi khác, trên đường có tuyết thụ treo đèn cao 2 mét. Những tòa phủ đệ này quả thật to như thành trì, phủ đệ gọn gàng kết nối với tường thành, có thể cưỡi dị thú đi tuần tra. Nơi này phủ đệ nhỏ nhất cũng rộng hơn 1000 mẫu, người hầu và nô lệ cũng mấy trăm, to lớn nhất là thái tế phủ, quả thật là chục vạn mẫu A. Nghe nói hàng năm các nơi trong vương triều đưa tới 3000 thiếu nữ trẻ tuổi vào trong thái tế phủ. Những phủ chủ và quận chúa thậm chí là thành chủ, vì
vì nịnh nọt thái tế phủ, hàng năm tiến cống bảo vật, linh dược, nữ tử nhiều còn hơn cả quốc khố. Phong Phi Vân sớm nghe nói vương công quý tộc thần tấn vương triều xa hoa dẫm đãng tới mức tận cùng, vốn còn không cách nào tưởng tượng, hiện tại nhìn thấy phủ đệ bọn họ ở lại, cũng đã làm cho người ta xem đủ. Phong Phi Vân nhìn qua những cung điện và dòng sông lơ lửng trên bầu trời, trong lòng có suy nghĩ, những vương tôn công tử này nhất định đang ở trên đó nâng cốc ngoan hôn, vừa múa vừa hát. Thần vương phủ lớn thứ hai ở thần đô, chỉ nói tường thành quanh phủ cũng dày hơn 20 mét, cao hơn 180 mét, quả thật là tòa thành trì khổng lồ, bên ngoài còn tu kiến một con sông hộ phủ chiều rộng hơn 30 mét, trong sông có linh yên thoáng hiện, một gốc linh hoa màu trắng nở ra trong sông. Thần vương phủ là nơi lịch đại thần vương ở lại, nguy nga và trang nghiêm, còn chưa có đi vào đã cho người ta cảm giác áp bách khổng lồ, giống như man hoang cự thú đứng trước mặt, làm cho người ta không rét mà run. Cửa phủ có hai chiến sĩ mở ra, phát ra âm thanh sắt thép ma sát với nhau. Không có ai ngăn cản, Long Liễn đi vào trong thần vương phủ, dọc theo con đường đá cẩm thạch tiến về phía trước. Quế công công, người cùng biết thần vương lão nhân gia vì sao gặp ta không? Phong Phi Vân hỏi. Quế công công híp mắt cười cười, nói. Tiểu chủ tử là truyền nhân của thần vương lão nhân gia muốn gặp ngươi, còn cần lý do sao? Phong Phi Vân không nói được. Quế công công thấy sắc mặt Phong Phi Vân không đúng, liền thấp giọng nói. Gần đây có tin tức truyền ra, nói trên người tiểu chủ tử chúng Diêm Vương hủ huyết đã giải, có lẽ thần vương muốn nghiệm chứng việc này, sau đó quyết định mang ai tiến vào thánh địa hoàng tộc. Lời này có ý gì? Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ. Nghe tin trong người tiểu chủ tử chúng Diêm Vương hủ huyết, thần vương nản lòng thoái chi, ở trong hoàng tộc lựa ra ba anh kiệt nổi tiếng với tư cách đề cử kế thừa thần vương, chẳng qua hiện tại tiểu chủ tử quay về, như vậy chuyện này đã khác. Quế công công tươi cười thần bí. Phong Phi Vân vốn không có bao nhiêu suy nghĩ với chuyện kế thừa thần vương, nhưng mà đột nhiên nhận được thư của Phong Mặc, lập tức làm cho hắn không thể không đi thần vương phủ. Rốt cuộc đi tới, trong tẩm cung thần vương ở lại, Phong Phi Vân và Quế Công Công đi xuống xe. Quế Công Công nhìn cung nữ diễm lệ, hỏi. Đi bẩm báo với thần vương một tiếng, nói tiểu chủ tử đã tới. Cung nữ hành lễ với Quế Công Công, sau đó thấp giọng nói. Vừa rồi La Phù công chúa mang tới 9 phần huyền kim tham 5.000 năm cầu kiến thần vương, hiện thần vương đang tiếp kiến nàng. La Phù công chúa. Trong mắt hõm sâu của Quế Công Công hiện ra một tia tinh quang. Phong Phi Vân tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng kinh ngạc, La Phù công chúa không ngờ mang đại lễ tới cầu kiến thần vương, xem ra là hoàng gia thiên nữ dã tâm bừng bừng nhất định có thỉnh cầu. Thần vương phủ không giống thái tế phủ phồn hoa kiêu sa, nơi này mang theo vài phần lạnh lùng và nghiêm túc, trầm trọng mà đại khí. Rất ít nhìn thấy cảnh cung nữ cả đàn cả lũ đi lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến tướng mặc giáp đen, tay cầm trường mâu cưỡi kỳ ngưu đi qua tuần tra, mỗi người đều là chiến tướng tinh anh thiết huyết. Ầm ầm. Lúc này một con ác thú diện mục dữ tợn kéo bát bộ Long Liễn đi ra. Bốn con ác thú này đều là dị thú tu luyện 700 năm, lực có thể đánh nát núi, bát bộ Long Liễn càng đẹp và quý giá tới cực điểm, đây chính là linh khí chân quý của hoàng gia. Nếu nhìn thấy bát bộ Long Liễn thì biết rõ người ngồi bên trong nhất định là La Phù công chúa. Bát bộ Long Liễn cao quý đại khí, đằng sau còn có một đám thái giám cung nữ đi theo, toàn bộ thu tay vào tay áo, thân người cong lại theo sát phía sau, chừng 300 người. Đằng sau bát bộ Long Liễn còn có một chiếc liễn khác, còn nhỏ hơn bát bộ Long Liễn 3-4 lần, cung nữ thái giám đi sau rất nhiều. Có thể cưỡi liễn nhất định là vương tử hoặc công chúa. Ngừng! Giọng của La Phù công chúa vang lên, bát bộ Long Liễn dừng lại. Phong Phi Vân và Quế Công Công đứng bên cạnh, đám tôi tớ của chiếc liễn đằng sau cũng dừng lại. Phong Phi Vân đứng ở trên đường, linh khí trong đan điền bốc lên, đã bị khí tức của La Phù công chúa liên hệ. Vũ hóa đài lơ lửng trong tử phủ nội cung tỏa ra hào quang sáng ngời, trên vũ hóa đài còn có một bóng dáng linh hồn giống La Phù công chúa như đúc, lúc này đứng lên, giống như muốn lao qua. La Phù công chúa từng lưu tên trên thánh bia, cũng mang một đám linh hồn giao cho thánh bia, mà thánh bia chính là vũ hóa đài. Hiện tại vũ hóa đài cảm nhận được khí tức trên người La Phù công chúa, một đạo linh hồn bị kích hoạt, không ngừng chìm nổi trên vũ hóa đài. Phong Phi Vân nhanh chóng ngăn chặn vũ hóa đài, ngay cả đan điền cũng tạm thời đóng lại, không muốn bị La Phù công chúa phát hiện mánh khóe vào lúc này.
Bát bộ long liên đậu ở đó thật lâu, La Phù công chúa nói. Phong Phi Vân, không nghĩ tới người còn có thể đi tới thần đô. Quế công công khom người với La Phù công chúa, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn đứng thẳng, cười nói. Công chúa điện hạ, có việc gì không? Không có việc gì. La Phù công chúa không mang theo chút tình cảm chấn động nào, bát bộ long liễn lại đi ra khỏi thần vương phủ. Trong mắt Phong Phi Vân nghiền ngẫm, La Phù công chúa nữ nhân này tâm cơ và lòng dạ quá sâu, nhiều khi không thể đoán được nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì. Công chúa điện hạ xếp thứ nhất trên thiên tài sử thi bảng, Phong Phi Vân xếp thứ ba trên thiên tài sử thi bảng, đây là thần toán thư sinh biên soạn, hiển nhiên tu vị nữ nhân này rất mạnh, Phong Phi Vân muốn đánh bại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi chính là yêu ma chi tử. Chiếc liễn đằng sau có giọng nam tử truyền tới. Quế công công âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Vị này chính là thập bát hoàng tử, là vương giả trẻ tuổi trong hoàng tộc, cũng là một trong ba người thần vương đề cử. Phong Phi Vân gật đầu, hoàng tộc chính là hoàng tộc, huyết mạch là hạnh nhất, cũng là nơi bồi dưỡng tốt nhất, có được rất nhiều tài nguyên, cho nên thế hệ trẻ không ngừng xuất hiện thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Có đôi khi sinh ra tốt, tu hành cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thử nghĩ một chút, đệ tử sinh ra trong gia tộc tu tiên, thời kỳ thai nhi cũng đã được linh dược bồi dưỡng, thậm chí có cao thủ tu tiên quán thâu linh khí, vừa ra đời đã có tu vị vượt qua người bình thường. Huống hồ những gia tộc tu tiên và tiên môn kia, phụ thân chính là cao thủ tu tiên, mẫu thân cũng có thể là cường giả tu tiên, huyết mạch của bọn họ vốn cường đại, hài tử ra đời tự nhiên cũng có thiên phú hơn xa người thường. Mà thế lực lớn như hoàng tộc cường giả như mây, hậu đại ra đời phần lớn không có tư chất quá kém. Đây cũng là vì sao cường giả tu luyện chính thức, đa số tới từ thế gia tu tiên. Hơn nữa nữ tử tu vị cường đại cũng không quá xấu. Dù sao tu vị các nàng trở nên cường đại, phần lớn đều có gia đình ưu việt, mà nam nhân cường đại tự nhiên không có khả năng lấy nữ tử xấu, có được gen tốt như thế, sinh ra con gái tự nhiên không có khả năng xấu rồi. Loại chuyện này càng không xuất hiện trong gia tộc tu tiên, nữ tử càng xinh đẹp càng phải gả vào gia tộc tu tiên cường đại. Cho nên tu tiên giới lựa chọn phối ngẫu là một chuyện cực kỳ trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sau. Cho dù đối phương là thập bát hoàng tử, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không hành lễ, nói. Chính là tại hạ. Thập bát hoàng tử trong các hoàng tử cũng là cường giả, tại thần đô là nhân vật phong vân, hôm nay trở thành người đề cử thần vương, giá trị con người tăng gấp đôi, trừ thần đô mấy tên thiên kiêu kinh động thiên hạ, có ai dám không đặt hắn vào mắt. Quả nhiên không hổ truyền nhân thần vương, đúng là có vài phần ngông nghênh. Giọng thập bát hoàng tử lạnh lẽo. Một đạo chấn động vô hình từ trong liễn truyền ra. Không khí sinh ra chấn động, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy, nhưng mà Phong Phi Vân có Phượng Hoàng Thiên Nhãn, tự nhiên nhìn rõ đạo kiếm chỉ này. Lăng Ba Kiếm Quang. Đây là tuyệt học của hoàng tộc, thế hệ trẻ của hoàng tộc cũng chỉ có thập bát hoàng tử học được môn này. Quế công công khẽ nhíu mày, lo lắng cho Phong Phi Vân, dù sao Lăng Ba Kiếm Quang quỷ dị khó lường, rất ít người có thể nhìn thấy hình dáng và quỹ tích của nó, tuy tu vị tiểu chủ tử không tầm thường, nhưng mà dù sao tuổi quá nhỏ. Đúng lúc này Phong Phi Vân ra tay. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, hơi nước giữa thiên địa trực tiếp đánh bại Lăng Ba Kiếm Quang, càng phản công trở về, yên lặng trùng kích Long Liễn. Oanh! Thập bát hoàng tử ngăn cản một chỉ này, tuy nhiên Long Liễn cũng phải lắc lư vài cái. Yêu ma chi tử danh bất hư truyền, chúng ta gặp lại trong thánh địa hoàng tộc. Thập bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Phong Phi Vân tươi cười, cũng không quan tâm tới hắn. Liền theo Quế công công đi vào trong. Thần vương vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, mặc dù đầu là tóc bạc nhưng mà uy nghiêm của hắn không giảm. Trên người của ngươi huyết khí hùng hậu, giao thủ với thập bát càng chiếm thượng phong, xem ra đã đột phá thiên mệnh nhị trọng. Thần vương Nawisra. Thần vương phủ, căn bản không có chuyện gì giấu giếm được thần vương. Phong Phi Vân vô cùng kính trọng thần vương, nói. Mới đột phá vài ngày trước. Cảnh giới không suy yếu, còn có tăng trưởng, điều này hiển nhiên là đã hóa giải Diêm Vương hủ huyết. Thần Vương cũng không đi hỏi thăm Phong Phi Vân làm sao hóa giải Diêm Vương hủ huyết, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, quản nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đối với người cảnh giới như hắn, truy cầu là kết quả, mà không phải quá trình. Thần Vương ống tay lóe lên, một chai bay ra ngoài, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, nói.
Đây là La Phù tặng cửu huyền kim tham 5.000 năm, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, thần Tấn Vương Triều không thể tìm ra gốc thứ hai. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được tính mạng tinh hoa trong cửu huyền kim tham, mặc dù chứa trong chai màu vàng này cũng không thể lấn át tinh khí của nó được. Công chúa Điện Hạ thật hiếu thuận. Phong Phi Vân nói. Khóe mắt thần vương nhảy lên, tiếp tục nói. Đó là bởi vì nàng sắp gặp đại phiền toái, cho nên tới tìm ra. Là chuyện lựa chọn phò mã a. Phong Phi Vân nói ra. Thần vương gật đầu, nói. Tin tưởng ngươi cũng nghe được trong thần đô công chúa tranh giành với thái tử. Có nghe thấy. Phong Phi Vân nói ra. Trong thần Tấn Vương Triều, chỉ cần là người có tài hoa kiệt xuất, cho dù là nam hay nữ đều có thể làm đế vương. Phong Phi Vân chờ mong, nói. Chẳng lẽ công chúa Điện Hạ không muốn lập gia đình? Nàng đương nhiên là không muốn, nhưng mà chuyện này không phải do nàng. Thần vương nói. Phong Phi Vân nói. Cho nên nàng cầu thần vương bảo Tấn Đế hủy ý chỉ kia. Thần vương lắc đầu, nói. Ý chỉ Tấn Đế ai cũng không thể thay đổi, càng không có khả năng sửa đổi, nàng cầu ta kéo dài thời gian lựa chọn phò mã. Thời gian lựa chọn phò mã không phải đã định ra vào ngày lập đông tháng sau sao? Nếu Tấn Đế đã hạ chỉ, tự nhiên không có khả năng lùi lại. Phong Phi Vân nói ra. Thần vương lắc đầu, nói. Nếu trong hoàng tộc có xảy ra chuyện lớn, như vậy chuyện lựa chọn phò mã phải lùi lại. Chuyện quan trọng hơn. Phong Phi Vân nói. Nói thí dụ như lựa chọn người thừa kế thần vương. Hai mắt thần vương như tỏa kim quang, nghiêm túc nói. Chọn lựa thần vương liên quan tới sự ổn định thiên thu của vương triều, lựa chọn phò mã đương nhiên phải lùi lại. Phong Phi Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thập bát hoàng tử và La Phù công chúa đi chung với nhau, thì ra là vì chuyện này. Thần vương đã nhận cử huyền kim tham, hiển nhiên đã đáp ứng La Phù công chúa. Thần vương lại nói. Thế hệ trẻ hoàng tộc có không ít nhân kiệt thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà đều không đủ sức tranh giành đại vị thần vương. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc chỉ có mấy người, Thái tử Long Thần Nhai, đây chính là thượng thiên tài sử thi bảng, là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cùng với Đông Phương Kính Thủy, Bắc Minh Phá Thiên Tịnh xưng thần đô tam thanh tú. Chỉ tiếc Long Thần Nhai tranh giành thái tử, tự nhiên không có khả năng tham gia đề cử. Trong hoàng tộc còn có ba nhân vật cấp bậc vương giả, đều là thiên tài nhất đẳng, nhưng mà muốn trở thành người thừa kế thần vương, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Rất hiển nhiên người thần vương xem được, vẫn là Phong Phi Vân. Ý thần vương là? Phong Phi Vân hỏi. Thần vương vung tay áo lên, cửu huyền kim tham bay tới trước mặt Phong Phi Vân, nói. Ngươi vừa mới đột phá thiên mệnh nhị trọng, cảnh giới còn chưa ổn định, đối phó vương giả bình thường đều rất miễn cưỡng, muốn tranh giành với hoàng tộc ba thiên kiêu càng khó khăn. Ăn cửu huyền kim tham vào đi, đủ trèo chống ngươi 50 năm khổ tu. Thần vương làm như thế cũng không phải dùng ngoại nhân đối phó hoàng tộc, mà là hắn không muốn nhìn hoàng tộc sa sút, cho nên mới không thể không nhét Phong Phi Vân vào trận doanh hoàng tộc. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, Phong Phi Vân thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Phong Phi Vân vội vàng cự tuyệt, nói. Cửu huyền kim tham có thể tăng 50 năm tuổi thọ cho thần vương, kỳ bảo bực này ta làm sao dám trả đạp. Thần vương cười nói, tuy thần vương phủ so ra còn kém quốc khố thần Tấn Vương Triều, nhưng mà muốn tìm mấy linh dược gia tăng tuổi thọ còn không phải khó khăn, mặc dù là bảo vật như cửu huyền kim tham cũng không phải không có, bao ngươi nhận thì ngươi nhận đi. Phong Phi Vân lúc này mới cẩn thận thu hồi cái chai màu vàng này lại, sau khi cầm vào trong tay thì cảm thấy lạnh buốt, bên trong tinh khí truyền vào trong làn da của hắn, xương cốt toàn thân không ngừng nổ đùng đùng. Thu cái chai vào trong giới linh thạch. Phong Phi Vân tiếp theo lấy ra hai mảnh lá cây màu đỏ, lá cây chứa trong hộp ngọc, do linh khí phong kín. Đệ tử cũng có món tặng thần vương, hy vọng thần vương dù thế nào cũng phải nhận lấy. Phong Phi Vân nói. Thần vương cười gật đầu, tiểu đệ tử này rất hiểu chuyện, hắn thu hộp ngọc này lại. Thần vương bảo vật gì chưa thấy qua, cho dù Phong Phi Vân tặng kỳ bảo kinh thế, chỉ là hiếu tâm một đệ tử, hắn cũng không nên cự tuyệt, chỉ thu tượng trưng. Nhưng mà khi hắn mở hộp ngọc ra, biểu hiện trên mặt cứng lại, mang theo vẻ khiếp sợ nói. Đây là hóa đạo thụ diệp trong truyền thuyết. Hóa đạo thụ diệp, có thể giúp tu sĩ ngộ đạo, trợ giúp đột phá bình cảnh, phá tan gông cùm tu luyện. Cảnh giới của thần vương hiện tại rất khó đột phá, đã đạt tới cực hạn thiên phú, muốn đột phá cũng chỉ xem kỳ ngộ, hóa
hoặc là chờ chết già. Nhưng mà hóa đạo thụ diệp thì khác, có thể giúp hắn tu hành tiến thêm một bước, nếu như có thể đột phá bình cảnh sinh tử, như vậy tuổi thọ của hắn sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Hắn nhìn thấy hóa đạo thụ diệp thì kích động không nói nổi. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Hai mảnh hóa đạo thụ diệp này, đệ tử tìm được trong bí phủ viễn cổ, hiện tại tác dụng với ta không lớn, thần vương cần nó hơn ta. Tất cả mọi người biết thần vương tuổi thọ không nhiều, cho nên mới phải vội vã tìm kiếm người thừa kế thần vương tiếp theo. Thần vương vừa giúp Phong Phi Vân đại ân, hai mảnh hóa đạo thụ diệp này còn không thể trả hết ân tình. Đương nhiên Phong Phi Vân không nói cho thần vương biết, hai mảnh hóa đạo thụ diệp này đạt được trong mộ tổ Phong gia, dù sao đây là bí mật của Phong gia, không thể để cho kẻ nào biết rõ. Thần vương kích động gật đầu, vội vàng thu hồi hai mảnh hóa đạo thụ diệp, trong lòng đã tính toán, một khi sau khi chuyện người thừa kế thần vương xong xuôi, hắn sẽ bế quan tu luyện, luyện hóa hai mảnh hóa đạo thụ diệp này, đại đạo có thể rồi. Đệ tử này thu thật chính xác. Thần vương cảm giác cả cuộc đời của mình làm không ít chuyện hoang đường, chuyện làm chính xác nhất chính là thu Phong Phi Vân làm đồ đệ. Mấy ngày này ta sẽ khải tấu với tấn đế, chuyện lựa chọn người thừa kế thần vương cấp bách, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong bốn người được đề cử các ngươi sẽ tiến vào thánh địa hoàng tộc, tiến hành khảo hạch đề cử thần vương, trong khoảng thời gian này ngươi nên tranh thủ tu luyện, hấp thu cửu huyền kim tham hoàn toàn, tu vị tăng lên rất cao. Thần vương nói ra, Phong Phi Vân cũng có ý định này, hắn sau khi nhìn thấy tu vị của Bắc Minh Phá Thiên và Đông Phương Kính Thủy, liền ý thức được tu vị của mình chưa đủ, có chênh lệch rất lớn với bọn họ. Đột nhiên thần vương gọi Phong Phi Vân lại, nói. Nếu ngươi muốn trở thành thần vương, vậy phải kết hôn với một công chúa, trở thành phò mã nương triều, mấy ngày nay trong nội cung các nương nương kia khẳng định có không ít người tới tìm ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ ứng phó được. Phong Phi Vân hơi sững sờ. Lấy công chúa. Đột nhiên Phong Phi Vân cảm giác tiền đồ u ám, đây tuyệt đối khoác phải chuyện đùa, một khi cưới công chúa, không thể cưới nữ nhân khác. Muốn làm thần vương, hy sinh quá lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phong Phi Vân ngồi long liễn ra khỏi thần vương phủ, trong lòng không thể bình tĩnh được. Thần tấn vương triều có mấy trăm công chúa, các nương nương trong thâm cung càng có ngàn vạn, nếu phải tiếp đãi các nữ nhân này, chắc chắn là chuyện cực kỳ đau đầu. Phong Phi Vân trở lại biệt viện Phong gia, sau đó phân phó lão quản gia, nói. Từ hôm nay trở đi, sau một tháng này, phàm là có người tới nhà bái phỏng, tất cả nói cho bọn họ biết, bổn thiếu gia đang bế quan, không tiếp bất cứ khách nhân nào. Phong Phi Vân đúng là bế quan thật sự, ý định luyện hóa gốc cửu huyền kim tham 5.000 năm này. Dùng cửu huyền kim tham tăng tu vị lên, thật sự là chuyện lãng phí, dù sao nếu như cho tu sĩ sắp hết thọ nguyên phục dụng. Có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, dùng tăng tu vị lên chỉ giảm bớt 50 năm khổ tu. Nhưng mà dùng cửu huyền kim tham tăng tu vị lên cũng là phương pháp nhanh nhất. Đây gọi là có lợi có tệ. Phong Phi Vân cầm cái chai màu vàng ra, bên trong có một gốc kim tham màu vàng giống như hài nhi, dùng ngọc thạch đao cắt một mảnh xuống, trực tiếp ngậm trong miệng, một đạo khí lạnh như băng không ngừng tuôn vào yết hầu Phong Phi Vân, trong thời gian cực ngắn tràn ngập toàn thân của hắn. Phong Phi Vân phải dùng 3 ngày mới có thể luyện hóa toàn bộ mảnh kim tham này, trong người gia tăng 5.000 đạo linh khí tử phủ. Tu luyện ra linh khí tử phủ xem như thiên mệnh nhất trọng. Tu luyện ra 3.000 đạo linh khí tử phủ xem như thiên mệnh nhị trọng. Tu luyện ra 10 vạn đạo tử phủ linh khí mới xem như thiên mệnh tam trọng. Muốn tu luyện tới thiên mệnh tam trọng, cơ hồ phải dựa vào tài nguyên trồng chất lên, nếu như chỉ dựa vào tu sĩ hấp thu linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành linh khí tử phủ. Cho dù tốn hao mấy ngàn năm cũng khó có khả năng tu luyện ra 10 vạn linh khí tử phủ. Thiên mệnh cảnh, mỗi một trọng lực lượng chênh lệch cực lớn, từ số lượng linh khí tử phủ là thấy được. Tuy Phong Phi Vân là thiên tài sử thi siêu cấp, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể chống lại vương giả trẻ tuổi, căn bản không có khả năng vượt qua cảnh giới thêm nữa. Cái gọi là thiên mệnh nhị trọng, chính là tu luyện linh khí tử phủ đạt tới vạn đạo. Lợi dụng cửu huyền kim tham 5.000 năm này. Đây là siêu cấp thiên tài địa bảo, Phong Phi Vân dùng 3 ngày đã tu luyện ra 2.000 đạo linh khí tử phủ, đây đã là khó lường. Cách củng cố thiên mệnh nhị trọng còn khoảng cách thật lớn. Phong Phi Vân lại cắt ra một mảnh kim tham ngậm vào trong miệng, tiếp tục tu luyện. Lúc này Phong Phi Vân tốn 2 ngày đã luyện hóa toàn bộ mảnh kim tham này,
nhưng mà linh khí tử phủ trong người chỉ gia tăng 1.500 đạo. Đạt tới 6.500 đạo tử phủ linh khí. Tu vị càng cao, tốc độ luyện hóa càng nhanh, nhưng mà luyện hóa kim tham như nhau lại càng ít đi. Cái gì cũng có hai mặt. Lúc này Phong Phi Vân lại cắt kim tham một khối lớn, đạt khái gấp hai khối lúc trước. Trong kim tham ẩn chứa thiên địa tinh khí quá tinh thuần, cũng thích hợp cho tu sĩ tinh luyện, hấp thu tinh khí tinh tham dễ dàng như hút hơi nước. Khó trách các gia tộc tu tiên cỡ lớn, đệ tử tuổi còn nhỏ đã tu luyện tới thiên mệnh cảnh, chuyện này có tương quan mật thiết với thiên tài địa bảo. Ví dụ như người khác còn là thai nhi đã gieo linh dẫn. Sau khi sinh ra có thể phục dụng đan dược, đạt tới cảnh giới tiên căn. Thời điểm 5-6 tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện thần cơ. Đạt tới thần cơ đại viên mãn, càng có thể lợi dụng linh thạch và linh dược trực tiếp mở mệnh huyệt, phá tan gông cùm thiên mệnh. Đạt tới thiên mệnh cảnh thì nhu cầu với tài nguyên càng mạnh. Giống như Phong Phi Vân hiện tại, nếu như không có kim tham tương trợ, cho dù hắn thiên tư tuyệt đỉnh cũng cần thời gian 3-5 năm mới củng cố được thiên mệnh nhị trọng, muốn đột phá thiên mệnh nhị trọng tới thiên mệnh tam trọng, càng cần thời gian 100 năm mới có thể làm được, đây còn phải là dưới tình huống hắn là thiên tài cấp sử thi. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng đã củng cố cảnh giới thiên mệnh nhị trọng, linh khí tử phủ trong người đạt tới vạn đạo. Tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy chục lần. Cho nên nói trong tu tiên giới, nếu không có tài nguyên, không cách nào trở thành tu tiên giả cường đại. Cho nên dù ngươi là thiên tài cấp sử thi, nếu không có linh thạch, linh dược, linh đan, tương trợ, tốc độ tu luyện vẫn chậm chạp tới cực điểm. Dùng 1/4 kim tham cũng chỉ giúp ta củng cố tu vị hoàn toàn, chiến lực tăng lên gấp 2 lần. Phong Phi Vân không có tiếp tục tu luyện, mang 1/3 kim tham thu vào trong, đi ra ngoài. Phong Phi Vân dò hỏi lão quản gia, nói. Gần đây có người nào tìm ta không? Thần vương phái người đưa tin, nói với thiếu chủ, thời gian tiến vào thánh địa hoàng tộc là vài mồng 1 tháng sau, cũng là năm sau. Minh Tiến thì động đệ nhất thiên tài Ngọa Long Sinh tới tìm thiếu chủ, nghe nói thiếu chủ đang bế quan thì rời đi, hắn bảo lão nô nói cho thiếu chủ, hắn ngủ ở nội thành Cực Lạc Hoa Cung. Trong nội cung cũng có 7-8 thái giám đại nhân lần lượt đưa bái thiếp tới, chính là cận thần của 7 nương nương, thiếu chủ có xem một chút không? Lão quản gia mang một chồng bái thiếp ra ngoài, phía trên có quan ấn hoàng tộc, mang theo linh vân phong kín, chỉ có bản thân người nhận mới mở ra được. Phong Phi Vân khóe miệng nhếch lên, tự nhiên biết rõ suy nghĩ của đám nương nương này, cười nói. Không cần, mang bái thiếp đốt đi. Thế nhưng mà, trong đó có bái thiếp của một thần phi nương nương. Lão quản gia cẩn thận nói ra. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, nói. Là thần phi nương nương nào? Cả thần Tấn Vương Triều chỉ có 4 vị thần phi địa vị cao hơn 18 thiên phầu, không ai dám đắc tội các nàng. Kỷ Linh Xuân, Xuân Phi Nương Nương. Lão quản gia nói. Là nàng. Phong Phi Vân hai mắt ngưng trọng, là nữ nhân Kỷ gia. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo lạnh giá, nói. Đưa bái thiếp nàng qua đây, ta đã sớm muốn gặp một vị thần phi nương nương, mặc khác chuẩn bị cho ta một chiếc xe, gọi người quen thuộc thần đô lái xe. Việc này không nên nói cho vạn tiểu thư nghe, ta muốn ra ngoài một chuyến. Lão quản gia đưa một bái thiếp qua, mang chồng còn lại rời đi, hắn cũng đi chuẩn bị xe. Tu sĩ thần Tấn Vương Triều nếu không đi qua thần đô, tuyệt đối sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đi tới thần đô, nếu không tiến vào nội thành thì chưa tuôn đi qua thần đô. Thần đô giàu có nhất, náo nhiệt nhất, tự nhiên là phải có tới mấy nội thành. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nam tử lái xe tên là Mã Long, thân hình gầy còm, tuổi trên 30, hắn vốn là một nô lệ, đã qua tay 6 chủ nhân. Giá cả mỗi lần bán hắn bình thường đều rất cao, bởi vì hắn có bản lĩnh mà nô lệ khác không có, hắn có thể gặp được là không quên. Có thể nói mỗi phố lớn ngõ nhỏ trong thần đô này hắn đều không quên. Cũng chính bởi vì bổn sự này cho nên hắn sống tốt hơn nô lệ bình thường. Người có thể sinh ra hèn mọn, nhưng mà người phải thành thạo một nghề. Đi Ngân Câu Tổng Phường. Phong Phi Vân nói một câu như thế, vào trong xe nhìn bái thiếp của Xuân Phi Nương Nương. Bái thiếp này nội dung ngắn gọn, dùng mực xạ hương viết 3 chữ xinh đẹp, Nam Thiên Tự. Chữ viết yêu mỹ, thư pháp bao hàm thiên đạo. Thật sự là nữ nhân chữ chữ như vàng. Phong Phi Vân đưa giấy viết bái thiếp lên mũi ngửi, ngửi được hương hoa bạch lam nhàn nhạt truyền ra, thập phần thanh nhã, làm cho người ta sinh ra mê muội.
hoa bạch lam cực kỳ khó tìm, thưa thớt tới cực điểm. Trong truyền thuyết chỉ có cung điện thần linh có 3 gốc hoa bạch lam, dùng cánh hoa bạch lam chế thành hương liệu, có thể giúp nữ tử thanh xuân vĩnh trú. Cũng bởi vì hoa bạch lam chân quý và có công hiệu như thế, khiến cho giá của nó đắt không thua gì linh đan hiếm thấy, vạn kim khó cầu. Phong Phi Vân cười cười, thu hồi phong thư lại. Ngân Câu Phường chính là nơi mua bán, nhưng mà tu kiến chẳng khác gì hoàn cung, từng cung điện, ban công, kiến trúc tinh xảo, đại khí bàng bạc, rất hiếm thấy. Cả thần đô này chỉ có một Ngân Câu Tổng Phường, cho nên càng nguy nga đại khí, không dưới 10 dặm đều là phạm vi của Ngân Câu Phường. Ở nơi này, chỉ cần là đồ vật ngươi nghĩ tới, chắc chắn sẽ mua được. Phàm là khách nhân tiến vào Ngân Câu Phường đều phải tiến hành tiêu phí theo ước định, khi đó sẽ cấp cho lệnh bài tương ứng, khách nhân không cùng đẳng cấp thì phạm vi mua bán cũng khác nhau. Một lão giả hiền lành nói với Phong Phi Vân, dẫn hắn vào một tòa cung điện. Đối với người bình thường mà nói, người có thể tiến vào Ngân Câu Phường tiêu phí đều là thế hệ đại phú đại quý. Tiêu phí trong Ngân Câu Tổng Phường không dùng kim tệ cân nhắc, đà là dùng linh thạch và linh thảo giao dịch. Một miếng nhỏ chân diệu linh thạch giá trị 3 vạn kim tệ. Một khối chân diệu linh thạch đê đẳng nhất có giá 30 vạn kim tệ. Một gốc linh thảo ngàn năm có giá trị 300 vạn kim tệ. Một kiện nhất phẩm linh khí có giá trị 100 triệu kim tệ đến 300 triệu kim tệ, linh khí càng cường đại giá trị càng cao. Khách nhân trong Ngân Câu Phường tự nhiên cũng phân theo tinh cấp, ví dụ như năng lực tiêu phí dưới một khối chân diệu linh thạch, được xưng là nhất tinh. Năng lực tiêu phí 10 khối chân diệu linh thạch, được xưng là nhị tinh. Năng lực tiêu phí 100 khối chân diệu linh thạch được xưng là tam tinh, có thể đạt tới cấp bậc này, tu vị bình thường đều là cự phách, chính là đại lão trong tu tiên giới. Năng lực tiêu phí trên 1.000 khối chân diệu linh thạch, được xưng là tứ tinh, người tiêu thụ cấp bậc này bình thường là trưởng giáo đại hình tiên môn, hoặc là tộc trưởng gia tộc tu tiên cỡ lớn. Năng lực tiêu phí hơn 1 vạn chân diệu linh thạch được xưng là ngũ tinh, nhân vật cấp bậc này càng thưa thớt, cả thần Tấn Vương triều đoán chừng không tới 100 người. Mà đám người tiêu phí trong Ngân Câu Phường đa số vẫn là nhất tinh, nhị tinh làm chủ. Xin hỏi công tử là thân phận gì? Nữ tử trẻ tuổi Thẩm Hạch thân phận lườm Phong Phi Vân, nhìn sau lưng Phong Phi Vân không có nữ bộc tỷ nữ xinh đẹp đi theo, ngữ khí lập tức không nhiệt tình như vậy, lộ ra vẻ lãnh đạm, cường điệu. Năng lực tiêu phí không đạt 3 vạn kim tệ, không có tư cách vào Ngân Câu Phường. 3 vạn kim tệ tương đương con số khổng lồ. Tại bất cứ cổ thành nào của Nam Thái Phủ cũng là thổ tài chủ, nuôi sống 100.000 miệng ăn không có vấn đề. Nhưng mà tại thần đô này, đây là nơi của kẻ có tiền, 3 vạn kim tệ chẳng qua chỉ là tu sĩ trung đẳng, căn bản không cách nào so được với kẻ có tiền chân chính. Phong Phi Vân không có trách nàng, dù sao thần đô này thiếu niên quý tộc đều mang theo một đám hộ vệ và nô bộc xuất hành, Phong Phi Vân hắn mang theo một sa phu đi vào Ngân Câu Phường, bị người ta xem nhẹ là đáng đời hắn. Phong Phi Vân nói, ta tới mua dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân cũng không nói mình tiêu phí 3 vạn kim tê khây, mà là nói rõ ý của mình, là muốn cho đối phương bậc thang đi xuống, không làm đối phương xấu hổ. Dù sao người có thể mua được dị thú chiến hồn đều là kẻ giàu chân chính. Dù sao nữ tử trẻ tuổi có thể làm việc tại Ngân Câu Phường đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuy không biết năng lực tiêu phí cao nhất của Phong Phi Vân là bao nhiêu, nhưng mà khách hàng muốn lăn lộn tới nhất tinh cũng được. Được rồi, ta là nơi xét duyệt thân phận khách hàng, xin lấy đồ vật chứng minh thân phận của ngươi ra đi. Nữ tử Nawisra, Ngân Câu Phường chính là nơi công khai, tự nhiên sẽ không quản người tốt kẻ xấu thế nào, nhưng mà cân nhắc năng lực tiêu phí của một người không có khả năng không bảo đối phương xuất ra đồ vật đáng giá. Nhân vật xét duyệt khách nhân ở Ngân Câu Phường rất thông minh, đều đánh giá khách nhân qua cách ăn mặc, thân phận, tu vị, đại khái có thể đánh giá ra tính cách của khách nhân. Phong Phi Vân sắc mặt cứng đờ, nói. Ta không có vật phẩm chứng minh thân phận, nếu không ta múa một bộ đao pháp cho ngươi xem, được chứ? Trong lòng Phong Phi Vân tức giận, hắn đường đường thiếu chủ Phong gia, không ngờ ngay cả khối lệnh bài chứng minh thân phận cũng không có. Nếu như thần vương lệnh không trả cho thần vương là tốt rồi, có thể dễ dàng cầm ra chứng minh. Nữ tử này nhìn Phong Phi Vân giống như nhìn quái vật, sững sờ nửa ngày sau mới nhận ra kẻ này là người nào. Xem xét là tới từ nơi nhỏ bé, rốt cuộc xem Ngân Câu Phường là nơi nào, là gánh xiếc sao. Nàng gặp qua rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài ở thần đô, tự nhiên cũng có vài phần bổn sự,
kỳ thật cũng chỉ là kẻ xưng vương xưng bá ở nơi nhỏ bé mà thôi, đi tới thần đô ngay cả cái rắm cũng không bằng. Loại người này thiếu nữ mấy ngày nay gặp nhiều, chỉ là không có đáng tin cậy như hôm nay, múa một bộ đao pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai, một bộ đao pháp có thể nhận ra thân phận của ngươi, ngươi thật cho rằng mình là đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều sao. Đương nhiên những lời này nữ tử sẽ không nói ra, hàm dưỡng này nàng vẫn có, nàng đã tha thứ cho Phong Phi Vân liều lĩnh, dù sao cũng tới từ nông thôn. Nàng sững sờ nửa ngày, mới nói. Ngươi, nếu ngươi không có biện pháp chứng minh thân phận, như vậy đi võ tràng khảo thí tu vị đi, chỉ cần tu vị đạt tới cảnh giới nhất định, xem như một loại chứng minh thân phận. Phong Phi Vân thả lỏng một hơi, nói. Võ tràng ở nơi nào, nếu không cô nương dẫn ta đi đi. Ta lần đầu đi tới Ngân Câu Tổng Phường, rất nhiều thứ không hiểu, cô nương chỉ giáo nhiều. Phong Phi Vân thật tâm thỉnh giáo, dù sao hắn thời gian đang gấp, lần này tới Ngân Câu Phường hắn có nhiều việc cần hoàn thành, nếu không có ai dẫn đường, chỉ sợ sẽ lạc đường mất. Thế nhưng mà, ta còn phải xét duyệt khách nhân. Thiếu nữ trẻ tuổi này quả thật sắp điên rồi, làm sao lại có kẻ như thế chứ? Phong Phi Vân nói, nơi này không phải còn có nhân viên xét duyệt sao? Cũng không thiếu mình ngươi, ta có thể trả cho ngươi thù lao phong phú. Mỗi ngày khách nhân tới Ngân Câu Phường quá nhiều, một cung điện này là nơi xét duyệt thân phận của khách nhân, tổng cộng có 50 nhân viên, đều là nữ tử tướng mạo thượng giai, Phong Phi Vân gặp được thiếu nữ này chỉ là một trong số đó. Thiếu nữ trẻ tuổi này thật sự không chịu được hắn, nhưng mà không thể đắc tội khách nhân, cuối cùng đành đáp ứng dẫn Phong Phi Vân đi võ tràng. Phong Phi Vân đi theo sau lưng cô gái này, cười nói. Cô nương tên là gì? Thiếu nữ trẻ tuổi này rất không kiên nhẫn. Có thể làm nữ tử tiếp đãi ở Ngân Câu Phường đều là mỹ nữ vạn chúng chọn một, dù sao cũng chỉ có nữ tử xinh đẹp mới có thể làm nam nhân ngoan ngoãn móc tiền ra nhanh nhất. Thiếu nữ trẻ tuổi này trong mắt mang theo thần thái chán ghét, loại người này nàng gặp quá nhiều, tự cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì có thể câu dẫn nữ nhân vào tay. Quả nhiên tên này hiện tại bắt đầu tới gần, tuy trong lòng thiếu nữ chán ghét Phong Phi Vân. Mặt vẫn không đổi sắc, nói. Ta là San Di. San, Di. Phong Phi Vân niệm một câu, chợt cảm giác không đúng, nghĩ thầm. Nữ nhân này nói rõ đang chiếm tiện nghi của ta a hát, bất kể nàng ta đẹp thế nào, ta tới Ngân Câu Phường là mua dị thú chiến hồn, tu luyện đại thừa vạn thú chiến thể, cũng không phải tới mua nữ nhân. Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể chưa tới đại thừa, muốn trước khi tham gia thánh địa hoàng tộc tìm đủ dị thú chiến hồn. Nhưng cũng chỉ có Ngân Câu Phường mới có năng lực làm được. San Di dẫn thép Phong Phi Vân tới trước sân bãi rộng, nơi này là bên ngoài Ngân Câu Phường, cũng là cung điện khảo thí thân phận. Có rất nhiều tu sĩ tới nơi này, sau khi khảo thí tu vị, nghiệm chứng thân phận, quả thật là nối liền không dứt. Tuy Ngân Câu Phường đi theo con đường cao cấp, nhưng mà lưu lượng khách rất lớn, vẫn có 102 ở thần đô. Làm thế nào? Phong Phi Vân hỏi. Chỉ cần ngươi sử dụng lực lượng cường đại nhất, một kích đánh vào khải thí đài là được. Nhân viên khảo thí nói. Dù sao tu vị đối phương cao thấp thế nào, phải nhìn thấy mới biết rõ. Người có năng lực đi Ngân Câu Phường tiêu phí, tu vị sẽ không quá yếu, trong đó có nhiều tu sĩ thiên mệnh cảnh, những nhân viên kiểm tra này muốn nhìn thấu tu vị đối phương phải nhờ vào khảo thí đài. Huống chi những hậu duệ quý tộc và đại gia tộc đều có bảo vật che giấu tu vị. Cho dù tu vi hắn rất cao cũng chưa chắc nhìn ra được. Phong Phi Vân nhìn qua bệ đá cao 10 mét, giống như một vách đá, nói. Đánh vào đây sao? Vâng. Nhân viên khảo thí nói. Phong Phi Vân lại nói. Ngươi xác định là một kích toàn lực. Khách nhân này khảo thí nhanh một chút, đằng sau có rất nhiều người xếp hàng đấy. Nhân viên khảo thí không kiên nhẫn. Ngay cả khảo thí đài còn chưa nhìn thấy. Thật sự là đồ nhà quê tới từ nơi nhỏ bé, San Di trợn trắng mắt, cảm giác đứng gần với Phong Phi Vân sẽ bị lây một chút quê mùa của hắn. Vậy được rồi. Phong Phi Vân đi lên khảo thí đài, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên một cái, phát hiện mặt ngoài khảo thí đài có hào quang lưu động, ngón tay sờ lên có thể sinh ra rung động, hẳn là một trận vân. Phong Phi Vân cũng muốn kiểm tra thực lực của mình mạnh bao nhiêu, điều động toàn bộ linh khí tử phủ, vận chuyển lên cánh tay. Trong lòng bàn tay có bốn đầu long hổ hiện ra. Bốn hổ chi lực. Hổ ảnh hung mãnh, lực lượng tụ toàn bộ. Oanh! Đánh ra một chưởng này, linh quang trên khảo thí đài sụp đổ, cả khảo thí đài bị đánh thành bột mịn.
Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, quét qua hơn phân nửa võ tràng, may mắn trong nơi này bố trí rất nhiều trận pháp, tầng tầng ngăn cách, bằng không cả võ tràng bị một chưởng này san bằng thành bình địa. Tay của Phong Phi Vân vươn về phía trước, nói. Khảo thí đài này sao dễ nát như thế chứ? Ngân Câu Phường dù thế nào cũng đi lộ tuyến cao cấp, bình thường có rất nhiều cự phách tới nơi này mua sắm tài liệu và linh vật. Phong Phi Vân vốn cho rằng những khảo thí đài này phải thừa nhận được một kích của cự phách, nhưng không ngờ một chưởng của hắn đã đánh nát rồi. Phong Phi Vân không biết người cường đại chính thức trực tiếp báo tên của mình ra, xuất lệnh bài chứng minh thân phận là có thể tiến vào Ngân Câu Phường, cần gì đi trách thí đài cơ chứ? Nhân viên khảo thí và San Di trợn mắt há hốc mồm, cái cằm như rớt ra ngoài, rõ ràng một chưởng đánh nát khảo thí đài, tu vị này ít nhất cũng là nhân vật bá chủ. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng Phong Phi Vân mờ mịt, bọn họ thật sự cho rằng Phong Phi Vân tới phá quán. Động tĩnh lớn như thế đã kinh động cao tầng Ngân Câu Phường. Người phụ trách đi tới võ tràng, đây là lão giả tu vị thiên mệnh nhị trọng, hỏi thăm nơi này xảy ra chuyện gì, lúc này mới thả lỏng một hơi, không phải phá quán là được. Lão giả này cung kính mời Phong Phi Vân tới cung điện xét duyệt thân phận lần nữa, quát lớn với San Di. Ánh mắt của ngươi thế nào vậy? Ngay cả cường giả như công tử này cũng bỏ qua, người đắc tội nổi sao? Nữ tử trẻ tuổi San Di này bị dọa quỳ rạp xuống đất, nàng chỉ là hạ nhân, ở trước mặt đại nhân vật, nàng hèn mọn như cọng rơm cái rác, một khi chọc giận một ít khách nhân thân phận cao quý, thậm chí đầu nàng khó giữ. Phong Phi Vân cười nói, kỳ thật không thể trách San Di cô nương, nàng làm rất tốt, đều là ta không có vật phẩm chứng minh thân phận. Phong Phi Vân từ khi ở chung với Dạ Tiêu Tương thời gian ngắn, bị nàng ảnh hưởng một cách vô hình, lệ khí trên người giảm bớt không ít, ngược lại nhiều ra mấy phần thân mật, cùng với xem trọng tính mạng người bình thường mấy phần. San Di ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tên này tu vị mạnh như thế, không ngờ hiền lành như vậy, ngược lại không tinh slap người xấu, không biết là tuấn tài trẻ tuổi của nhà ai. Tu vị công tử cường đại như thế, nhất định là tuấn tài danh chấn thiên hạ. Không biết công tử xưng hô thế nào. Lão giả mỉm cười nói ra. Phong Phi Vân. Tươi cười trên mặt lão giả cứng lại, trong lòng chấn động mạnh mẽ, nói. Không biết công tử nói chính là Phong Gia. Nam Thái Phủ Phong Gia, Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói rõ. Oanh. Đầu óc lão giả này choáng váng, hắn há mồm có thể nhét vừa quả trứng ngỗng vào, cái này. Cái này, thiếu niên này rõ ràng là yêu ma chi tử trong truyền thuyết. Lão giả này không phải chưa từng gặp qua đại nhân vật, nhưng mà không cách nào ngăn cản chấn động trong lòng, dù sao yêu ma chi tử trong truyền thuyết là danh nhân, một chút ma khí cũng không có. Hơn nữa quá khéo hiểu lòng người. San Di nghe được tên Phong Phi Vân thì có cảm giác quen thuộc, nàng đang nhớ lại đã nghe qua cái tên này ở nơi nào rồi, chợt toàn thân run lên, giống như bị thiên lôi bổ trúng, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, các ngươi làm sao thế? Dù sao lão giả cũng là thiên mệnh nhị trọng, rất nhanh từ trong kiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng mà hắn vẫn không dám tin tưởng thiếu niên trước mặt chính là yêu ma chi tử, vì vậy hỏi lần nữa. Phong công tử thật sự là thiếu chủ Nam Thái Phủ Phong Gia. Nam Thái Phủ Phong Gia hôm nay bài danh thứ 19 trong các thế lực lớn tại Thần Tấn Vương Triều. Cho dù là thiếu chủ Phong Gia hay là yêu ma chi tử, bất cứ thân phận nào cũng không phải hắn có thể đắc tội được. Có cần ta múa bộ đao pháp cho ngươi xem không? Phong Phi Vân đề nghị lần nữa. Không dám, không dám. Lão giả này đã giật mình rồi, nào dám để yêu ma chi tử múa đao pháp cho hắn xem chứ, nếu như chọc giận sát thần này, một đao chém chết hắn tại chỗ cũng có khả năng. Tuy lão giả này không thể xác định Phong Phi Vân thật sự là yêu ma chi tử, nhưng biểu hiện tu vị cường đại đã đủ lão giả này đánh giá tam tinh, giao lệnh bài cho Phong Phi Vân. TAJWC tiếp đi thẳng tới nội phòng của Ngân Câu Phường, mang tin tức này thông chi cường giả chính thức của Ngân Câu Phường. Dù sao thân phận yêu ma chi tử đặc thù, hơn nữa tính cách quái đản, nếu thật sự hắn đi tới Ngân Câu Phường, như vậy tiếp đãi không tốt, sẽ chọc phiền toái lớn. San Di Cà Lâm, nói. Ngươi thật sự là yêu, ma chi tử. Rất nhiều người gọi ta như thế. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Ngân Câu Phường các ngươi có thu linh khí không, ta muốn bán hai kiện linh khí cho các ngươi. Phong Phi Vân muốn mua sắm nhiều dị thú chiến hồn, tự nhiên phải chuẩn bị đủ tài chính trong người, vừa vặn trên người có hai kiện linh khí dư ra.
Một kiện là Đại Phong Kỳ, là lấy từ Kỳ Thương Nguyệt. Một kiện là Đồng Lô Thai, lấy đoạt lấy từ Bắc Minh Hỏa Kích. Linh khí là chân bảo hiếm thấy, cho dù là một ít cự phách cũng chưa hẳn có một kiện, cũng chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất của môn phiệt như Bắc Minh Hỏa Kích mới được khen thưởng một kiện. San Di giật mình, quả nhiên không hổ là yêu ma chi tử, mở miệng quá dọa người, đồ vật như linh khí cũng có thể đóng gói buôn bán. Đóng gói ý nói bán nhiều. Nếu đổi thành người khác, nàng khẳng định cho rằng đối phương đang khoác lác. Linh bảo cấp bậc linh khí đều mang tới phòng đấu giá bán đấu giá, uy lực lớn nhỏ khác nhau, thuộc tính khác nha, linh tính khác nhau sẽ có giá cả khác nhau, bán trong phòng đấu giá là công bằng nhất. San Di nói. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Trong Ngân Câu Phường có phòng đấu giá không? Đương nhiên, bài danh đấu giá tràng của Ngân Câu Phường chính là lớn nhất thần đô, thậm chí lớn nhất cả thần Tấn Vương Triều. Vậy được rồi, trước mang ta đi tới phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá Ngân Câu Phường, nơi này bình thường đấu giá là thiên tài địa bảo hiếm thấy, là nơi thiên tài địa bảo trong thần Tấn Vương Triều hội tụ lại, không chỉ có trẻ tuổi tuấn kiệt tới tham gia, ngay cả nhân vật cự phách, một ít trưởng giáo tiên môn cũng thường xuyên lui tới. Đặc biệt Ngân Câu Phường mỗi tháng có đấu giá hội đỉnh phong một lần, càng là thịnh hội của cả thần đô, các đại nhân vật cao cấp của thần Tấn Vương Triều đều tới tham gia. Rất nhiều thần tài chân quý, thậm chí là thứ cả thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách cũng động tâm. Mà hôm nay chính là ngày đấu giá hội đỉnh phong một tháng một lần. Phong Phi Vân mang hai kiện linh khí giao cho hậu trường đấu giá, ký hiệp nghị đấu giá. Muốn Ngân Câu Phường đấu giá thay, cần trả 1% phí tổn đấu giá. Làm xong loại chuyện này, Phong Phi Vân nhanh chóng đi tới bàn tiệc trong đấu giá hội, cũng nhìn xem đấu giá hội đỉnh phong này có dạng kỳ bảo kinh thế gì, nếu thật sự hắn vừa ý, hắn không ngại mua nó. Mà lúc này có giọng nói quen thuộc xuất hiện. Này, lão đầu, người nghiệm chứng thử xem, nó là thật hay giả, đây tuyệt đối là bút tích thật của Tấn Đề đời thứ nhất lưu lại đấy, không thể nào là giả được, tuyệt đối không có khả năng, ta dùng nhân cách bảo đảm. Giọng nói vội vàng của thiếu niên vang lên. Lão giả nghiệm chứng khác nói. Đây là đồ giỏm một tên đường sư từ 3.000 năm trước trong tu tiên giới làm ra, cũng có thể đưa tới phòng đấu giá Ngân Câu Phường bán đấu giá, nhưng mà giá cả thấp đi rất nhiều. Khốn khiếp, đường sư, hắn chơi ta, thật sự là xui xẻo, dám trộm. Mua một kiện đồ giỏm, bán A, vừa vặn thiếu ra gần đây trong túi quần bách một chút, bán bảo vật tổn truyền 3.000 năm này đi. Cũng có thể tiêu giao vài ngày. Thiếu niên kia nói. Nhưng mà Ngân Câu Phường không ai quan tâm tới hắn, chỉ quan tâm tới tiền. Thiếu gia này mặc đôi giày rơm rách nát, đế giày cũng thủng, đầu đội mũ biên, y phục tàn phá không chịu nổi, tòa thân thủng lỗ, tràn ngập cho bụi, người không biết còn tưởng dân chạy nảy tới thần đô. Dáng vẻ này của hắn không ngờ có thể tiến vào cửa lớn Ngân Câu Phường, đúng là kỳ tích. Thiếu niên lúc trước vốn còn mắng to xui xẻo. Toàn thân của hắn run rẩy, dù sao hắn làm kẻ trộm, bình thường vẫn có chút chột dạ, bị người ta nhận ra thì không có trực tiếp bỏ chạy, xem như tâm trí kiên định rồi. Tần Chữ Suất nhìn thấy Phong Phi Vân, nhanh chóng thở ra một hơi. Hù chết ta, Phong đại thiếu chủ, trên người có tiền không, trước cho ta mượn 800 khối linh thạch, ta cần dùng gấp. Tần Chữ Suất nhiệt tình chạy qua, trực tiếp vươn tay, thập phần không khách khí. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không phải mới trộm bút tích thật của Tần Đế đầu tiên sao, đây là xa xỉ phẩm, còn vay tiền của ta làm gì? Đừng, nói lung tung, cái gì gọi là trộm, đây là tổ truyền của nhà ta. Sắc mặt Tần Chữ Suất không được tự nhiên. Bức tranh này là đường sư vẽ ra, nhưng nó thật ra là Tần Chữ Suất lén đánh cắp ra khỏi thần tọa Thiên Hầu Phủ. Dám đi Thiên Hầu Phủ trộm đồ, đoán chừng cũng chỉ có thể là kẻ cắp mới làm được, mà cũng chỉ có hắn mới trộm được thôi. Được rồi, tổ truyền còn không được sao? Phong Phi Vân cười nói. Đúng rồi, người không phải bị vị hôn thê buộc về nhà sao, vì sao chán nản thành thế này? Tần Chữ Suất hiển nhiên rất mẫn cảm với chữ buộc của Phong Phi Vân, hai mắt ảm đạm nhưng vẫn oai phong lẫm lẫm, nói. Thiên hạ hào kiệt tề tụ thần đô, loại phong vân tế hội này ta làm sao bỏ qua cơ chứ? Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Phong Phi Vân biết, đây là lần thứ hai hắn đảo hôn. Chạy tới thần đô. Ba chuyện trọng đại, có ba chuyện trọng đại. Phong Phi Vân tức cười nói. La Phù công chúa chọn phò mã, đây xem như chuyện trọng đại đầu tiên, không ai không biết.
vì sao phải nói cho ngươi biết? Tần Chữ Xuất lại nói. Ngươi có tiền không? Không có, một chút cũng không có. Phong Phi Vân mang giới linh thạch và bảo vật thiếp thân giấu đi, ngàn vạn không nên để kẻ cắp nhìn thấy, bằng không bị trộm không còn thừa cái gì cả. Tần Chữ Xuất nói. Không có khả năng, ngươi bây giờ đường đường là thiếu chủ Phong gia, dùng ra đại nghiệp đại của Phong gia các ngươi, trên người của ngươi làm sao không có đồng nào. Nói xong duỗi tay vô cùng bẩn vào ngực của Phong Phi Vân. Tuy Phong Phi Vân là thiếu chủ Phong gia, nhưng mà tài vật của hắn đều bị Phong Mặc giao cho Vạn Hương Sầm quản lý. Phong Phi Vân nắm giữ lệnh bài tam tinh, có thể tiến lên đài khách quý Ngân Câu Phường, Tần Chữ Xuất tự nhiên theo chân hắn lên đài khách quý. Phòng đấu giá Ngân Câu Phường vô cùng lớn, giống như một trường giác đấu, có thể dung nạp hơn vạn người. Hôm nay chính là ngày đấu giá hội đỉnh Phong, cả phòng đấu giá Ngân Câu Phường đều không còn chỗ ngồi, kín hết chỗ, đều là con người giá trị hàng tỷ, trong đó tự nhiên không thiếu người thân phận địa vị cực cao. Thương nhân bình thường, trưởng lão gia tộc, vương giả trẻ tuổi, cự phách thế hệ trước, thiên hầu đại công tước, thân ảnh những người này thường xuyên xuất hiện, làm cho người ta càng chờ mong hội đấu giá này. Phòng đấu giá chia làm ghế bình thường, ghế khách quý, ghế chí tôn. Mà khách hàng nhất tinh và nhị tinh chỉ có thể ngồi ở ghế bình thường. Chỉ có khách hàng tam tinh mới có tư cách ngồi ghế khách quý. Về phần các siêu cấp đại lão tứ tinh và ngũ tinh kia, mỗi người dậm chân một cái cả thần tấn vương triều sẽ chấn động theo. Bọn họ ở trong ghế chí tôn nằm trong rạp, đây là giữ bí mật thân phận của bọn họ. Trong phòng đấu giá ghế lô đều có đánh số. Căn cứ thân phận cao thấp, giữ lệnh bài tinh cấp khác nhau, thân phận càng cao, tinh cấp càng cao, tự nhiên cũng xếp ngồi trước. Tuy Phong Phi Vân ngồi ở ghế khách quý, nhưng lại đánh số 323. Ngân Câu Phường tuyệt đối không đánh số loạn, nói rõ đại lão hôm nay tới đặc biệt nhiều. So với Phong Phi Vân là thiếu chủ Phong gia còn tiêu phí mạnh hơn nhiều tới 322 người. Trung ương phòng đấu giá có hình tròn, bàn đấu giá nằm ở vị trí trung ương nhất, mà Phong Phi Vân an vị gập trước ở hàng ghế thứ hai. Tần Chữ Xuất, bộ dáng của ngươi như thế, Ngân Câu Phương thả cho ngươi vào sao? Phong Phi Vân trêu chọc nói ra. Tần Chữ Xuất nghiêm trang nói. Ta leo tường vào. Phong Phi Vân tắt tiếng. Leo tường vào Ngân Câu Phường AH, nhân tài. Ánh mắt Phong Phi Vân co rút lại, nói. Hồ lô trong tay của ngươi là thế nào? Phong Phi Vân hiện tại mới phát hiện trong tay Tần Chữ Xuất nhiều ra cái hồ lô màu xanh nhỏ nhắn lung linh, giống như ngọc bích tạo thành, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Vừa rồi không có, nhưng hiện tại nằm trong tay của hắn. Cái này, đây là ta vừa rồi nhặt trên mặt đất. Tần Chữ Xuất mặt không đổi sắc. Mà đúng lúc này có một âm thanh kêu lên thảm thiết, hét lớn. Hồ lô nhị phẩm nguyên linh đan của ta bị kẻ nào lấy mất rồi. Nghe được tiếng hét này, cơ bắp trên mặt Tần Chữ Xuất nảy một cái, nhanh chóng giấu hồ lô màu xanh vào trong đũng quần, hai cánh tay đè lên. Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh, tên này người nào cũng dám trộm. Tần Chữ Xuất, người vay tiền làm cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Tần Chữ Xuất thấy tên tu sĩ kia không để ý tới mình. Lúc này nói nhỏ. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Phong Phi Vân nghiêm túc đứng lên, nói. Nếu như trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ giúp ngươi. Vậy ngươi trước cho ta mượn 1.000 khối linh thạch đi. Tần Chữ Xuất vươn tay ra, đôi mắt chờ mong nhìn vào Phong Phi Vân. Sao ngươi không giết ta đi, hai kiện linh khí kia bán đi chưa hẳn được 1.000 linh thạch. Phong Phi Vân nhìn hắn, tên này quá sư tử ngoạm rồi. Tần Chữ Xuất khinh bỉ nhìn Phong Phi Vân, nói. Không phải nói ngươi câu dẫn được thiên kim tiểu thư Ngân Câu Phiệt sao? 1.000 linh thạch cũng không lấy ra được, ngươi lừa gạt ai thế? Ngươi nghe ai nói mò? Phong Phi Vân muốn một cước đá bay tên này đi. Thiên toán thư sinh. Tần Chữ Xuất nói. Thiên toán thư sinh cũng tới thần đô. Phong Phi Vân hỏi. Tần Chữ Xuất không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đấu giá hội bên dưới. Đấu giá hội sắp bắt đầu, nhân viên công tác cũng mang bảo vật đưa lên bàn đấu giá, mỗi kiện bảo vật đều có cường giả tu vị cao thủ hộ. Cả phòng đấu giá yên tĩnh. Ánh mắt Tần Chữ Xuất đảo quanh, nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương đấu giá hội, đôi tay bắt đầu trà sát vào nhau, hiển nhiên là chờ mong lấy cái gì đó. Phong Phi Vân lườm hắn, trong lòng thầm nghĩ. Không đúng a hát, ánh mắt tên này làm sao không giống chờ mong bảo vật Naferdot.
rốt cuộc là gì, chẳng lẽ có quan hệ việc hắn vay tiền. Chợt vị trí trung ương đấu giá hội tỏa ra hào quang sáng ngời. Khách quý chủ trì đấu giá hội hôm nay chính là Cực Lạc Hoa Cung Hoa Tiên Tử, Tư Mã Chiêu Tuyết. Không khí cả phòng đấu giá trở nên lạnh giá, trên không trung có từng bông tuyết rơi xuống, một thiếu nữ mặc nhung sa lông vũ màu trắng đáp xuống, làn da còn trắng hơn cả tuyết, mang theo khí chất óng ánh như ngọc. Trên đầu có mái tóc dài màu bạc, từ đỉnh đầu rủ thẳng xuống chân, giống như thác nước màu bạc, bộ ngực sửa đẫy đà đầy đặn, đường cong lung linh. Bộ dáng của nàng chừng 16 tuổi, giống như tinh linh tuyết. Tư Mã Chiêu Tuyết. Hoa Tiên Tử, Tư Mã Chiêu Tuyết. Trong phòng đấu giá không bình tĩnh, rất nhiều người trong phòng đấu giá đứng lên, nhìn qua thiếu nữ kia kêu to, giống như điên dại. Đây là một loại thủ đoạn kinh doanh của Ngân Câu Phường, lợi dụng mỹ nữ làm người chủ trì đấu giá, kích thích những người có tiền tiêu pha càng hoan phí hơn. Tư Mã Chiêu Tuyết chính là tam hoa của thần đô, Cực Lạc Hoa Cung Hoa Tiên Tử, năm nay gần 17 tuổi, tài nghệ song tuyệt, chính là thập tứ mỹ nhân của thần Tấn Vương Triều. Người quen nàng sao? Phong Phi Vân nhìn qua cô gái này một lát, đúng là sắc nước hương trời, đặc biệt là mái tóc dài màu bạc, dáng người thon dài mà nhỏ nhắn, quả thật là một mỹ nữ mềm mại. Tần Chữ Xuất gật đầu, nói. Chúng ta từng có một lần gặp gỡ khó quên, ta đã đáp ứng chuộc thân giúp nàng rồi. Phốc! Phong Phi Vân nhìn Tần Chữ Xuất giống như nhìn quái vật, nói. Người có điên không? Các người mới gặp nhau một lần, người muốn chuộc thân giúp nàng. Ngươi cho rằng Cực Lạc Hoa Cung là nơi nào, muốn chuộc thân cho một nữ tử trong Cực Lạc Hoa Cung quả thật là cái giá điên đảo cả tiên môn, huống chi Tư Mã Chiêu Tuyết chính là hoa tiên tử của Cực Lạc Hoa Cung nữa chứ, cho dù ngươi bán cả bản thân đi còn không đủ mua sợi tóc của nàng. Tần Chữ Xuất cố chấp nói. Ngươi biết cái gì, nàng ưa thích ta, chúng ta vừa gặp đã thương, chỉ cần ta mang đủ 1.000 linh thạch tới, ta có thể chuộc thân cho nàng. Đây là do nàng nói thôi. Phong Phi Vân nói ra. Tần Chữ Xuất gật đầu, đột nhiên thò tay cầm tay Tần Chữ Xuất, nói. Chúng ta xem như bằng hữu, ngươi nhất định phải giúp ta. Ai bằng hữu với ngươi, chớ có chấp nối với ta. Phong Phi Vân nhanh chóng bỏ tay của Tần Chữ Xuất ra, bằng hữu này hắn không dám nhận, tổn thất hơn 1.000 linh thạch đấy. 1.000 linh thạch đối với Phong Phi Vân mà nói, đây là con số trên trời. Phong Phi Vân hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trên đài kia, trong mắt mang theo vài phần lạnh giá, Tư Mã Chiêu Tuyết không hổ là hoa tiên tử, đã có thể làm Tần Chữ Xuất thông minh khôn khéo thế này si mê như vậy, thủ đoạn thật lợi hại. Phong Phi Vân không tin Tần Chữ Xuất mang 1.000 linh thạch tới trước mặt Tư Mã Chiêu Tuyết, Tư Mã Chiêu Tuyết thật sự sẽ đi cùng hắn. Phong Phi Vân nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Tần Chữ Xuất, vì vậy nói. Đừng làm ra bộ dáng không sống không chết như vậy. Ta đáp ứng giúp ngươi. Ha ha, ta biết ngay Phong đại thiếu chủ vô cùng trượng nghĩa, chỉ cần ngươi lấy đủ linh thạch tới, giúp ta chuộc thân Tuyết Nhi, chúng ta kết thành thân đại gia. Tần Chữ Xuất bộ dáng kia quả thật muốn nhào tới hôn lên mặt Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân nói, ngươi chuộc thân cho Tư Mã Chiêu Tuyết, không sợ con cóp cái ở nhà của ngươi hay sao? Thần sắc Tần Chữ Xuất si mê, nói, ta đã sớm thề non hẹn biển với Tuyết Nhi. Một khi chuộc thân cho nàng, chúng ta sẽ đi chân trời xa xăm, thẳng tới sông cạn đá mòn. Phong Phi Vân xoa huyệt thái dương, tuy trong lòng đã có thể khẳng định, Tần Chữ Xuất bị Tư Mã Chiêu Tuyết lừa gạt, nhưng mà hiện tại hắn nói không được, Tần Chữ Xuất bị thần dược mê đảo thần hồn rồi, bất luận kẻ nào nói cũng không nghe lọt. Nữ tử xinh đẹp như Tư Mã Chiêu Tuyết, đừng nói dọn dẹp một Tần Chữ Xuất, cho dù là thái thượng trưởng lão tiên môn, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đùa nghịch một ít thủ đoạn. Có thể làm cho đối phương đầu rơi máu chảy cũng chưa chắc đụng vào đầu ngón tay của nàng. Giờ phút này, đám tu sĩ điên cuồng trong phòng đấu giá có thể nhìn thấy Tư Mã Chiêu Tuyết, nhất định sẽ hạ không ít công phu. Đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu. Kiện bảo vật đầu tiên được mang lên là một cái gương hình chữ nhật. Tư Mã Chiêu Tuyết toàn thân mang theo tiên linh chi quang, mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió, duỗi ngón tay hết sức trắng nhỏ, tao ngã cầm lấy cái gương này, dáng người mê người. Tươi cười ôn nhu, nói. Kiện báu vật đấu giá đầu tiên chính là cán long thạch thụ dài 2 mét, giá khởi điểm 1 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 linh thạch. Long thạch thụ vài ngàn năm trước đã tuyệt chủng, mà đoạn thân cây này đào ra từ trong đáy bùn sông Tấn, càng trấn quý hơn, có lẽ đã là đoạn long thạch thụ độc nhất vô nhị ở thần Tấn Vương Triều.
Tuy không thưa thớt như nhị phẩm linh đan, nhưng mà đoạn long thạch thụ lớn như thế, đủ tạo ra 1.000 viên long tượng đan, giá trị như thế tuyệt đối hơn xa một linh thạch. Hai linh thạch. Tất chữ xuất trực tiếp ra giá, tăng giá long thạch thụ lên gấp đôi. Vốn có người muốn hộ giá, nhưng mà bị cái giá tất chữ xuất kêu lên làm thu tay lại, không dám ra bài ngay. Số 323 ra giá 2 linh thạch, có giá càng cao hơn 2 linh thạch không? Đôi mắt mê người của Tư Mã Chiêu Tuyết ẩn tình, cực kỳ động lòng người, đảo qua người vài tên khách nhân, giống như đang tìm kiếm kẻ nhiều tiền hơn. Ta ra 3 viên linh thạch. Một lục phẩm luyện đan sư hét lên. Lục phẩm luyện đan sư này là luyện đan sư của Ưng Thiên Hầu Phủ, Ưng Thiên Hầu Tiểu Hầu Gia Vương Nhất Vương đang ở bên cạnh luyện đan sư này. Vốn thân cây long thạch thụ này cũng chỉ có giá 3 viên linh thạch mà thôi, hắn trực tiếp ra 3 viên linh thạch, tin tưởng không ai ra giá nữa. Ta ra 4 viên linh thạch. Tất chữ xuất không do dự ném thêm 1 viên linh thạch, tăng lên rất lớn, đã đủ mua nửa tòa thành rồi. Cho dù là kẻ có tiền, tăng giá cũng cẩn thận từng chút, không được liều lĩnh, bằng không sẽ tổn thất thảm trọng. Phong Phi Vân tự nhiên giữ chặt hắn lại, hỏi. Ngươi cũng không phải luyện đan sư. Mua long thạch thụ làm cái gì? Trước mặt Tuyết Nhi, ta không thể yếu thế. Tất chữ xuất nói chắc chắn. Tên này trúng độc thật sâu a, Phong Phi Vân lau mồ hôi trán, nói. Vậy ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như thế? Không phải còn ngươi sao? Tất chữ xuất lại giơ nhãn hiệu lên, hét. 6 viên linh thạch. Phong Phi Vân tắt tiếng. Lục phẩm luyện đan sư và Ưng Thiên Hầu Tiểu Hầu ra sắp phát điên rồi. Một đoạn long thạch thụ vốn có giá 3 viên linh thạch, bọn họ hô 5 viên linh thạch đa hạ quyết tâm thật lớn, không nghĩ tới số 323 lại đứng ra quấy rối. Ưng Thiên Hầu Tiểu Hầu ra cắn môi, lại hô lần nữa. 7 viên linh thạch. Đoạn long thạch thụ này quá trọng yếu với Ưng Thiên Hầu Phủ, nhất định phải mua tới tay. 10 viên linh thạch. Bỗng nhiên tật chữ xuất đứng lên, trực hiếp hô ra cái giá không có khả năng nhất. Ưng Thiên Hầu Tiểu Hầu Gia và lục phẩm luyện đan sư suýt nữa thổ huyết, không hô giá nữa. Nghe cái giá này, Tư Mã Chiêu Tuyết đứng trên đài đấu giá hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là con nhà giàu mới nổi ở đâu. Ánh mắt dễ thương của nàng nhìn chằm chằm vào tất chữ xuất, chậm chậm đảo qua, trong nháy mắt nhìn tất chữ xuất cười cười, hiển nhiên đã quên nhân vật như tất chữ xuất, dù sao mỗi ngày nàng ứng phó nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, sao có thể nhớ rõ một tất chữ xuất chứ? Nhưng mà tất chữ xuất đã gặp qua nụ cười mê người của nàng, mặt mũi như nở hoa. Phong Phi Vân hiện tại thật sự có cảm xúc muốn quay người rời đi. Mỗi lần nam nhân bị nữ nhân lấy mất tâm hồn, quả thật không bằng kẻ đần. Nhưng mà mình năm đó không phải thế sao? Phong Phi Vân quyết định phải cố tất chữ xuất ra khỏi hố lửa. 10 viên linh thạch thành giao. Tư Mã Chiêu Tuyết cười càng mê người. Đấu giá càng cao, nàng rút được phần trăm càng cao. Nàng tự nhiên vui vẻ hơn ai khác. 10 viên linh thạch mua đoạn long thạch thụ này quả lỗ lớn, không biết số 323 là kẻ đần nào. Có người thấp giọng nghị luận. Khẳng định là bị nụ cười mê người của Tư Mã Chiêu Tuyết làm thần hồn điên đảo, 10 viên linh thạch đổi nụ cười mỹ nhân, đúng là phá gia chi tử. Đây là thủ đoạn của Ngân Câu Phường, bằng không kẻ đần nào mắc câu chứ. Phong Phi Vân lườm qua đám cười nhạo kia, trong lòng suy nghĩ. Lại dám cười bằng hữu của ta, dù thế nào cũng khiến các ngươi khóc không thể khóc được. Không bao lâu sau, một thiếu nữ trẻ tuổi bưng một khay ngọc trắng tới, đi lên đài đấu giá, trong khay bạch ngọc có một khối kim loại màu vàng chừng một thước vuông. Đây là bảo vật thứ hai. Khối kim loại màu vàng này giống như đồng thau, nhưng mà bên trong có rất nhiều tơ vàng, trên tơ vàng có ánh sáng kim loại màu vàng lưu động nhàn nhạt, xem qua đã biết giá trị xa xỉ, là tài liệu luyện khí tốt nhất. Tư Mã Chiêu Tuyết cố ý hấp dẫn khẩu vị của mọi người, bắt đầu tuyên bố, nói. Kiện bảo vật thứ hai chính là em toi khối kim ti linh đồng nặng 120 cân, đây là một vị tầm bảo sư từ trong lãnh thổ quốc gia cổ, từ trong một hang động đào ra, trải qua giám bảo sư giám định, đây là khối kim loại hiếm trời sinh địa trường. Một khối sắt thường chế tạo binh khí, chỉ cần gia nhập một ít kim ti linh đồng, có thể trực tiếp tăng lên cấp bậc bảo khí, dùng kim ti linh đồng luyện chế linh khí. Có thể gia tăng xác suất linh khí lột xác thành công. Khối kim ti linh đồng này đập giá 3 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 khối linh thạch. Tư Mã Chiêu Tuyết thả tay lên mâm ngọc, ôn nhu đứng trên đài đấu giá, dáng người như vẽ, cười nói.
đấu giá bắt đầu. Ta ra 6 khối linh thạch. Nàng vừa dứt lời, Tất Chữ Xuất đã giơ bài đấu giá lên, lại tăng giá lên gấp đôi. Đám khách nhân nhất tinh, nhị tinh trong phòng đấu giá lập tức muốn thổ huyết, năng lực tiêu phí của bọn họ vốn thấp, chỉ có thể mua được những bảo vật giá cả thấp này, lại gặp được số 323 hiếm thấy, bất luận bảo vật gì mang ra đấu giá đều tăng lên gấp đôi, đây có cho bọn họ sống không? Nếu không phải số 323 vừa mới mua một đoạn long thạch thụ, bọn họ thật sự cho rằng đây là kẻ ngân câu phường đưa tới gài giá. Cạnh tranh bắt đầu, kim ti linh đồng giá cả còn trên cả long thạch thụ, hơn nữa có thể chế tạo nhiều bảo khí, đối với thế lực tu tiên cỡ lớn mà nói, đây là vô cùng trọng yếu, là tăng thực lực cho tu sĩ trẻ tuổi lên, tự nhiên phải nắm tới tay. 6 viên linh thạch cũng không hù sợ những trưởng giáo tiên môn và gia chủ gia tộc được, rất nhiều người ra giá. Hai mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào kim ti linh đồng, trong đầu sinh ra chấn động vi diệu, loại chấn động này chỉ xuất hiện khi gặp bảo vật tuyệt thế. Chẳng lẽ trong kim ti linh đồng này có bí mật? Tuy linh giác Phong Phi Vân không tính là đỉnh cấp, nhưng mà linh hồn phượng hoàng trong người so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho dù là đại tầm bảo sư cũng chưa chắc có năng lực cảm ứng như thế, cho nên người bình thường không phát hiện ra bảo vật. Giống như hóa đạo thạch bị nữ ma cướp đi vậy. Ngay cả Tả Thiên Thủ là cửu phẩm tầm bảo sư cũng không phát hiện hóa đạo thạch, cho nên bị hắn mang ra. Phong Phi Vân mở phượng hoàng thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào kim ti linh đồng, muốn nhìn thấu nó, muốn xem bên trong là bảo vật ra sao. Nhưng mà cho dù là phượng hoàng thiên nhãn cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài kim ti linh đồng, không cách nào nhìn rõ thứ bên trong. Khối kim loại này đào được trong động mỏ vút đi, thuộc về linh vật trời sinh địa trường, nhưng nếu chỉ là một khối kim ti linh đồng, không có khả năng làm linh hồn phượng hoàng rung động, nhất định là có mánh khóe. Phong Phi Vân sử dụng tiểu diễn thuật suy tính. Tiểu diễn thuật chính là một trong bát thuật mộ phủ tầm bảo lục, chính là vô thượng thuật pháp tìm kiếm bảo vật, cũng cảm ứng được khí tức bảo vật tuyệt đỉnh trong kim ti linh đồng. Hiện tại giá kim ti linh đồng đã đẩy lên 15 linh thạch. Đây là cái giá tương đối cao, chỉ còn có 3 người ra giá, số 218, là một lão giả tu vị nửa bước cự phách. Số 479, một bá chủ trẻ tuổi, là thiếu chủ gia tộc cỡ lớn. Số 323, chính là chỗ ngồi Phong Phi Vân và Tần Chữ Xuất. Ba người này đều là kẻ có tiền ngồi ở ghế khách quý. Tên bá chủ trẻ tuổi lúc này nhíu mày, lại ra giá. 16 linh thạch. Tuy kim ti linh đồng chân quý, nhưng mà giá trị chừng 14 linh thạch mà thôi, dù hắn ngồi ở ghế khách khí, sau lưng đại biểu cho thế lực lớn, nhưng mà ra giá cũng phải cẩn thận. Nửa bước cự phách là thái thượng trưởng lão một tiên giáo, cũng muốn chiếm kim ti linh đồng tới tay, không tiếc bỏ ra số tiền lớn, nói. 20 linh thạch, khối kim ti linh đồng là của ta. 20 viên linh thạch đã vượt qua cái giá kim ti linh đồng rất nhiều, nếu ai ra giá cao hơn, nhất định là thằng ngu. Trên mặt Phong Phi Vân vui vẻ, nói bên tai Tất Chữ Xuất. Lần này tùy ngươi hô giá cao. Tất Chữ Xuất nghe xong đại hỉ, rốt cuộc đại xuất danh tiếng trước mặt nữ thần, giơ cao thẻ bài, hét lớn. 100 linh thạch. Giá tiền này rất nhiều người sợ hãi té ghế. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, có thể có được một linh thạch sẽ xem chúng như bảo bối, chân tàng bảo vệ nó. 100 viên linh thạch là con số rất lớn. Vị nửa bước cự phách này trực tiếp gấp tới mức nhảy dựng lên, vốn cho rằng hạ quyết tâm hung ác ra giá 20 linh thạch là có thể cầm kim ti linh đồng, nhưng mà có người còn tiêu tiền như nước hơn cả hắn, ra giá 100 linh thạch. Trừ phi là ngu ngốc mới vì một khối kim ti linh đồng mà tranh giành tiếp. 100 linh thạch mua một khối kim ti linh đồng, đúng là có tiền không chỗ đốt, nếu như là ta, không bằng mua vài linh thảo ngàn năm, nói không chừng còn có thể giúp bản thân tăng cảnh giới. Nửa bước cự phách này cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Chung quanh cũng vang lên tiếng cười nhạo, cảm thấy người mua số 323 là đồ ngu. Nhìn thấy người não tàn, nhưng mà chưa thấy ai não tàn như thế. Tư Đồ Chiêu Tuyết hình như rất ủng hộ thiếu niên ra tay xa xỉ này, tháng sau Hoa Đế Phong quan tái, nói không chừng nàng có thể đoạt top 3 đấy. Sau khi Dạ Tiêu Tương mất tích, cả thần đô danh khí lớn nhất chính là Tam Đại Hoa Cung Hoa Tiên Tử, Tư Đồ Chiêu Tuyết mê đảo rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt, nói không chừng có thể phong quan đấy. Mấy tu sĩ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ với nhau, không ngừng nói về Hoa Đế Phong quan tái vào tháng sau. Đây không chỉ là nơi giai nhân tài nữ cao cấp của thần Tấn Vương Triều khoe sắc,
càng có trẻ tuổi tuấn tài ở sau lưng giai nhân tâm cơ đấu giác với nhau. Có thể một lần duy nhất ném ra 100 linh thạch, người ra tay quá xa xỉ, rất có thể là vương giả trẻ tuổi. Rất nhiều người đều nhìn qua ghế khách quý 323, nhưng mà không ai quen tất chữ xuất. Đương nhiên toàn trường kinh ngạc không ai vượt qua Tư Đồ Chiêu Tuyết, lúc này mới bắt đầu đấu giá, không ngờ có người hai lần dùng giá siêu cao mua sắm bảo vật có giá không tương xứng, chuyện này nói rõ người nọ mua vì mặt mũi của nàng. Nếu là thiếu chủ một thế lực tu tiên siêu cấp ủng hộ, tháng sau Hoa Đế Phong quan tài tháng sau sẽ có trợ lực thật lớn. Tư Đồ Chiêu Tuyết mừng thầm trong lòng.